cái này đợt phản hồi tới được công đức chi lực, phong phú đến để Tống Thư Hàng kinh ngạc. Bị siêu độ tà linh tối đa cũng chỉ có cấp 4 tả hữu cường độ, nhưng nó phản hồi tới được công đức chi lực, đủ để chống đỡ lên siêu độ hàng ngàn hàng vạn phổ thông tứ phẩm oán linh số lượng. Quả nhiên là lấy một chống đỡ vạn. Những thứ này tà linh đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì điểm công đức sẽ cao như vậy? Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc. Khổng lồ công đức chi quang rơi vào tiên tử trên người, nàng lông mày giãn ra, một mặt hưởng thụ. Mặt khác, tà linh bị siêu độ về sau, không có để lại hắc long linh thạch. Nhưng là, dùng một khối cấp 4 tả hữu hắc long linh thạch, đổi lấy khổng lồ như vậy công đức chi lực, tuyệt đối có lời. Tạo hóa tiên tử, chúng ta lại siêu độ một cái tà linh thử một chút. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tạo hóa tiên tử anh tuấn đùa nghịch cái đao hoa, đi vào một đầu tà linh trước mặt, lại là liên tiếp vài đao chọc ra. Tà linh phát ra thống khổ tiếng kêu gọi, vô cùng suy yếu, ở vào tan ra thành từng mảnh biên giới, chỉ cần lại cho hắn một điểm công kích hắn liền sẽ hóa thành hắc long linh thạch. Tống Thư Hàng hai tay vỗ tay, trong miệng mặc niệm địa tàng độ hồn kinh, sau đó một chỉ điểm hướng tà linh. Cùng trước đó đồng dạng, cái này tà linh được thuận lợi siêu độ, lấy một chống đỡ vạn công đức chi lực rơi vào tiên tử trên người. Thư Hàng tiên sinh đây là đang làm gì? Côn Na nữ sĩ hiếu kỳ hỏi. Đây là cho những thứ này tà linh tử bi siêu độ. Tống Thư Hàng chứng trạc đàng hoàng trả lời. Côn Na nữ sĩ. Kế tiếp, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Tạo hóa tiên tử trong tay song đao vung vẩy, đối bên cạnh tà thú chính là mười mấy đao. Tống Thư Hàng một mặt dáng vẻ trang nghiêm, mặc niệm kinh văn, phản âm trận trận, có loại đại từ bi, đại quang minh, đại giải thoát thiền ý hiện ra tới. Côn Na nữ sĩ khóe miệng co giật nhanh im miệng, đó căn bản không phải cái gì từ bi siêu độ a. Xích Tiêu kiếm. Như thế từ bi siêu độ pháp, hắn sống lâu như vậy cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tạo hóa tiên tử cùng Tống Thư Hàng phối hợp ăn ý. Liên tiếp siêu độ 9 cái tà linh, tà thú thời điểm, Tống Thư Hàng ma lực xung trị cơ khẽ chấn động. Hoạt động nhiệm vụ, đánh giết tùy ý 10 cái tà linh, tà thú hoàn thành, 1.000 đơn vị ma lực lưu lượng đã đến sổ sách. Sau một khắc, Tống Thư Hàng tài khoản bên trong nhiều 1.000 mức. Siêu độ cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ à, Tống Thư Hàng nói khẽ. A ngốc nhà ê a, tạo hóa tiên tử hát nói, tay nàng nâng song đao, nhẹ nhàng quơ. Rõ ràng cầm là đao, nhưng ở trong tay nàng quả thực là múa ra trường kiếm phong thái. Nàng là tại lấy đao sử kiếm chiêu. Hừm, chúng ta tiếp tục đi. Tống Thư Hàng nói không biết lúc nào, hắn đã có thể nghe hiểu tạo hóa tiên tử những cái kia IEA tiếng kêu ý nghĩa. Tạo hóa tiên tử anh tuấn múa đao, rơi vào bên cạnh tà thú trên thân. Nàng tư thế yêu mỹ, sử chính là song kiếm chi thuật. Tà thú kêu thảm một tiếng, tiến vào sắp chết trạng thái. Tống Thư Hàng mặc niệm kinh văn, thuận tay đưa lên một phát từ bi siêu độ. Lại là sóng lớn công đức chi quang, rơi vào tiên tử trên người. Tình cảm sâu, một thanh buồn bực, tình cảm cạn, liếm một cái. À ta không uống được nữa, ta không đi công đức xà mỹ nhân trong miệng dùng hát hí khúc phương thức, hát lời kịch. Tống Thư Hàng quay người hướng nàng nhìn lại. Lúc này, nàng toàn thân bị sáng tỏ công đức chi quang bao phủ. Chỗ mi tâm cái viên kia xinh đẹp ngạch sức hoa văn sáng tỏ. Đồng thời, cái kia công đức phỉ kình được triệu hoán đi ra. Tống Thư Hàng nhìn thấy cái này công đức phỉ kình lúc, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện đợi đã, cái này phỉ kình trong bụng có phải hay không còn chứa một vị lông trắng thú tu. Tống Thư Hàng thánh viên long lực thần công vẫn là từ đối phương trên người lấy được. Một mực đến nay, công đức phỉ kình đều đưa lông trắng thú tu xem như là phun ra nuốt vào đạo cụ. Tống Thư Hàng đều đưa đối phương quên mất. Công đức phỉ kình được triệu hoán sau khi ra ngoài, ợ một cái. Trong bụng của nó, trống rỗng. Lông trắng thú tu, không thấy. Cái kia thú tu đâu? Tống Thư Hàng thầm nghĩ lên một cái khả năng lông trắng thú tu, không phải là bị công đức phỉ kình tiêu hóa a? Không đúng, công đức phỉ kình chỉ là công đức chi quang biến thành, trên lý luận mà nói, căn bản không có đủ tiêu hóa công năng. Công đức xà mỹ nhân cái đuôi cuốn một cái, kỵ đến phỉ kình trên người. Cái này hình thái nàng, mới là hoàn chỉnh hình thái. Sau một khắc, trên người nàng công đức chi quang càng phát ra sáng lên. Đại lượng công đức chi quang quấn quanh ở nàng bờ eo thon vị trí. À, đợi đã, chờ một chút,
Tống Thư Hàng vội vàng lấy ra đầu kia cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn ném về công đức xà mỹ nhân. Xà mỹ nhân ngay từ đầu mỗi lần tiến hóa, đuôi rắn liền sẽ hướng xuống thôn hóa. Nửa đường có hai lần tiến hóa đi xiên đường, một lần biến ra công đức phỉ kình, một lần khác biến ra mi tâm ngạch sức hoa văn, có thể hóa ra con mắt thứ ba, trước mắt tác dụng không rõ. Mà lần này tiến hóa, tiên tử tựa hồ là trở về chính đồ. Nàng đuôi rắn lại muốn hướng về bên dưới rút đi. Nhưng nàng nguyên bản đuôi rắn đã ở vào một cái rất nguy hiểm vị trí, xuống chút nữa thôn hóa. Sở dĩ, Tống Thư Hàng trước tiên đem chăn hướng nàng ném đi. Công đức xà mỹ nhân tiếp nhận cái chăn về sau, mỉm cười. Sau đó, nàng đem chăn tiếp nhận, treo ở trên bờ vai đem thân thể của mình bao khỏa. Thấy được nàng minh bạch chính mình ý tứ về sau, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, công đức xà mỹ nhân đột nhiên chạm lên, cái đuôi của nàng dựng thẳng tắp, lập tức lẻn đến mấy mét cao. Sau đó nàng hai tay triển khai, kim kê độc lập bạch hạc lưỡng xí. Tống Thư Hàng, tiên tử, ngài làm cái lông a, ngươi như thế dựng đứng, cái chăn liền không cách nào đưa ngươi bọc lại a. Mau xuống đây, Tống Thư Hàng kêu lên. Nhưng là trễ, công đức xà mỹ nhân bờ eo thon vị trí, đã phát sinh biến hóa. Nồng đậm công đức chi quang đưa nàng bờ eo thon cùng phần eo trở xuống vị trí bao khỏa. Tống Thư Hàng đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Long Huyết phân bộ Lạc lão tộc trưởng. Ở đây trừ hắn ra, cũng chỉ có lão tộc trưởng một cái nam nhân, nếu không trước đông một chút đem hắn đánh ngất xỉu. Lão tộc trưởng, xoát, một tiếng cây quạt triển khai thanh âm vang lên. Lúc này, công đức xà mỹ nhân tiến hóa hoàn thành. Nàng bờ eo thon vị trí công đức chi quang tiêu tán. Sau đó, một cặp tiểu xảo khả ái cánh từ nàng sau thắt lưng vị trí mở rộng ra tới. Cánh chim màu vàng óng, trên đó mỗi một cây lông vũ đều sinh động như thật. Một đôi cánh chim hướng về phía trước khép lại, như là váy giáp, đem công đức xà mỹ nhân bờ eo thon vị trí che đậy. Thật sự là thật có lỗi, biến ra chính là hai cái cánh. Ân, đây là tiên tử muốn nói nội dung. Xích tiêu kiếm tiền bối bay tới công đức xà mỹ nhân bên người, lên tiếng nói. Hắn lần nữa sung làm ống loa nhiệm vụ, thay thế công đức xà mỹ nhân lên tiếng. Tống Thư Hàng. Công đức xà mỹ nhân đem cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn ném trả lại Tống Thư Hàng. Sau đó, cái đuôi của nàng linh hoạt cuốn một cái, thân thể quấn quanh trên người Tống Thư Hàng, đầu ngón tay duỗi ra, ấn tại Tống Thư Hàng vòng tay pháp khí bên trên. Ta nghĩ hướng ngươi cho mượn một kiện đồ vật, tiên tử muốn nói như vậy. Xích tiêu kiếm tiền bối phát ra tiếng nói. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra bản thân vòng tay pháp khí không gian. Công đức xà mỹ nhân đưa tay, từ đó lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Tảng đá toàn thân vàng óng ánh, phía trên ẩn ẩn có Phật âm truyền ra, còn có mõ thanh âm làm bạn. Một loại tường hòa thiền ý từ nơi này khối kim sắc trên tảng đá truyền ra, đồng thời, còn có một loại đại từ bi, đại trí tuệ cảm giác từ trên tảng đá truyền ra. Tống Thư Hàng, vật này là, nghĩ tới, min, nhớ tới thứ này hắn liền trận tâm nhét. Cao tăng sỏi thận nhân công bồi dưỡng bản. Đây là một vị nhàn nhất cả chứng tuyệt thế cao tăng, có một ngày đột nhiên muốn thể nghiệm một chút trưởng sỏi thận là dạng gì thống khổ, thế là hắn ngay tại trong thân thể của mình gieo một khỏa sỏi thận, cũng đưa nó bồi dưỡng lớn mạnh. Có trời mới biết viên này nắm đấm lớn sỏi thận, hắn là thế nào bồi dưỡng ra tới. Bởi vì tại bồi dưỡng viên này sỏi thận thời điểm, cao tăng tại ngày đêm tụng kinh. Sở dĩ cẩn thận lắng nghe. Còn có thể từ nơi này khỏa nhân công sỏi thận bên trên nghe đến ba quyển kinh văn nội dung. Phân biệt là Chư Tinh Thánh Phật Kinh, Chư Tinh Bảo Ngục Kinh, Thánh Viên Long Lực Kinh. Ngoại trừ những thứ này kinh văn bên ngoài, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được cao tăng nghĩ linh tinh, Phật Tổ a, đau nhức đau nhức đau nhức, đau chết a. Sỏi thận nguyên lai là thống khổ như vậy sự. Cái này cao tăng khẳng định có thụ ngược đãi thể chất. Công đức xà mỹ nhân lấy ra khối này kim sắc tảng đá, sau đó nàng lại lấy ra cây kia năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn huyết cốt. Lần trước vì cho huyết ma vương tộc hạch tâm bổ sung năng lượng, huyết cốt bên trong năng lượng bị rút lấy không còn, chỉ còn lại có một cây xương cốt bổng tử. Công đức xà mỹ nhân có luyến cựu tình kết, sở dĩ không có đưa nó vứt bỏ, mà là đưa nó cất chứa. Lúc này, nàng tay trái giơ kim sắc tảng đá, tay phải giơ huyết cốt bổng tử. Tạo hóa tiên tử xoay đầu lại,
nhãn tình sáng lên, ta có một cái sỏi thận, ta có một cây huyết cốt ân sỏi thận xương. Công đức xà mỹ nhân hai tay dùng sức hợp lại. Nàng bên eo bên trái cánh có chút sáng lên, có một cây cánh chim bay ra, rơi vào huyết cốt cùng cao tăng sỏi thận bên trên. Sau một khắc, như là tạo hóa tiên tử hát, kim sắc tảng đá cùng huyết cốt dung hợp. Tống Thư Hàng, đây là cái gì thao tác? Thiên phú, đơn giản pháp khí luyện thành thuật, tiên tử bên trái cánh chim mang theo năng lực thiên phú. Có thể thông qua tiêu hao nhất định công đức chi lực, đem hai kiện thuộc tính tương cận vật liệu, luyện chế thành đơn giản pháp khí. Xích Tiêu Kiếm tiền bối ở một bên tràn ngập truyền âm ống. Tạo hóa tiên tử lắc lắc tân sinh sỏi thận huyết cốt, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái đồ chơi này, có cái gì công năng? Tống Thư Hàng hỏi. Xích Tiêu Kiếm, không có gì công năng, chính là để đã mất đi năng lượng huyết cốt, một lần nữa bổ sung năng lượng. Tiên tử tựa hồ đối với căn này huyết cốt rất hài lòng. Tống Thư Hàng. Nhưng quơ huyết cốt, cùng công đức xà mỹ nhân phong cách vẽ rất không phù hợp a. Bên trái cánh có được luyện chế pháp khí lực lượng, cái kia bên phải cánh đâu? Tống Thư Hàng dò hỏi. Công đức xà mỹ nhân một lần nữa cuốn về đến Tống Thư Hàng trên người. Sau đó, kích hoạt lên phía bên phải cánh thiên phú. Ông! Một tòa cung điện sang trọng hình chiếu, xuất hiện tại công đức xà mỹ nhân cùng Tống Thư Hàng bên người, đem hai người bảo hộ trong đó. Công đức điện, Tống Thư Hàng liếc mắt một cái liền nhận ra tòa cung điện này. Tòa cung điện này hình chiếu nguyên hình, ngay tại hắn hạch tâm thế giới bên trong. Là lúc trước hắn cùng cái gì đều có thể bán đại lão giao dịch thời điểm, dùng bạch ngân bao tay đổi tổ vu chúc phúc phục sinh thập tự giá công đức thần điện mảnh vụn phiến. Bị giới hạn bản thân ngươi ngũ phẩm thực lực, tòa cung điện này hình chiếu chỉ có thể phát huy ra lục phẩm đỉnh cấp lực phòng ngự. Chờ ngươi độ 5 tấn 6 thiên kiếp thời điểm, nhất định có thể dùng tới. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Lục phẩm đỉnh cấp phòng ngự. Diệu a. Tống Thư Hàng vừa nghe đến cái này giới thiệu, trong lòng lập tức liền an tâm đi lên. Tòa này cung điện hình chiếu bị giới hạn bản thân hắn cảnh giới, tạm thời chỉ có thể phát huy ra lục phẩm đỉnh cấp lực phòng ngự. Nói cách khác, tương lai chờ hắn cảnh giới tăng lên, cung điện lực phòng ngự có thể được tăng lên. Càng quan trọng hơn là, tòa này công đức điện hình chiếu cùng Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành khác biệt, hắn sẽ không đem chủ nhân ném tới ngoài cửa thành bầy biện hóng mát, mà là đem Tống Thư Hàng cả người bảo hộ ở bên trong. An tâm, Tống Thư Hàng trong lòng nhất thời đặc biệt ổn. Quả nhiên, tích lũy công đức là có chỗ tốt. Nếu như là phổ thông ngũ phẩm tu sĩ, đạt được một cái công đức xà mỹ nhân công đức điện hình chiếu, vậy liền 5 tấn 6 lúc, cái gì độ kiếp đại trận đều không cần, chỉ cần mở ra công đức điện hình chiếu, liền có thể dẫn đổi 5 tấn 6 thiên kiếp. Đợi đã, ta cũng là bình thường ngũ phẩm tu sĩ, tại sao phải đem ta bản thân bài trừ bên ngoài? Tống Thư Hàng trong lòng nói. Chỉ cần cẩn thận một điểm, lần này độ kiếp thời điểm không muốn cuốn vào cái gì trong lúc nguy nan. Độ kiếp thời điểm, chú ý không nên bị cuốn vào tập thể độ kiếp sự kiện bên trong, đến lúc đó hắn 5 tấn 6 thiên kiếp, cũng có thể độ một cái rất bình thường thiên kiếp. Đến lúc đó phổ thông 5 tấn 6 thiên kiếp, hắn nhẹ nhõm liền có thể vượt qua đi, tấn thăng lục phẩm chân quân. Cẩn thận, đây là ưu điểm của ta. Tống Thư Hàng nói khẽ. Tính cách của hắn, là thuộc về loại kia chú ý cẩn thận hình. Chỉ là về sau bị Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong các tiền bối lây bệnh, thỉnh thoảng sẽ tìm đường chết một đợt. Nhưng tục ngữ đều nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời nha. Bản tính của hắn cũng không có dễ dàng như vậy cải biến, nên cẩn thận thời điểm, hắn vẫn là sẽ rất cẩn thận. Trong lúc suy tư, công đức xà mỹ nhân đưa tay, đem công đức điện hình chiếu giải trừ. Sau đó, tay nàng cầm biến dị huyết cốt trở về đến Tống Thư Hàng thể nội. Vừa hoàn thành tiến hóa, nàng cần một chút thời gian đến thích ứng cường độ thân thể biến hóa. Tống Thư Hàng thấy thế, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đợi đã, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử. Người đem sỏi thận huyết cốt mang về, cái này sỏi thận chẳng phải là chạy đến thân thể ta chúng. Công đức xà mỹ nhân méo một chút đầu, nhoẻn miệng cười, siêu một chút biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng. Mặc dù biết công đức xà mỹ nhân có thu hồi huyết cốt thủ đoạn. Nhưng nàng trở về trong cơ thể mình về sau, Tống Thư Hàng luôn cảm giác viên kia để cho người ta tâm tắc cao tăng sỏi thận cũng chạy đến trong thân thể của hắn, toàn thân cũng không được tự nhiên. Luôn cảm giác thân thể của mình cũng bắt đầu tản mát ra đại từ bi,
đại công đức, đại thống khổ khí tức tới. A Đần phù phù phù, tạo hóa tiên tử vung hai tay, tiếp tục hỏi. Tiếp xuống, trực tiếp xử lý chuyển hóa làm hắc long linh thạch đi. Tống Thư Hàng nói, công đức xà mỹ nhân vừa mới tiến hóa hoàn tất, tạm thời không còn tiếp nhận công đức chi lực. Tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu, song đao vung vẩy, tà thú, tà linh bị không ngừng chém giết, hóa thành một khỏa khỏa hắc long linh thạch, rơi xuống đất. Đúng rồi, chờ một chút, Tống Thư Hàng đột nhiên kêu dừng. Tạo hóa tiên tử vung vẩy song đao cánh tay vững vàng ngừng lại. Mũi đao cự ly cuối cùng một đầu tà thú chỉ có một chỉ khoảng cách. Ta đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, để cho ta thử một lần. Tống Thư Hàng vươn tay cánh tay, nghịch kình võ sĩ quyền sáo có chút co vào, lộ ra ngón tay của hắn. Hắn muốn xem xét một chút tà thú, muốn biết siêu độ những thứ này tà thú thời điểm, vì sao lại thu hoạch được như thế hải lượng công đức chi lực. Mọi thứ đều có nhân quả. Tà thú trên người nhất định có cái gì chỗ đặc thù, mới có thể để điểm công đức bạo mãn. Tại xem xét tà thú trước đó, Tống Thư Hàng đem thân thể xương mù hóa, tránh cho đổ máu quá nhiều tổn thương. Ngón tay của hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc đến tà thú trên thân. Nếu như giá quá lớn, liền lập tức cắt ngang xem xét bí pháp. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Dù sao mới từ dài đến 3 ngày hôn mê bên trong tỉnh lại, hắn cũng không muốn bởi vì đau khổ kịch liệt lần nữa đau nhức ngất đi. Xem xét bí pháp kích hoạt. Chỗ trả ra đại giới, tại Tống Thư Hàng có thể tiếp nhận trong phạm vi, truyền đạt đến hắn thần kinh thống khổ cũng có thể tiếp nhận. Xem xét kết quả phản hồi đến đầu óc hắn. Cổ u giới tà linh, lợi dụng hắc long thế giới nhân loại, mãnh thú nhục thân khôi phục phong linh. Tại bọn chúng hư thối xác ngoài bên trong, ẩn giấu đi đến một bộ không màu trong suốt, không cách nào bị mọi người phát giác linh hồn. Đây là không biết thời đại di tộc, tại cổ u giới bên trong còn sót lại. Mỗi lần phụ thân thể xác bị chém giết về sau, sẽ lưu lại năng lượng màu đen kết tinh, linh hồn trở về cổ u giới phục sinh. Phổ thông thủ đoạn không cách nào tổn thương bọn chúng. Không biết thời đại di tộc, phương pháp bình thường không cách nào tổn thương bọn chúng. Sau khi chết sẽ trở về cổ u giới phục sinh. Không cách nào bị người phát giác. Tống Thư Hàng nhìn qua trước mắt cái này tà thú. Thật đúng là khó giải quyết quái vật. Bất quá, siêu độ thuật tựa hồ đối với bọn chúng hữu hiệu, đang sử dụng siêu độ thuật tịnh hóa bọn chúng về sau, sẽ chỉ đạt được đại lượng công đức, không có hắc long linh thạch lưu lại. Nhưng Tống Thư Hàng không cách nào xác định, siêu độ thuật phải chăng có thể đem bọn họ triệt để tịnh hóa. Dù sao hắn không cách nào nhìn thấy những thứ này tà linh thể nội ẩn tàng không màu linh hồn. Liền thánh nhân chi nhãn đều không thể nhìn thấy tồn tại sao. Tống Thư Hàng đưa tay sờ về phía mắt trái của chính mình. A, thánh nhân chi nhãn đâu? Tống Thư Hàng cả kinh nói. Một mực trang tại hắn mắt trái thánh nhân chi nhãn, không thấy. Không biết lúc nào, đổi về chính hắn con mắt. Bị tạo hóa tiên tử tháo xuống, người tại trong lúc hôn mê, trạng thái thân thể rất kém cỏi. Như tiếp tục lắp lấy thánh nhân chi nhãn, gánh vác quá lớn, khả năng đối với người thân thể tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Sở dĩ tạo hóa tiên tử cùng tiên tử đưa ngươi con mắt đổi về vì. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối bình tĩnh nói. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Tạo hóa tiên tử trở lại bên cạnh hắn, đưa tay đem viên kia thánh nhân chi nhãn một lần nữa móc ra. Hừm, mời tiên tử cho ta thay đổi thử một chút. Ta muốn thấy nhìn mượn thánh nhân con mắt, có thể hay không nhìn thấy bọn chúng. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tạo hóa tiên tử đưa tay trái ra, ấn tại Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên, đem hắn mắt trái lấy xuống. Sau đó, nàng tay phải đem thánh nhân chi nhãn đè vào Tống Thư Hàng trong mắt. Bổ sung tặng cho một phát chỉ dũ thuật, để Tống Thư Hàng có thể càng nhanh thích ứng thánh nhân chi nhãn. Lắp nhiều lần như vậy, thân thể của ta đã hoàn toàn không bài xích thánh nhân con mắt. Tống Thư Hàng cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Kona nữ sĩ, huyết long bộ lạc tộc trưởng trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tống Thư Hàng đây quả thật là tại đổi con mắt. Không phải tại đổi răng giả. Tạo hóa tiên tử, một lần nữa siêu độ thuật thử một chút. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hiện tại công đức xà mỹ nhân vừa hoàn thành tiến hóa, còn tại nghỉ ngơi giai đoạn. Tiếp tục siêu độ, lấy được công đức chi lực, trong thời gian ngắn không cách nào bị nàng hấp thu, sẽ tạo thành lãng phí. Bất quá bây giờ muốn tiến hành chính là thí nghiệm, có thể tiếp nhận cần thiết lãng phí. Tạo hóa tiên tử một lần nữa xách trên đao trước, liền đâm tà thú 10 đao.
Tống Thư Hàng mở ra Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, hai tay vỗ tay thi triển siêu độ thuật. Phản âm vang lên, Phật âm quanh quẩn. Tà thú thể xác hóa thành cho tàn, trong đó có một con trong suốt linh hồn hiển hiện. Thấy được, Tống Thư Hàng nói. Mượn Nho Gia Thánh Nhân ánh mắt, hắn thành công bắt được cái này linh hồn. Đó là một đoàn không có cụ thể hình dạng, không mang theo bất luận cái gì thuộc tính lực lượng, chân chính có thể nói là tinh khiết linh hồn. Không có tư dục, không có tư tưởng, đơn thuần tinh khiết. Siêu độ chi thuật hóa đi nó tà linh sát ngoài, nhưng cũng không có thương tổn đến cái này đoàn trong suốt linh hồn. Khổng lồ công đức chi lực hướng Tống Thư Hàng vào tới sau đó, toàn bộ rơi vào đến hắn cây kia công đức chỉ bên trong, không có tạo thành chút nào lãng phí. Tống Thư Hàng đưa tay mò về cái này đoàn trong suốt linh hồn, muốn lấy hắn đến một phát xem xét bí pháp. Lúc này, đoàn kia trong suốt linh hồn, chậm rãi du động một chút, sau đó hư không tiêu thất không thấy. Đây là một loại trở về cổ u giới phương pháp. Không có không gian sóng sức mạnh, có điểm giống bạch tiền bối không gian thiên phú, trực tiếp biến mất. Bị chạy mất, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Siêu độ chi thuật, đối với loại này tinh khiết linh hồn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá, loại này trong suốt, tích hiệu linh hồn, vì sao lại trở thành tà linh, đến công kích Hắc Long thế giới. Theo thuộc tính đến xem, bọn chúng căn bản không có suy nghĩ của mình, liền dục vọng đều không có, cùng tà linh hoàn toàn là tương phản tính chất. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác mắt trái chỗ, truyền đến một trận nhói nhói. Thánh nhân chi nhãn cùng ta thân thể sinh ra bài xích. Không thể nào, ta trước đó đều mang theo thánh nhân chi nhãn khắp thế giới chạy loạn, đeo vài ngày đều quên hái xuống, cũng không có gặp bài xích a. Đang lúc Tống Thư Hàng nghĩ như vậy thời điểm, mắt trái của hắn nhìn đến một cái hình ảnh. Hắn nhìn thấy một mảnh cùng cửu u rất tương tự thế giới. Nơi đó tràn ngập tà năng như đá dầu đồng dạng, bao phủ toàn bộ thế giới, phảng phất là hắc hải đồng dạng. Mà tại trong hắc hải, sinh hoạt đủ loại tà ma. Trong hắc hải, có từng cây kỳ quái cây cột đứng lên, đỉnh thiên lập địa. Những cây cột này, phân bố vô cùng cổ quái. Tỉ như A điểm bên trên, cắm tầm 10 cây cột, sau đó một mực đang xa xôi B điểm bên trên, lại cắm tầm 10 cây cột. Mỗi tầm 10 cây cột đều là tụ tập cắm ở cùng một chỗ. Đây chẳng lẽ là Nho Gia Thánh Nhân thị giác hình ảnh? Tống Thư Hàng trong lòng suy đoán nói. Có phải hay không là Thánh Nhân chi nhãn thấy được cái kia trong suốt linh hồn, bị kích thích, kích hoạt lên đã từng một số hình ảnh? Để hắn có thể nhìn thấy. Hình ảnh di động. Nho Gia Thánh Nhân đi vào một cái điểm, hắn đưa tay lấy ra một quyển trống không thẻ che sách. Sau đó ở trong đó một cây trên thẻ trúc viết xuống chính khí trường tồn bốn cái phủ văn. Bốn chữ này Tống Thư Hàng nhận biết hắn tu luyện Nho Gia Kim Cương Thân bên trong chính khí thối thân thiên văn chương bên trong cũng có mấy chữ này. Viết xong về sau, thánh nhân đem căn này thẻ tre lấy xuống, đưa tay ném đi. Thẻ tre cắm vào mặt đất, ầm ầm âm thanh bên trong, hóa thành một căn trụ lớn, cùng cái kia mười mấy cây cây cột cùng tồn tại cùng một chỗ. Tống Thư Hàng, a. Bạch tiền bối cùng bạch tiền bối có phải hay không cũng đang làm những chuyện tương tự. Hai người bọn hắn dùng tóc dệt cùng một chỗ, cắm vào mặt đất, hóa thành đỉnh thiên lập địa trụ. Nho Gia Thánh Nhân cũng đã tới nơi đây. Hắn cũng cùng hai vị bạch tiền bối đồng dạng, ở cái này cổ u bên trong khắp nơi cắm cây cột. Nếu thật như thế, cắm ở cổ u bên trong cái khác cây cột, có thể hay không cũng là đại nhân vật tác phẩm. Hẳn là đây là các đại lão tập thể cắm mắt địa phương. Tống Thư Hàng cảm giác mình phát hiện hoa điểm. Mặt khác, Tống Thư Hàng nhớ kỹ, bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tại cổ u thế giới cắm cây cột hình ảnh bên trong, không có nhìn thấy Nho Gia Thánh Nhân cùng cái khác các đại lão cắm cây cột. Những cái kia cây cột, là bị người hủy diệt rồi. Vẫn là ẩn thân. Nếu như ẩn thân, vậy hắn muốn hay không nghĩ biện pháp đi nhổ mắt. Đánh ba lần liền có thể nát đúng hay không? Phi, đây là cái gì mau bệnh? Các đại lão cắm mắt. Chán sống đi nhổ. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng vang lên bên tai thánh nhân thanh âm. Nhìn kỹ tốt, cẩn thận nghe cho kỹ, chỉ lần này một lần. Thanh âm này, giống như là Nho Gia Thánh Nhân nói một mình, nhưng Tống Thư Hàng luôn cảm giác Nho Gia Thánh Nhân là đang nói chuyện với hắn. Sau đó thánh nhân con mắt tiếp cận cổ u thế giới cái khác mấy cây cây cột. Cái thứ nhất cây cột là thuần trắng cột sáng, như thật như ảo.
Nương thánh nhân con mắt chằm chằm vào căn này cây cột lúc, có một bóng người mờ ảo hiển hiện. Đạo thân ảnh này đã thấy không rõ dung mạo, tóc dài đến lưng. Đạo thân ảnh này song sau thả lỏng phía sau, đứng ở bản thân lập hạ cây cột bên cạnh, dường như có chỗ lĩnh ngộ. Nửa ngày về sau, hắn thở dài nói, a, rất muốn thay cái kiểu tóc. Tống Thư Hàng, trở thành thiên đạo về sau, thân thể bất hủ, liền tóc cũng bất hủ bất diệt. Cắt bỏ không được, còn không dài được. Có hôm, đột nhiên phát hiện chính ta có một sợi tóc đặc biệt dài, so cái khác tóc đều dài. Nhưng căn bản cắt không đứt, không cách nào chỉnh chỉnh tề tề, thật là khó chịu. Đạo thân ảnh này tiếp tục nói. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Thiên đạo bất hủ bất diệt, nhưng nghe cũng có rất nhiều phiền não. Lúc này, thánh nhân quả quyết rời đi ánh mắt, đem ánh mắt rơi xuống một cây từ màu vàng tinh toản tạo thành cây cột bên trên. Tống Thư Hàng nhìn thấy cái này màu vàng tinh toản lúc, nhãn tình sáng lên. Bụng hắn bên trong thì có một khỏa vật tương tự công đức tinh toản hạch tâm. Theo thánh nhân ánh mắt chuyển di, đồng dạng có một bóng người xuất hiện tại hoàng toản cây cột bên cạnh. Đây là một vị đạo nhân ăn mặc nam tử, toàn thân bốc lên công đức chi quang, che đậy dung mạo của hắn, đồng thời trên đỉnh đầu hắn còn có trường sinh giả đại đạo vòng ánh sáng. Đây là một vị cường đại trường sinh giả. Kỳ quái, rõ ràng ta sông chính là tầng thứ 10 thiên quan A, làm sao lại chạy đến nơi đây? Bất quá, nhiều như vậy tiền bối đại nhân vật ở chỗ này cắm cây cột, ta cũng cắm một cây. Vị này trường sinh giả nói. Một lát sau, vị này trường sinh giả thở dài, thì ra là thế, một cái không giống bình thường thế giới. Cùng chư thiên vạn giới hoàn toàn khác biệt tiểu thế giới. Lần này đáng giá, quả nhiên, góp nhặt công đức là quyết định chính xác, công đức cường đại người, vận khí tổng sẽ không quá kém. Đúng đúng đúng, câu nói này ta cũng đồng ý, tiền bối. Tống Thư Hàng trong lòng liều mạng vì vị này trường sinh giả trước đánh cô. Mặt khác, cái này cổ u thế giới cùng chư thiên vạn giới đều hoàn toàn khác biệt, Tống Thư Hàng trong lòng cũng có chỗ suy đoán. Vị này trường sinh giả nói lời, cùng Tống Thư Hàng trong lòng suy đoán tương xứng. Thánh nhân ánh mắt lần nữa chuyển di. Lần này hắn nhìn về phía một cây khác các loại ma vật ma thần trụ. Từ ở vẻ ngoài đến xem, cái này ma thần trụ là An Chi ma quân độ kiếp cái kia mấy cây ma thần trụ thăng cấp bản. Đây là một vị ma môn đại lão đóng xuống cây cột. Theo thánh nhân ánh mắt rơi xuống, ma thần trụ như trên dạng hiển hiện một bóng người. Thân ảnh này giống như người giống như ma, toàn thân có thật nhiều bộ vị đã ma vật hóa. Đồng dạng thấy không rõ dung mạo, đỉnh đầu có trường sinh giả đại đạo vòng ánh sáng. Nơi này, là một cái thu nhỏ hình cửu u thế giới. Như vậy, có phải hay không còn có một cái cùng hắn đối ứng thu nhỏ hình chư thiên vạn giới? Ha 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 ha, xem ra, ta vẫn chưa đi đến tuyệt lộ. Mặc dù tranh đoạt bất hủ thất bại, nhưng ở nơi này ta có lẽ còn có cơ hội. Đạo này giống như người giống như ma thân ảnh phát ra tiếng cuồng tiếu. Một vị đã từng tranh đoạt qua thiên đạo ma môn trường sinh giả đại lão. Đồng thời, hắn tiến một bước khẳng định Tống Thư Hàng suy đoán. Hắc Long thế giới, cổ u thế giới cùng phía ngoài chư thiên vạn giới cũng khác nhau. Bọn chúng là thu nhỏ hình chư thiên vạn giới cùng cửu u thế giới. Hắc Long thế giới đối ứng chư thiên vạn giới, trên người nó mỗi một cái long lân tiểu thế giới liền đối ứng chư thiên vạn giới bên trong một giới. Mà cái này cổ u, chính đối ứng cửu u thế giới. Thánh nhân con mắt, lại chuyển qua một căn khác cây cột bên trên. Đó là một cây bàn long trụ. Cây cột bên trên, có một đầu uy vũ thần long quấn quanh. Nhưng cái này thần long chỉ có một chân, mà lại nó râu rồng trên còn vòng quanh một thanh cây quạt. Ban Văn Long thiên đạo đại lão, Tống Thư Hàng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Như thế đặc biệt tạo hình, cái kia phong tao tiểu phiến tử, tuyệt đối sẽ không sai. Hắn đã từng cũng đã tới cái này cổ u thế giới. Trong lúc đang suy tư, cái kia để Tống Thư Hàng nhìn quen mắt Ban Văn Long thiên đạo đại lão, hiện thân tại bàn long trụ dưới. Bất quá hắn lúc này, còn không phải thiên đạo trạng thái. Đỉnh đầu hắn chống đỡ một vòng trường sinh giả đại đạo vòng ánh sáng. Hắn là tại không thành đạo trước đó, liền đi tới nơi này. Rốt cục nhìn thấy một vị quen thuộc tiền bối, Tống Thư Hàng trong lòng rất cảm thấy thân thiết. Ban Văn Long chân sau đứng ở cây cột trước, trên người tản ra một loại ngưng trọng khí thế. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nhảy lên, một cước đạp hướng bên cạnh một cây trụ,
không nghĩ tới ngươi cái này luyến mắt đam mê cũng ở nơi đây cắm mắt, ăn cứt hàng ngươi, một ngày nào đó ta muốn xử lý ngươi a. Phanh! Hắn bị bắn ngược trở về, trùng điệp rơi xuống tại địa. Ni muội, còn mang phản đam, Ban Văn Long đại lão cả giận nói. Tống Thư Hàng không đành lòng nhìn thẳng. Mặt khác, quả nhiên các đại lão cắm mắt, hắn loại này tiểu yếu gà vẫn là chớ vọng tưởng đi nhổ mắt, sẽ chết người đấy. Ban Văn Long thiên đạo từ dưới đất bò dậy. Hắn một lần nữa ngưng trọng đứng ở bản thân bàn long trụ bên trên, sau đó yên lặng cho mình bàn long trụ cũng tăng thêm mấy cái phủ văn. Tống Thư Hàng đoán chừng, hắn thêm cũng hẳn là phản đam loại hình công năng. Ra xong phủ văn về sau, Ban Văn Long đại lão đột nhiên cười ha ha, thuận tiện nhân dấu chân một đường hướng về phía trước quan sát, liền có thể thu hoạch rất nhiều tuyệt mật tin tức. Một bước một cước ấn, đo đạc cổ u tiểu thế giới. Tại mỗi một cái tiết điểm trên cắm xuống bản thân ấn ký chi trụ, liền có thể từ nơi này chút tiết điểm trên đạt được tin tức phản hồi. Đây là một cái tìm bí, giải mê trò chơi. Ở chỗ này, ta có một chuyện muốn nói cho kẻ đến sau hung thủ chỉ có một cái, chân tướng chỉ có một loại cái này cổ u thế giới, nhưng thật ra là một cái cựu thế giới mảnh vỡ. Thiên địa cuối cùng cũng có một ngày sẽ hủ hỏng, duy nhất không hủ, chỉ có một dạng đồ vật. Mà hủ hỏng cựu thế giới bên trong, lại bởi vì cái kia duy nhất bất hủ, bảo tồn một ít gì đó xuống tới. Đây chính là đáp án, cảm tạ ta đi. Tống Thư Hàng, muốn làm sao nói cho phải đây? Hắn hiện tại trong lòng cảm giác, tựa như là mở ra một bản phi thường kinh điển tiểu thuyết trinh thám, khẽ đảo thoạt đầu trang, sau đó liền thấy tờ thứ nhất người nào đó vật danh tự bị người vẽ lên vòng vòng, đánh dấu trên, đây chính là hung thủ. Ước chừng chính là như thế một loại cảm giác. Nho gia thánh nhân bình tĩnh chuyển di ánh mắt. Thánh nhân nội tâm cường đại, quả nhiên là không người có thể so sánh. Ánh mắt của hắn, rơi vào một cây vẽ xong con mắt cây cột bên trên. Chính là Ban Văn Long đại lão trước đó giận đạp cái kia một cây. Nhà này cây cột bên dưới, không có thân ảnh, hoặc là nói, đã từng có thân ảnh, nhưng bị người xóa đi. Bất quá ngược lại là có một câu thanh âm bị lưu lại. Duy bất hủ vĩnh hằng sao? Hắc hắc. Thánh nhân lần nữa thu hồi ánh mắt. Sau đó, thánh nhân ánh mắt bắt đầu hướng về phía trước đi. Mỗi một bước đều là tiêu chuẩn cự ly, tựa như là tại đo đạc cổ u thế giới. Một lát sau, hắn đạt đến kế tiếp cây cột tụ tập địa phương. Cũng chính là cái gọi là tiết điểm chỗ. Thánh nhân lần nữa lấy ra thẻ tre, viết xuống nho ra minh văn, để thẻ tre đầu hóa thành trụ lớn, cắm vào tiết điểm bên trong. Sau đó, có một màn hình ảnh tràn vào thánh nhân trong mắt. Đó là một cái thế giới mới sinh hình ảnh. Thiên địa sơ khai, thế giới mới sinh. Một sát na kia lượng tin tức cực lớn. Cái này cực lớn đến không cách nào tính toán tin tức, thông qua thánh nhân chi nhãn tràn vào Tống Thư Hàng ý thức. Tống Thư Hàng đầu não phát chướng, trong mắt trái phảng phất truyền đến đốt cháy khét hương vị. Không ổn, quá tải. Sau một khắc, hắn ánh mắt đột nhiên từ nho ra thánh nhân thị giác bên trong rời khỏi. Thật nóng, Tống Thư Hàng kêu lên. Thánh nhân chi nhãn lúc này phảng phất hóa thành nung đỏ quả cầu kim loại, sấy lấy Tống Thư Hàng hốc mắt. Tạo hóa tiên tử đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên, thận trọng đem thánh nhân chi nhãn lấy ra ngoài. Sau đó nàng liên tiếp mấy đạo chỉ rũ thuật rơi vào Tống Thư Hàng trong hốc mắt. Tống Thư Hàng thật dài nhẹ nhàng thở ra, trong hốc mắt đốt bị thương đau đớn yếu bớt. Tạo hóa tiên tử một cái tay khác nắm lấy Tống Thư Hàng con mắt, hướng hốc mắt của hắn bên trong nhấn một cái, đem hắn ánh mắt của mình lắp trở về. Xích tiêu kiếm, ngươi lại làm cái gì đại tân văn? Thánh nhân chi nhãn vì cái gì đột nhiên nóng lên bốc khói? Hừm, ta phát hiện cái này Hắc Long thế giới cùng cổ u, quả nhiên là khó lường địa phương. Tống Thư Hàng kích hoạt bản thân nghịch kình võ sĩ quyền sáo trên chữa trị pháp thuật, rơi trên người mình. Giảm xuống hốc mắt thống khổ, thuận tiện áp chế xuống thận cùng trên lưng thống khổ. Nhiều như vậy đại lão, tại thành đạo trước hoặc là thành đạo về sau, giáng lâm ở nơi này, tiến vào cổ u chi địa, ở nơi đó cắm mắt. Liên bạch tiền bối cùng bạch tiền bối cũng tiến vào cổ u. Tống Thư Hàng xoa cằm, có cơ hội, ta muốn hay không cũng đi vào cắm cái mắt. Mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng luôn cảm giác ngươi chuẩn bị tác cái đại tử. Xích tiêu kiếm tiền bối thiện ý nhắc nhở. Việc này một hồi ta lại cùng xích tiêu kiếm tiền bối hảo hảo nói một chút. Mà lại, nhiều như vậy đại nhân vật đều đi vào cắm mắt,
nói không chừng tại thánh nhân về sau, Xích Tiêu Tử tiền bối đã từng đi vào cắm xem qua. Chúng ta một hồi trở về hảo hảo nói chuyện, Tống Thư Hàng nói. Thành, Xích Tiêu Kiếm nói. Sau đó, tiếp đó, ta còn có cái ý nghĩ muốn thử xem. Tống Thư Hàng nói. Lúc trước hắn có hai chuyện muốn nếm thử, một là muốn thử xem siêu độ thuật đối tả linh nhóm có hiệu quả hay không. Thứ hai, hắn muốn thử xem tiến vào Long Lạc cấp 6 khu vực. Hắn tự thân tu chân cảnh giới, có thể tiếp tục lưu lại ngũ phẩm cảnh giới. Sau đó, ma lực xung chỉ cơ cái này phó chức, nếu là xông vào Long Lạc cấp 6, sẽ có cái gì thú vị biến hóa. Long Lạc tăng lên, cùng tinh thần lực có quan hệ. Tống Thư Hàng tinh thần lực, đã sớm đạt đến lục phẩm tiêu chuẩn. Trên lý luận tới nói, tinh thần lực đạt tiêu chuẩn, lại thêm có đầy đủ ma lực lưu lượng, hắn tại Long Lạc bên trong quyền hạn, hoàn toàn có thể tăng lên tới cấp 6. Chính là phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, hắn muốn làm một số phòng hộ biện pháp. Khả năng bởi vì Hắc Long thế giới hệ thống tu luyện, là lấy tinh thần lực làm chủ nguyên nhân, Hắc Long thế giới thiên kiếp chính là nhằm vào tinh thần cùng ý thức phương diện đả kích, cùng loại với tâm ma kiếp thêm tinh thần thống khổ. Đối với bình thường người tu luyện tới nói, phương diện tinh thần thống khổ bởi vì không có nhục thân phòng ngự tăng thêm, thuần luận thống khổ trình độ tới nói, so trực tiếp thực hiện tại nhục thể thống khổ đến còn phải thảm liệt. Nhưng đối với Tống Thư Hàng tới nói, chỉ không đạt tới một kích chí tử thống khổ trình độ, phương diện tinh thần thống khổ, cũng là có thể cắn răng chống đỡ đổ vật. Lấy ngũ phẩm Hắc Long thế giới thiên kiếp làm cơ sở đến phỏng đoán, lục phẩm thiên kiếp tổn thương trình độ, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đương nhiên, đây chỉ là suy luận. Tại rảo bước tiến lên Long Lạc tầng thứ 6, đi độ Hắc Long thiên kiếp trước, Tống Thư Hàng cũng có rất nhiều thứ muốn chuẩn bị. Đầu tiên đương nhiên là muốn chờ phục sinh CD. Trong lòng của hắn vẫn có tự biết rõ, mặc dù góp nhặt đại lượng công đức người vận khí tổng sẽ không quá kém, nhưng có phục sinh cùng không phục sinh là hai khái niệm. Vì để phòng vạn nhất, loại chuyện nguy hiểm này, đương nhiên muốn tại phục sinh CD làm lạnh qua đi, lại đi nếm thử. Tiếp theo, muốn chờ công đức xà mỹ nhân điều chỉnh tốt trạng thái. Tại độ Hắc Long thế giới thiên kiếp thời điểm, công đức xà mỹ nhân là một sự giúp đỡ lớn. Mặt khác, hắn còn chuẩn bị hướng Long huyết tộc phân bộ lạc cho mượn một bút Hắc Long linh thạch, Bạch tiền bối phân thân lúc ấy tặng hắn Hắc Long linh thạch nạp tiền về sau, còn thừa lại ước 70 vạn ma lực lưu lượng. Lần trước tấn thăng ngũ phẩm một hơi hay dùng rơi mất gần 40 vạn ma lực lưu lượng, 5 tấn 6 lời nói cần Hắc Long linh thạch khẳng định càng nhiều. Hắn còn chuẩn bị hướng cô na nữ sĩ thỉnh giáo một số ma lực xung chỉ cơ phương pháp sử dụng, pháp thuật thi triển phương diện tri thức, cùng liên quan tới cấp 5 tấn thăng cấp 6 lúc cần thiết phải chú ý đồ vật. Cự ly phục sinh kết thúc còn có tiếp cận 3 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này đầy đủ hắn chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi còn chuẩn bị nếm thử cái gì? Xích Tiêu Kiếm tiền bối hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng mỉm cười, ta nghĩ nếm thử tiến vào Long Lạc tầng thứ 6. Đương nhiên, không phải hôm nay, ít nhất phải trước chờ ta phục sinh CD kết thúc. Còn có 3 ngày thời gian, ta sẽ chuẩn bị một chút, làm tốt tiến vào Long Lạc tầng thứ 6 phòng bị. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, ta cảm giác, ngươi vẫn là tại phục sinh CD làm lạnh không xong trước đó, đi thử lấy tiến vào Long Lạc tầng thứ 6 đi. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì cái gì? Chẳng lẽ trong đó có huyền cơ gì? Chẳng lẽ mình phục sinh kim tệ sẽ đối với Hắc Long thế giới thiên kiếp tạo thành ảnh hưởng? Bởi vì ngươi, ai, được rồi, tùy ngươi chính mình ý tứ đi. Xích Tiêu Kiếm tiền bối bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Tiền bối, nói chuyện không thể chỉ giảng một nửa, treo người, để cho người ta không trên không dưới, khó trách chịu. A phục sinh si đi tốn quy, tạo hóa tiên tử hát nói. Tống Thư Hàng. Tạo hóa tiên tử không muốn giảng lời thô tục. Tạo hóa tiên tử nghiêng đầu, sau đó đem hai thanh ô tặc bạo quân song đao trả lại Tống Thư Hàng. Tiếp theo, nàng lui về phía sau mấy bước, thối lui đến cách Tống Thư Hàng mười mấy thước cự ly. Thế nào, Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn qua nàng. Tạo hóa tiên tử đột nhiên tăng tốc độ, hướng Tống Thư Hàng lao đến. Sau đó nàng nhảy lên thật cao, thân thể bay lên không 360 độ lớn xoay tròn. Một vòng, hai vòng, ba vòng nửa xinh đẹp tư thế. Sau đó là ôm gối quay người rơi xuống. Đầu dưới chân trên lao xuống. Cuối cùng, nàng một đầu đụng vào đến Tống Thư Hàng trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Mắc điểm nhảy cầu động tác,
Tống Thư Hàng. Mới Hoa Chiêu. Hẳn là nàng còn tại cùng tiên tử phân cao thấp A. Kế đoạt lời kịch về sau, nàng đây là mới nghiên cứu ra được trở về động tác. Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, sau một lúc lâu, hắn gạt ra một câu, để cho ta đi chết. Người muốn A, về sau mỗi lần triệu hồi ra công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử về sau, làm cho các nàng trở về thân thể lúc, các nàng đều muốn đến một đoạn các loại hoa văn trở về động tác, ngẫm lại liền rất tâm tắc. Ta ngược lại cảm giác rất cảnh đẹp ý vui, dù sao lấy nhân loại ánh mắt đến xem, tạo hóa tiên tử cùng tiên tử đều là siêu nhất lưu đại mỹ nhân, không phải sao? Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng. Xích Tiêu Kiếm tiền bối giảng tốt có đạo lý. Long huyết phân bộ lạc trùng kiến công tác, đang khí thế ngất trời triển khai. Tộc trưởng phòng đãi khách bên trong. Tống Thư Hàng cùng lão tộc trưởng, Côn Na nữ sĩ ngồi đối diện nhau. Lý Âm Trúc nằm tại trên đùi hắn, nàng vừa tỉnh một hồi, rời giường tìm được Tống Thư Hàng, sau đó lại tiến vào ngủ đông trạng thái. Lúc này, Tống Thư Hàng đang hướng lão tộc trưởng, Côn Na nữ sĩ hiểu rõ Long là cấp 5 tiến vào cấp 6 lúc thiên kiếp. Côn Na nữ sĩ tự thân vẫn chỉ là cấp 4 cảnh giới, nhưng nàng là pháp thuật lý luận đại sư, có lý luận tri thức phương diện đã đạt đến cấp 8 tiêu chuẩn. Lão tộc trưởng là uy tín lâu năm cấp 5 chiến đấu pháp sư, kinh nghiệm phong phú. Thư Hàng tiên sinh, người còn chưa đi đến nhập cấp 6. Lão tộc trưởng kinh ngạc nói. Hắn có thể cảm ứng ra, Tống Thư Hàng tinh thần lực hoàn toàn đã là cấp 6 tiêu chuẩn. Sức chiến đấu phương diện thì càng không cần nói, lấy sức một mình đem chọn cái long huyết phân bộ lạc cứu vớt xuống tới, sức chiến đấu hoàn toàn phá trần. Lão tộc trưởng lúc ấy cũng hoài nghi Tống Thư Hàng có phải hay không thất phẩm trở lên chiến đấu pháp sư, chỉ là che giấu tự thân khí tức. Không nghĩ tới đối phương thật sự vẫn chỉ là cấp 5 long lạc cấp độ. Đồng dạng là cấp 5 cấp độ, lão phu cái này một thanh tuế nguyệt đều sống đến cầu thân đi lên A. Lão tộc trưởng trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trên thực tế, cấp 5 tấn thăng cấp 6, là cái rất đặc thù giai đoạn. Côn Na nữ sĩ giơ chén rượu, có chút nhấp một miếng. Rượu này là long huyết bộ lạc chân tàng, hương vị chính hợp nàng khẩu vị. Theo truyền thuyết xa xưa ghi chép, chỉ có tinh thần lực đạt tới cấp 6 long lạc cấp độ về sau, linh hồn mới tìm được thăng hoa, có được diễn biến thành tinh khiết linh hồn tư cách, có được các loại chỗ tốt. Lớn nhất đặc thù chính là cấp 6 long lạc pháp sư, đối với cấp thấp pháp sư có được áp chế năng lực. Tại cấp 6 long lạc pháp sư lực lượng linh hồn phóng xạ phạm vi bên trong, cảnh giới thấp hơn cấp 6 cái khác long lạc pháp sư. Thì pháp đều sẽ chịu đến áp chế cùng ảnh hưởng. Côn Na nữ sĩ chậm rãi nói tới. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu như thế cùng lục phẩm chân quân thuộc tính không mưu mà hợp. Lục phẩm chân quân tại đem kim đan hóa thành linh hồ về sau, liền có thể tùy tâm sở dục đem linh hồ hình chiếu đi ra, hóa thành linh hồ lực trường. Chịu đến linh hồ lực trường ảnh hưởng về sau, thấp hơn lục phẩm tu sĩ linh lực chịu đến áp chế, bất kể là thi pháp vẫn là chiến đấu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mặt khác, diễn biến thành tinh khiết linh hồn tư chất câu nói này, để Tống Thư Hàng có chút để ý, hắn đem điểm ấy ghi ở trong lòng. Lão tộc trưởng tiếp lời nói, sở dĩ, tại Hắc Long thế giới, cấp 5 tấn thăng cấp 6 thiên kiếp, là để tinh thần cùng linh hồn tinh khiết hóa một cái quá trình. Quá trình cụ thể, liền như là kính vạn hoa đồng dạng, mỗi người phương thức cũng không giống nhau. Bất quá, 5 tấn 6 kiếp trên cơ bản không có nguy hiểm tính mạng. Coi như thất bại. Cũng chỉ là ở trên linh hồn lưu lại thương, có rất ít người trực tiếp tử vong, thậm chí thực lực cũng sẽ không xuất hiện rút lui. Lão tộc trưởng nói đến đây, khẽ thở dài nói, ta từng tại lúc còn trẻ, thử nghiệm tiến vào long lạc 6 tầng, sau đó tinh thần cùng trên linh hồn nhận lấy một số ám thương. Về sau lại thử mấy lần, không có một lần thành công, liền không có nếm thử nữa. Có lẽ, tư chất của ta, chỉ có cấp 5 tiêu chuẩn. Trước kia 5 tấn 6 pháp sư kinh lịch. Có thể làm tham khảo sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Côn Na nữ sĩ nhẹ gật đầu, ta chỗ này có mấy loại thí dụ, có thể cùng Thư Hàng tiên sinh nói một chút. Ta đã từng tiếp đãi qua không ít cấp 6 pháp sư, lắng nghe qua sự miêu tả của bọn hắn. Trong đó có vị hải nữ sĩ, nàng tại 5 tấn 6 thời điểm, cảm giác là tại một mảnh quang mang trong biển rộng bơi lội. Nàng từ nơi này cái này một đầu bơi đến bên kia, khi nàng lên bờ thời điểm, liền thành cấp tấn cấp. Nàng là lệch thủy hệ thuần pháp thuật người tu luyện. Lại có một vị lệch hỏa hệ cùng lôi hệ chiến đấu pháp sư, đạm mặc pháp sư.
hắn lúc ấy tấn cấp lúc, có thiên lôi từ không trung giáng xuống, có địa hỏa từ trong lòng đất phun ra. Hắn liều mạng hết thảy thủ đoạn, tại thiên lôi cùng địa hỏa giáp công bên dưới vượt qua thời gian một tháng, mới tấn thăng cấp 6. Sở dĩ, độ thiên kiếp cùng thuộc tính có quan hệ. Tống Thư Hàng hỏi. Không, cũng không có. Côn Na nữ sĩ nói, ta chỗ này còn có một vị đồng dạng là lôi thuộc tính pháp sư đồ nữ sĩ, nàng tấn cấp thời điểm, bị giam ở một cái chật hẹp hắc ám trong phòng, mỗi ngày đều có đau khổ kịch liệt dày vò lấy nàng. Kém chút đưa nàng bức điên. 7 ngày sau, phòng tối mở ra, nàng thành công tấn cấp. Tống Thư Hàng. Luôn cảm giác, hắc long thế giới 5 tấn 6 kiếp, hoàn toàn không theo 6 lộ tới. Bất quá nghe, không có chí tử kiếp, đều là dựa vào ý chí có thể chống đỡ xuống tới, liền có thể thuận lợi tấn cấp loại hình. Sau đó, lão phu vượt qua mấy lần kiếp đều là chiến đấu tràng cảnh. Lão tộc trưởng lên tiếng nói, lão phu độ kiếp là cùng tà thú chiến đấu hình ảnh. Nhưng mỗi lần chiến đấu đến cuối cùng, sẽ có một đạo khổng lồ bóng đen đột nhiên xuất hiện, đem lão phu một thanh nuốt vào, 5 tấn 6 kiếp liền thất bại. Bóng đen kia mỗi lần xuất hiện đều không hiểu thấu, khó lòng phòng bị. Tống Thư Hàng. Ân, rất tốt, rất tùy hứng. Hắn hoài nghi, hắc long thế giới 5 tấn 6 thiên kiếp có phải hay không xem mặt nhìn nhân phẩm. Về sau, Côn Na nữ sĩ, lão tộc trưởng lại cùng Tống Thư Hàng giảng thuật rất nhiều loại độ kiếp tham khảo. Đủ loại độ kiếp phương thức. Phần lớn là một số phương diện tinh thần trên tra tấn, rất có tính nhắm vào. Căn cứ mỗi cái người tu luyện thuộc tính, tính cách khác biệt, độ kiếp kinh lịch cũng hoàn toàn khác biệt. Ba người một mực tán gẫu tới khuya, mới ngừng lại được. Trên bầu trời, sắt thép hóa thân biến thành mặt trời nhỏ rơi xuống, chuyển tới hắc long thế giới một bên khác, chiếu rọi mặt khác hắc long thế giới nhân dân. Trời tối người yên. Tống Thư Hàng ngồi ở trên ban công, trong tay bưng lão tộc trưởng tặng rượu ngon, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thật cay, hắn nói khẽ. Rượu này, hắn nếm không đến. Sau lưng, công đức xà mỹ nhân chui ra. Nàng điều chỉnh tốt trạng thái, mặt khác, Tống Thư Hàng phát hiện bao giờ cũng có công đức chi lực từ trong hư không hội tụ, rơi trên người công đức xà mỹ nhân. Đây là có chuyện gì? Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Người sắt thép hóa thân. Hóa thân thành mặt trời nhỏ phổ chiếu hắc long thế giới, đây là công đức vô lượng tiến hành. Những thứ này công đức chi quang, đương nhiên sẽ phản hồi đến người bản thể trên người. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng. Còn có loại này thao tác. Đúng rồi, công đức chi lực không ngừng làm sâu sắc về sau, sẽ phản hồi cường hóa tinh thần lực của ngươi cùng nhục thân. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối lại nhắc nhở. Công đức chi quang đang ngưng tụ đồng thời. Sẽ thoáng tăng cường tu sĩ tinh thần lực cùng nhục thân cường độ. Điểm ấy, Tống Thư Hàng ban sơ nhìn thấy Dương Hòa Thượng sử dụng siêu độ thuật tích lũy công đức thời điểm, liền hiểu được. Khi đó còn tại tôi thể kỳ hắn, chính cần cường hóa thể chất, sở dĩ đặc biệt hâm mộ Dương Hòa Thượng siêu độ chi pháp. Đây cũng là về sau, hắn quyết định học siêu độ thuật nguyên nhân chủ yếu một trong. Về sau, theo Tống Thư Hàng thực lực tăng lên, tinh thần lực cùng nhục thân không ngừng tăng cường. Dưới tình huống bình thường công đức chi quang phản hồi tới được tăng cường, đối với hắn mà nói đã như chín châu mất sợi lông, kỳ thật không cần đặc biệt để ý. Mà bây giờ, sắt thép hóa thân trở thành mặt trời nhỏ trên bầu trời hắc long thế giới vận chuyển, phổ chiếu thế giới công đức vô lượng, chỉ cần mặt trời nhỏ một mực phổ chiếu xuống dưới, Tống Thư Hàng công đức chi quang liền sẽ không ngừng ngưng tụ, mà lại số lượng sẽ càng ngày càng có thể nhìn. Đương vô số giọt nước nhỏ hội tụ cùng một chỗ lúc. Sẽ trở thành uông dương đại hải. Tống Thư Hàng hiện tại thể chất cùng tinh thần lực cũng là như thế. Khó trách hôm nay mới siêu độ tầm 10 con tà thú, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử liền tiến hóa. Nguyên lai tại ta hôn mê 3 ngày thời gian bên trong, trên người nàng công đức chi lực một mực đang tăng cường. Tống Thư Hàng bừng tỉnh đại ngộ. Công đức xà mỹ nhân duỗi lưng một cái, trong hư không, vô số công đức điểm sáng nhỏ, như đom đóm đồng dạng hướng nàng hội tụ. Một màn này đẹp như vẽ, nếu có họa sĩ ở đây, thấy cảnh này tuyệt đối có thể kích phát bọn hắn sáng tác dục vọng. Nếu như thể chất cùng tinh thần lực đều tại tăng cường. Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động, vận chuyển thánh viên long lực thần công. Rầm rầm, hết thảy 31 con thánh viên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, quả nhiên lại nhiều một đầu thánh viên. Lần này, thánh viên nhóm trận doanh lại phát sinh biến hóa. Bạch Tiền Bối đưa tặng cái kia to con thánh viên ở giữa tọa trấn, cái khác 30 con thánh viên làm thành một vòng tròn hình,
đem Tống Thư Hàng cùng to con thánh viên đoàn đoàn bao vây. Bởi vì không có đồng thời vận chuyển nho ra kim cương thân, sở dĩ thánh viên nhóm trong tay chưa từng xuất hiện nho ra kinh văn. Hình tượng này, làm sao cảm giác giống như là người nguyên thủy nhóm chính vây quanh đống lửa khiêu đại thần. Quả nhiên sách thứ này quá trọng yếu, hắn có thể thay đổi mọi người khí chất. Liên hầu tử nâng lên sách vở lúc, đều có thể mang lên một tia văn nhã chi khí. Theo công đức chi lực không ngừng phản hồi, người tinh thần lực không ngừng tăng cường. Nương tăng cường tới trình độ nhất định về sau, nói không chừng sẽ sớm dẫn bên dưới Hắc Long thế giới thiên kiếp loại hình kiếp nạn. Dù sao Hắc Long thế giới là lấy tinh thần lực vì hệ thống tu luyện chủ thể. Xích Tiêu Kiếm thiện ý nhắc nhở. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, Xích Tiêu Kiếm tiền bối lo lắng không phải không có lý. Sở dĩ, vì để phòng vạn nhất, ta phải trước đem Long Lạc trong không gian ma lực lưu lượng toàn bộ chuyển di cho Tiểu Âm Trúc. Tống Thư Hàng nói. Xích Tiêu Kiếm nhẹ gật đầu, này cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Lý Âm Trúc ngủ say trong mộng phảng phất nghe được Tống Thư Hàng gọi tên của nàng, vuốt mắt mơ mơ màng màng tỉnh lại, a Tống, ngươi gọi ta. Ngủ có khỏe không? Tống Thư Hàng cười nói. Hừm, cảm giác ngủ đủ, nhưng nhìn thấy bên ngoài là ban đêm, sở dĩ liền không có chuẩn bị dậy tới. Lý Âm Trúc ngồi vào Tống Thư Hàng đối diện, gọi ta có chuyện gì không? Tống Thư Hàng đưa tay, từ vòng tay pháp khí bên trong lấy ra một cái Hắc Long linh thạch, đưa cho Lý Âm Trúc, Âm Trúc, ngươi thử chuyển hóa cái này Hắc Long linh thạch, đưa ngươi ma lực xung chỉ cơ kích hoạt. Sau đó, ta lại chuyển một bút ma lực lưu lượng cho ngươi. Nếu như ngươi cảm giác mình có nắm chắc, có thể thử đi trùng kích một chút Long Lạc tầng số. Ma lực xung chỉ cơ tại chúng ta tương lai độ kiếp thời điểm, cũng có thể dùng tới. Đặc biệt là trong đó cái kia tồn chữ pháp thuật công năng, có thể đem pháp thuật tồn chữ lấy đưa đến hiện thế đi sử dụng. Há, tốt, Lý Âm Trúc nhẹ gật đầu, nhận lấy viên này Hắc Long linh thạch. Tống Thư Hàng lại xoay đầu lại, nhìn về phía ôm kiếm đứng ở ban công trên hàng rào trang khốc chuột hamster tà ma. Chuột hamster hào, người có muốn hay không cũng đem ma lực xung chỉ cơ kích hoạt. Ta nhớ được bạch tiền bối cũng nộp một cái ma lực xung chỉ cơ cho ngươi a. Hừ, Hắc Long linh thạch chính ta sẽ đi săn lấy, không cần ngươi hao tâm tổn trí. Chuột hamster tà ma ngửa đầu nói. Tống Thư Hàng cong ngón búng ra, đem một cái Hắc Long linh thạch đạn hướng chuột hamster tà ma, coi như ta cho ngươi mượn, 9 ra 13 về. Tốt, một lời đã định. Chuột hamster tà ma ôm lấy viên này Hắc Long linh thạch, lạnh lùng nói. Hắc Long thế giới ban đêm, không có mặt trăng. Không trung tầng kia cửu u năng lượng đặc thù năng lượng dung hợp hình thành tầng khí quyển, lại phát ra yếu ớt huỳnh quang, để Hắc Long thế giới ban đêm cũng có thể có được một chút ánh sáng. Chuột hamster tà ma cùng Lý Âm Trúc ngồi ở Tống Thư Hàng đối diện, hai người đều lấy ra bản thân ma lực xung trị cơ. Tống Thư Hàng bắt đầu hướng cả hai truyền thụ ma lực nạp tiền phương pháp, cùng kích hoạt ma lực xung chỉ cơ sau như thế nào tiến vào Long Lạc tầng thứ cao hơn kinh nghiệm. Lý Âm Trúc cũng sớm đã tiếp xúc đến Long Lạc, cũng đăng ký tài khoản. Chuột hamster tà ma thì đến bắt đầu lại từ đầu. Lý Âm Trúc ngón tay đặt tại ma lực xung chỉ cơ lục mang tinh bên trên, trưởng theo cũng nhẹ nhàng vạch một cái, đồng thời một cái tay khác đem Hắc Long linh thạch bóp nát. Hắc Long linh thạch lực lượng bị Long Lạc hấp thu rút ra, đồng thời có một đạo tinh thần lực cùng ma lực rơi trên người Lý Âm Trúc. Tăng cường Lý Âm Trúc tinh thần lực, cũng kích hoạt nàng ma lực xung chỉ cơ, đem ma lực lưu lượng xung nhập nàng người tài khoản. Thành công, A Tống. Lý Âm Trúc mở to mắt, con mắt màu bạc bên trong tràn đầy vẻ vui mừng. Tống Thư Hàng đưa tay, tại nàng trên đầu sờ lên, làm xinh đẹp, đón lấy đến ta chuyển ngươi 60 vạn ma lực lưu lượng. Ngươi thử trùng kích một cái Long Lạc đẳng cấp, trong lúc đó sẽ có Hắc Long thế giới thiên kiếp giáng lâm, chủ yếu nhằm vào tinh thần ý thức phương diện tổn thương, chính ngươi chú ý một chút. Lý Âm Trúc cũng là hàng thật giá thật tứ phẩm tu sĩ, vượt qua 2 lần thiên kiếp. Sở dĩ, liên quan tới thiên kiếp phương diện Tống Thư Hàng không cần nhiều lời, chỉ cần nhắc nhở một câu là đủ. Lý Âm Trúc nhẹ gật đầu, nàng nắm lấy bản thân ma lực xung chỉ cơ, bắt đầu thích nó. Thậm chí bắt đầu thử nghiệm dùng hắn phóng thích pháp thuật. Một bên khác, chuột hamster tà ma cũng hoàn thành đăng ký, cũng kích hoạt lên ma lực xung chỉ cơ. Tống Thư Hàng đem bản thân ma lực xung chỉ cơ bên trong còn sót lại 10 vạn ma lực lưu lượng đều chuyển khoản đến chuột hamster tà ma tài khoản, 9 ra 13 về, cho ngươi mượn. Chuột hamster tà ma xoắn suýt chỉ chốc lát, cuối cùng dùng sức nhẹ gật đầu.
Tống Thư Hàng híp mắt, cười sờ lên chuột hamster tà ma. Nương Thư Hàng tay hướng hắn sờ tới lúc, chuột hamster tà ma theo bản năng muốn tránh né nhưng là, ăn người miệng nhuyễn, bắt người tay ngắn. Kích hoạt ma lực xung chỉ cơ hắc long linh thạch tăng thêm 10 vạn ma lực lưu lượng bầy ở cái kia, hắn cắn chặt răng, không có tránh né. Manh! Một lát sau, Lý Âm Trúc cùng chuột hamster tà ma đều thích ứng ma lực xung chỉ cơ, cả hai bắt đầu nếm thử tiến vào long lạc tầng thứ cao hơn. Xích tiêu kiếm lơ lửng tại cả hai bên người, chủ động vì cả hai hộ pháp. Nói thật, nếu như trước kia có người nói cho ta biết, ta tương lai ngày nào đó sẽ vì một đầu cửu u tà ma hộ pháp, ta khẳng định phun hắn một mặt nước bọt. Xích tiêu kiếm tiền bối đậu đen rau muống nói. Tống Thư Hàng cười ha hả. Đêm dài đằng đẵng, Tống Thư Hàng đã hôn mê 3 ngày rưỡi thời gian, hiện tại đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa đi ngủ. Hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt bắt đầu tu luyện minh tưởng. Nói thế nào cũng là hàng thật giá thật người tu luyện chính là tu sĩ bản chức. Tu sĩ thường ngày chính là tìm khối phúc địa, không ăn, không ngủ, ngày luyện, đêm luyện. Công đức xà Mỹ Nhân ngồi dựa vào sau lưng Tống Thư Hàng, nàng một tay chống cằm, nhìn lên bầu trời ngẩn người, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Tống Thư Hàng chậm rãi vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Nói trở lại, theo hắn cái cuối cùng tiểu đan điền chú nhập trong kim đan hạch về sau, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công dĩ vãng vận chuyển có chút không trôi chảy địa phương, hiện tại toàn bộ thông suốt. Tống Thư Hàng trong lúc mơ hồ cảm giác tự bạo nguy cơ, khả năng đã triệt để giải trừ. Bất quá, để cho an toàn, tốt nhất vẫn là nhanh lên tấn thăng đến lục phẩm cảnh giới, đem kim đan hóa thành linh hồ, giải quyết triệt để tự bạo nguy cơ. Theo công pháp vận chuyển một vòng về sau, Tống Thư Hàng tiến vào nhập định trạng thái. Hô hấp đình chỉ, nhịp tim cũng bắt đầu giảm bớt. Lúc này, tại Tống Thư Hàng vòng tay pháp khí bên trong. Ma lực xung chỉ cơ màn hình có chút sáng lên. Đến từ thần điện tin tức, trải qua long huyết phân bộ lạc phản hồi, nhiệm vụ xác định, viện trợ long huyết phân bộ lạc nhiệm vụ từ bá long tiên sinh hoàn thành, long huyết phân bộ lạc cung cấp 200 vạn ma lực lưu lượng, lập tức tới sổ. 200 vạn ma lực lưu lượng, là khéo hiểu lòng người long huyết phân bộ lạc lão tộc trưởng, đặc biệt vì Tống Thư Hàng cung cấp. Buổi sáng thời điểm, hắn cùng Tống Thư Hàng giao nhạt lúc. Nghe được Tống Thư Hàng gần đây bên trong muốn chuẩn bị từ long là cấp 5 tấn thăng cấp 6. Hắn đoán chừng, Tống Thư Hàng sẽ cần một bút ma lực lưu lượng để duy trì tấn cấp tin tức. Xuất phát từ báo ân, khéo hiểu lòng người lão tộc trưởng, yên lặng vì Tống Thư Hàng chuẩn bị như thế một phần lưu lượng bao lớn. Toàn bộ long huyết phân bộ lạc đều là Tống Thư Hàng một tay cứu, 200 vạn ma lực lưu lượng, không coi là nhiều. Đừng nhìn long huyết phân bộ lạc nhìn qua tựa hồ rất vắng vẻ. Rất nghèo khó dáng vẻ. Trong tay bọn họ nắm giữ ma lực lưu lượng số lượng cũng rất khổng lồ. Bọn hắn là lấy chiến mà sống dân tộc, từ nhỏ đã tiến hành gian khổ huấn luyện. Bọn hắn chém giết tà linh cùng tà thú số lượng, viễn siêu tại Long Lân tiểu thế giới thành thị bên trong cường giả. Trên thực tế, Long huyết phân bộ lạc mỗi một cái trưởng thành chiến đấu pháp sư, đều là ẩn hình phú hào. Thôn xóm nơi xa, lão tộc trưởng mỉm cười nhấp khẩu rượu ngon. Hy vọng Thư Hàng tiên sinh có thể ưa thích hắn phần này thù lao. Dù sao cũng là tộc trưởng, khéo hiểu lòng người, quan tâm người tâm là ưu điểm của hắn. Trong tu luyện Tống Thư Hàng không gian ý thức bên trong, chân ngã ngồi xếp bằng. Lúc này chân ngã hình tượng, lại phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Vẫn như cũ là thản lộ ra nửa người trên hình thái, một thân như đá cẩm thạch điêu khắc cơ bắp, trên đầu mang theo chiêu thiên quan, trong tay bưng lấy địa tàng độ hồn kinh. Tại chân ngã phần lưng, có 7 cái chấm tròn một đường hướng lên. Cái này 7 cái chấm tròn, đối ứng tiểu kim đan vị trí, sau lưng Tống Thư Hàng tạo thành một đầu hình rồng đồ án. Luôn cảm giác chân ngã phong cách vẽ càng ngày càng man. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, đột nhiên, ý thức của hắn hoán đổi, chuyển rời đến long lạc vị trí. Đại biểu cho bá long tiếp nhập cảng, hướng phía cấp 6 khu vực một đường lao nhanh. Tống Thư Hàng, thủng mã hồi sự, xảy ra chuyện gì? Ta không phải đem tài sản đều rời đi sao? Ma lực lưu lượng đều chuyển rời đến Lý Âm Trúc cùng chuột hamster hào tài khoản lên, vì cái gì ta đột nhiên liền bắt đầu trùng kích cấp 6 rồi? Hơn nữa nhìn bá long tiếp nhập cảng, chạy tốc độ nhưng nhanh lắm, liền như bắn vọt đồng dạng,
trong nháy mắt liền chạy xong cấp 5 khu vực, cường thế nhảy vào đến Long Lạc cấp 6 khu vực. Mở cái gì trò đùa, không phải đã nói tấn cấp thời điểm cần tinh thần lực ma lực lưu lượng cùng nhau sao? Ma lực của ta lưu lượng đều là không, vì cái gì còn có thể cưỡng ép tấn cấp? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm ứng được bản thân ma lực xung trị cơ trong số tài khoản, bị khấu trừ 140 vạn ma lực lưu lượng đáng. Tống Thư Hàng, nhật ngươi đấy. Tài khoản của ta bên trong ma lực lưu lượng không phải không sao. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao thao tác, mới có thể từ tài khoản của ta bên trong chụp tới 140 vạn ma lực lưu lượng. Đừng nói cho ta Hắc Long thế giới ma lực xung trị cơ còn có được dự chi, tiêu hao công năng A. Nếu không phải ta loại này đạo tâm kiên định người, người bình thường nếu như bị ngươi chơi như thế vừa ra, không phải nội tâm sụp đổ không thể A. Nghĩ như vậy thời điểm, Tống Thư Hàng ý thức cùng ma lực xung trị cơ liền đến cùng một chỗ. Bởi vì phải tiến vào cấp 5 tấn thăng cấp 6 độ kiếp quá trình. Sau một khắc, Tống Thư Hàng thấy được đầu kia chướng mắt tin nhắn. Đến từ thần điện tin nhắn. Tống Thư Hàng. Là ngươi, Long huyết phân bộ lạc tộc trưởng. Min. Giận quảng ma lực xung trị cơ. Ta còn tưởng rằng là Long Lạc hệ thống nồi, không nghĩ tới là lão tộc trưởng nồi. Ngài cái này 200 vạn ma lực lưu lượng, tới đơn giản quá đặc mã kịp thời. Đây là phía sau đâm ta thận một đao, mà lại một đao liền ghim chúng. Ta Tống Thư Hàng chí giả ngàn lo, phí hết tâm tư chuyển di tài sản, liền sợ cấp 6 Hắc Long thiên kiếp sớm giáng lâm. Lại không nghĩ rằng ta cuối cùng, lại nhưng đổ vào quân đội bạn trên tay. Bình tĩnh, tỉnh táo lại. Hít sâu. Tống Thư Hàng thật vất vả để cho mình cảm xúc ổn định lại. Vẫn là câu nói kia, tốt tại ta Tống mỗi người đạo tâm kiên định. Đổi thành phổ thông người tu luyện bị chơi như vậy vừa ra, đã sớm nội tâm hỏng mất, thiên kiếp độ xong đều phải bởi vì chuyện này biệt khuất đến sinh ra tâm ma. Tiên tử, lại đến chúng ta cộng đồng tác chiến thời điểm. Tống Thư Hàng tại nội tâm kêu gọi nói. Công đức xà Mỹ nhân lặng yên hiện thân, xuất hiện tại Tống Thư Hàng sau lưng, đem hắn thủ hộ. Tống Thư Hàng tỉnh táo lại về sau, bắt đầu đánh giá lần này cấp 5 tấn cấp 6 Hắc Long thế giới thiên kiếp. Lại nói. Ta 5 tấn 6 đại kiếp lại là cái gì hình thức? Nhìn qua giống như là phòng tối. Chẳng lẽ ta đại kiếp cũng cùng vị kia đồ nữ sĩ đồng dạng, là nhốt phòng tối? Nếu như chỉ là nhốt phòng tối, ta hoàn toàn không cần sợ a. Tống Thư Hàng nói. Hắn người mang công đức xà Mỹ nhân linh quỷ. Phòng tối đối với người khác là tra tấn, hắn nhưng có thể tại phòng tối bên trong chơi đấu địa chủ. Tới, lúc này, công đức xà Mỹ nhân nói khẽ. Sau một khắc, Tống Thư Hàng cơ thể hơi run rẩy một chút, có một loại thuần túy đau nhức giáng lâm ở trên người hắn. Loại này đau nhức không nhìn công đức xà Mỹ nhân phòng ngự, trực tiếp rơi vào hắn ý thức bên trong. Bất quá, thống khổ đẳng cấp cũng không cao, mà lại là chợt lóe lên, đối Tống Thư Hàng mà nói mưa bụi đồng dạng. Bất quá, không cách nào dùng công đức lực lượng đi triệt tiêu, cái này tương đối nhức đầu. Mà lại, không có công kích hình thức. Trực tiếp liền xuất hiện tại ý thức của ta bên trong. Tống Thư Hàng nhíu mày nói. Loại đau này, không phải hỏa thiêu, không phải sét đánh, không phải đau đâm, vô hình vô chất, trống rỗng xuất hiện. Nói cách khác, cùng trước mặt thiên kiếp khác biệt, hắn căn bản cũng không có phương pháp phá giải. Ngoại trừ cắn chặt răng tiếp nhận bên ngoài, không cách nào phản kháng. Thật đúng là bốc đồng Hắc Long thế giới thiên kiếp, mà lại quả nhiên rất có tính nhắm vào. Tống Thư Hàng nói, có thể là mấy lần trước độ kiếp thời điểm, Long Lạc thu thập được hắn một bộ phận tin tức. Mà lần này 5 tấn 6 ngày kiếp liền sẽ sinh ra tính nhắm vào. Đang khi nói chuyện, lại một đường kịch liệt đau nhức rơi trên người Tống Thư Hàng. Lần này đau nhức đẳng cấp so trước đó tăng lên không ít, hơn nữa còn là tiếp tục tính. Bất quá lần này Tống Thư Hàng có chỗ phòng ngự, liền lông mày đều không nhíu một cái. Công đức xà Mỹ nhân đưa tay theo trên người Tống Thư Hàng, thử lợi dụng công đức lực lượng thi triển chỉ rũ thuật. Chỉ rũ thuật quang mang rơi trên người Tống Thư Hàng, nhưng không có cách nào làm dịu thống khổ trên người. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, người trước thủ qua một bên. Cái thiên kiếp này, chỉ sợ muốn ta một mình đến kháng. Nếu, ta thật sự không kháng nổi đi, ngươi liền ra ngoài chuyển cáo Xích Tiêu kiếm tiền bối. Hắn hẳn là có biện pháp trong thời gian ngắn chém tới ta cùng Long Lạc ở giữa liên hệ. Kể từ đó, cái này 5 tấn 6 thiên kiếp liền sẽ tự sụp đổ.
Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Lời tuy như thế, Tống Thư Hàng trên mặt lại là một mặt tự tin. Tống, đối với tiếp nhận thống khổ rất có tâm đắc, Thư Hàng. Nhẫn nại thống khổ, tiếp nhận thống khổ, hắn rất có kinh nghiệm. Độ kiếp thế giới bên trong thời gian, một chút xíu đi qua. Thứ 100 đợt, còn chưa kết thúc, Tống Thư Hàng toàn thân đánh cái run rẩy. Thống khổ đẳng cấp, mỗi một đợt đều tại vững bước tăng cường. Thứ 100 đợt thống khổ, đã vượt xa mang thai ngưng thị thống khổ, Tống Thư Hàng nhẫn nại cũng rất vất vả. Bất quá còn tại hắn có thể nhẫn nại phạm vi bên trong. Chủ yếu chỉ là có chút nhàm chán. Mà lại, ngồi ở đây cái trong không gian, không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị động chờ lấy từng lớp thống khổ giáng lâm. Cái này khiến luôn luôn ưa thích chính diện đối thiên kiếp Tống Thư Hàng rất không thích ứng. Đặc biệt là mỗi đợt thống khổ ở giữa, còn có một đoạn trống không thời gian. Đây là từ tinh thần cùng ý chí trên song trọng tra tấn. Đợi đã, ta tại sao phải ngây ngốc ngồi ở chỗ này, chờ lấy thiên kiếp ngược ta? Ta có thể tại thiên kiếp ngược ta thời điểm, đem linh quỷ cũng triệu hoán đi ra, cùng công đức xà mỹ nhân ba người cùng nhau chơi đùa đấu địa chủ A. Thiên kiếp thống khổ một mực đến, ta một mực chơi, dạng này còn có thể phân tán lực chú ý nha. Tống Thư Hàng nói. Bất quá vấn đề là, từ nơi nào làm bài tây đi ra? Thật sự không đi, ba người ngồi nói chuyện phiếm. Lời hứa cùng chờ đợi thiên tử, có biện pháp làm ra bài tây sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Công đức xà mỹ nhân bình tĩnh lắc đầu. Cái kia, chúng ta ngồi xuống trò chuyện một hồi. Tống Thư Hàng lại nói. Công đức xà mỹ nhân lại bình tĩnh lắc đầu, nàng một tay chống cằm, yên lặng nhìn lấy Tống Thư Hàng nàng không quá muốn nói chuyện. Tống Thư Hàng vuốt vuốt lông mày. Lúc này, thứ 101 đợt thống khổ giáng lâm. 101 đợt thống khổ, đột nhiên phóng đại hơn 100 lần. 100 là một cái cấp bậc. Mà đột phá đến 101 về sau, thống khổ này lập tức liền lên thăng lên một cái cấp bậc. Tống Thư Hàng nhìn không được kêu lên thảm thiết tới. Đây là hắn lần này hắc long thiên kiếp, mỗi một tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, Tống Thư Hàng cảm giác mình chân dùng sức đạp một cái. Sau đó, hắn tỉnh lại. Hắn mở mắt, phát hiện mình đang nằm tại trên một cái giường. Không phải huyết long tộc phân bộ lạc giường chiếu. Mà là hắn túc xá giường chiếu vị trí. Tống Thư Hàng khẽ nhíu mày. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vách tường. Nơi đó treo một cái đồng hồ điện tử biểu, phía trên có ngày cùng thời gian. 2019 năm ngày 20 tháng 5, ngày thứ 2. Chính là xuân tấn hạ chí thời kỳ. Thời gian là hơn 2 giờ chiều. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng a khẩu khí, tại hắn bên trên máy vi tính, còn phát hình một bộ phim kinh dị. Mặc dù phim kinh dị bầu không khí kiến tạo rất tốt, nhưng Tống Thư Hàng một chút cũng nhìn không đi vào. Lời hứa cùng chờ đợi thiên tử, Tống Thư Hàng nhẹ giọng hô hấp. Sau lưng, một mảnh yên tĩnh. Công đức xà mỹ nhân chưa từng xuất hiện. Hắn nhắm mắt, cảm ứng thân thể của mình. Trong thân thể trống rỗng, không có khí huyết chi lực, không có chân nguyên, không có linh lực. Cũng không có linh quỷ. Có chỉ là cảm mạo qua đi cảm giác suy yếu. Tống Thư Hàng một lần nữa mở to mắt. Tích tích tích. Lúc này, phần mềm chat bên trên truyền đến một trận thanh âm, đó là có người thêm hắn hảo hữu thanh âm. Ha ha, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng cười một tiếng, không chút kinh hoàng. Hắn đưa tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng điểm một cái hảo hữu xin bắn vào đến trước mắt hắn. Canh chiều lễ bái kỷ thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu. Kèm theo tin tức, ta là A Triều. A Triều. Là cùng lớp cái kia à? Tống Thư Hàng đưa tay, điểm kích đồng ý. Tiếp đó, lại có một đạo tin tức bắn ra canh chiều lễ bái kỷ mời ngươi gia nhập quần Tân Giang Nam Đại học thành 19 ban, có đồng ý hay không? Tống Thư Hàng lại điểm kích đồng ý. Sau đó, hắn liền gia nhập vào cái này Tân Giang Nam Đại học thành 19 ban bên trong. Hết trọn bộ. Phía dưới là cảm nghĩ. Đùa tí. Tiến quần về sau, Cao Mỗ Mỗ liền lên tiếng nói. Nha, Thư Hàng ngươi rốt cục tỉnh. Lão quần quá hỗn loạn, chúng ta mấy cái gây dựng một cái mới lớp quần. Ngươi cảm mạo khá hơn chút nào không? Tốt một chút rồi, không cần lo lắng. Ta ngủ tiếp lập tức tốt. Tống Thư Hàng tiện tay tại trên bàn phím đánh xuống một hàng chữ. Sau đó, hắn trở về tới phần mềm chat giới diện. Nghĩ nghĩ về sau,
hắn trước thâu nhập trong trí nhớ Vũ Nhu Tử tài khoản. Vũ Nhu Tử cùng tài khoản của hắn chỉ kém một chữ số, thuận tiện nhất ký ức. Lục soát về sau, rất nhanh liền tìm được đối phương tài khoản. Bất quá đối phương tài khoản tên lại không phải Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử, mà là Mạo Hiểm Gia Anh Anh, tựa hồ là cái có chút danh tiếng mạo hiểm kẻ yêu thích. Tống Thư Hàng. Hắn lại lần nữa thâu nhập Tô Thị A Thập Lục nói chuyện phiếm tài khoản. Vừa tìm tác về sau, đồng dạng lục soát không phải A Thập Lục, mà là biệt danh vì Bắt Đầu Thất Tinh tài khoản. Mà lại là một cái thật lâu không thượng tuyến tài khoản đẳng cấp cũng phi thường thấp cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng lại tìm tòi Bạch Tiền Bối tài khoản, cái này tài khoản hắn đồng dạng nhớ kỹ rất rõ ràng. Vừa tìm tác về sau, bắn ra lại là cha không này hào kết quả tìm kiếm. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, hắn lại lục soát Hoàng Sơn Chân Quân, Tam Lãng Tiền Bối. Các loại cửu châu nhất hào quần thành viên tài khoản. Nhưng không có một cái nào tài khoản là chính xác. Ha ha ha, Tống Thư Hàng cười duỗi lưng một cái, lên tiếng nói, ta có thể rõ ràng nhớ kỹ cửu châu nhất hào quần bên trong tất cả mọi người tài khoản, nhưng lại không lục ra được bọn hắn bất cứ người nào. Sở dĩ, đó là cái thế giới giả lập đúng hay không? Hắn nhưng là đạo tâm cứng rắn thắng sắt thép nam nhân. Trên thực tế, cái này thế giới giả lập điểm vào vô cùng diệu. Tại chân hắn đạp một cái tỉnh lại trong nháy mắt, hắn đều có loại ta có phải hay không làm một cái rất dài mộng, mơ tới bản thân trở thành tu chân giả ảo giác. Nhưng là, nếu như là mộng, ai có thể đem trong mộng một cái quần thành viên tài khoản toàn bộ nhớ kỹ? Tống Thư Hàng trước kia cũng không có loại này trí nhớ. Nếu biết đó là cái thế giới giả lập, vậy kế tiếp chính là phá cục. Tống Thư Hàng ngược lại không phản cảm cái này giả lập huyễn cảnh. Thể nghiệm nhân sinh là tu sĩ kiếp sống bên trong rất trọng yếu một bước. Kim đan cấu đồ cũng còn muốn tu sĩ đem nhân sinh của mình kinh lịch vẽ lên đi. Mà hắn kim đan cấu đồ, vừa vặn còn kém một đồ. Ngày 20 tháng 5, thật đúng là cái làm cho người hoài niệm thời gian. Tống Thư Hàng tiện tay đóng lại máy tính, từ trên giường bò lên xuống tới. Thân thể rất nặng nề, loại kia cảm mạo qua đi cảm giác suy yếu từng lớp xông tới. Nếu như là ta lúc ban đầu, khẳng định không kiên trì nổi, muốn nằm xuống ngủ một giấc. Nhưng là, hiện tại ta đã hoàn toàn khác biệt. Tống Thư Hàng mặc xong quần áo, đi rửa mặt thanh tỉnh một chút. Cái này thế giới giả lập, sinh động như thật, cùng phổ thông mộng cảnh, huyễn cảnh hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, hắn trình độ chân thật đã đạt đến nhập mộng cấp bậc. Duy nhất cùng nhập mộng khác nhau, chỉ sợ sẽ là hắn hiện tại có thể tự do khống chế thân thể của mình, không giống nhập mộng thời điểm bị động như vậy. Đơn giản, tựa như là một cái khác thế giới chân thật. Tựa như là hắn trọng sinh đến cái nào đó thế giới song song đồng dạng. Nhục thân cái kia thân hư như cảm giác không ngừng vọt tới, Tống Thư Hàng trạng thái tinh thần cũng rất bồng. Cảm mạo chút vấn đề nhỏ này, không đau không ngứa, thống khổ đẳng cấp chỉ là không. 0000001. Đón lấy đến làm chút cái gì? Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, trong đầu nhớ lại dược sư tiền bối tại Cửu Châu nhất hào quần bên trong phát tấm kia đơn giản hóa thối thể dịch đan phương. Lúc trước hắn có thể bước vào tu sĩ thế giới, chương này đơn thuốc dân gian chính là một cái trọng yếu kíp nổ. Nếu không đi mua một ít dược liệu, thử dịch thể một tề thử một chút. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đơn thuốc dân gian trên dược liệu, hắn đều nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Tu sĩ trí nhớ chính là như thế bổng, còn nửa đoạn này ký ức là hắn nhân sinh bước ngoặt, là hắn khắc sâu nhất ký ức một trong. Nhớ một chút đơn thuốc dân gian về sau, Tống Thư Hàng vừa cười lắc đầu. Mặc dù thối thể dịch trên phương thuốc, có rất nhiều dược liệu đều là thuốc đông y cửa hàng liền có thể mua được đồ vật, nhưng còn có mấy vị thuốc, là tu sĩ giới linh thực, tỉ như chiêu lộ huyền thảo, tiên bá vương chi loại hình đồ vật, tại tiệm thuốc có thể mua không đến. Xem ra, luyện dược sự tình không cách nào trở thành phá cục thời cơ. Tống Thư Hàng duỗi lưng một cái, mang theo sân thượng chìa khóa, hướng túc xá mái nhà bước đi. Luyện dược không được, nhưng kim cương cơ sở quyền pháp cùng chân ngã minh tưởng pháp đều một mực khác ở trong đầu của hắn, bộ phận này ký ức cũng sẽ không bị tước đoạt. Mặc dù không có thối thể dịch ủng hộ, nhưng luyện mấy quyền kim cương cơ sở quyền pháp khẳng định không có vấn đề. Đi vào sân thượng về sau, Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu. Hắn thuần thục bày ra cơ sở kim cương quyền pháp thức mở đầu. Đây là hắn am hiểu nhất quyền pháp, một mực dùng đến ngũ phẩm cảnh giới còn tại sử dụng.
như thế nào thi triển bộ quyền pháp này, đã sớm khắc tại trong linh hồn của hắn. Quyền ra như rồng, trong miệng mặc niệm quyền pháp khẩu quyết. Đây là dược sư tiền bối lúc ấy chỉ điểm qua hắn, chính xác tu luyện kim cương trúc cơ quyền pháp pháp môn. Khẩu quyết phối hợp quyền chiêu, sẽ dẫn động linh khí trong thiên địa, phối hợp tu sĩ tiến hành tôi thể tu luyện. Nếu như không có khẩu quyết, không cách nào dẫn dắt linh khí trong thiên địa, cái kia quyền pháp cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức, không dùng được. Quyền ra về sau, Tống Thư Hàng nhưng không có cảm ứng được thiên địa linh khí hướng hắn tụ tập cảm giác. Một bộ kim cương cơ sở quyền pháp đánh xong, ngoại trừ ra một thân mồ hôi bên ngoài, không có cảm giác chút nào. Thậm chí sân thượng gió thổi qua, toàn thân có loại rét căm căm cảm giác. Xem ra, liền cơ sở phương pháp tu luyện cũng không phải phá cục mấu chốt. Tống Thư Hàng lắc lắc cánh tay, duỗi lưng một cái, tựa ở sân thượng hàng rào vị trí, nhìn qua Giang Nam Đại học thành phong cảnh. Đồng thời, trong đầu hắn không ngừng hiển hiện ta cái kia kinh lịch, có phải hay không một giấc mộng. Cơ sở kim cương quyền pháp hoàn toàn không có hiệu quả, có thể hay không chỉ là ta trong mộng tưởng tượng ra được đồ vật ý nghĩ như vậy. Ngây thơ, Tống Thư Hàng ha ha cười nói. Cái này thế giới giả tưởng cũng quá coi thường hắn Tống Thư Hàng đạo tâm. Đạo tâm của hắn cùng nhẫn nại thống khổ thiên phú đồng dạng, là Tống Thư Hàng ít có thể lấy ra được đồ vật. 300 năm hành sinh, mấy trăm năm trở thành linh quỷ mảnh vỡ bị thể lỏng quả cầu kim loại đại lão nghiên cứu tuế nguyệt, lần lượt nhập mộng kinh lịch. Còn có cái kia mặc dù chỉ có gần 6 tháng, lại ầm ầm sóng dậy đến chính hắn cũng không dám tưởng tượng tu sĩ kiếp sống, vì hắn đặt xuống vượt quá tưởng tượng đạo tâm cơ sở. Hắn trước kia một mực tự xưng đạo tâm của mình cứng rắn giống như sắt thép, nhưng trên thực tế hắn cảm giác mình đạo tâm đã sớm cứng rắn thắng qua siêu hợp kim. Loại này cấp thấp quảng cáo oanh tạc ý nghĩ, căn bản là không có cách đưa đến chút nào tác dụng. Tống Thư Hàng cảm giác mình thật sự là phi thường tỉnh táo tuyển thủ. Nếu như luyện dược cùng công pháp cơ bản đều không phải là phá cục mấu chốt, vậy cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng gõ hàng rào. Hắn muốn chờ một cái đặc thù thời gian. Ngày 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi. Cũng không phải là hắn muốn qua ngày quốc tế thiếu nhi. Mà là tại một ngày này, hắn có lẽ có thể gặp được một cái đặc thù người. Chờ đi, bất quá là thời gian 10 ngày. Tống Thư Hàng đong đưa chìa khóa, từ phía trên đài xuống tới, thuận tiện lấy đem sân thượng môn một lần nữa khóa kín, miễn cho có Giang Nam Đại học thành sư huynh cùng sư tỷ muốn lên sân thượng. Tiến hành cao thủ ở giữa quyết đấu. Quyết đấu loại chuyện này sẽ chết người, Tống Thư Hàng đương nhiên muốn dồn dừng, đem khóa cửa chết, không thể cho các sư huynh sư tỷ có cơ hội để lợi dụng được. Thời gian cực nhanh, Tống Thư Hàng phảng phất về tới học sinh bình thường kiếp sống, đi học, cùng hảo hữu nhóm nói chuyện phiếm, trêu ghẹo. Nên học tập thời điểm liền nghiêm túc học tập, nên chơi thời điểm liền vui chơi sảng khoái, cũng chưa quên đi quen thuộc tiệm sách đi cọ sách. Đương nhiên, hắn cũng không có thật sự triệt để lãng phí này 10 ngày thời gian dài dằng dặc. Mặc dù không cách nào tu luyện, liền chân ngã minh tưởng pháp loại này minh tưởng pháp môn cũng vô pháp vận chuyển. Nhưng Tống Thư Hàng có thể mượn cái này 10 ngày thời gian, đem bản thân trước kia học qua đồ vật, trong đầu hảo hảo chỉnh lý. Trước kia hắn, thời gian qua quá phong phú. 5 tháng nhiều, ngũ phẩm cảnh giới đỉnh cao, cơ hồ có rất ít thời gian rảnh rỗi. Hiện tại rảnh rỗi về sau, hắn bắt đầu đem bản thân học tập, nắm giữ tu chân lý luận tri thức hảo hảo phân loại. Đặc biệt là trong đầu hắn Tam Thiên Đao Kinh, Nho Gia Kim Cương Thân bổ sung chính khí thối thân thiên, đều là đáng giá tốn thời gian rất lâu đi tinh tế suy nghĩ đồ vật. Thừa dịp là tốn thời gian đi suy nghĩ bọn chúng, liền càng sẽ sinh ra càng nhiều lĩnh ngộ. Còn có bản thân tu luyện bản mệnh công pháp Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công, Thánh Viên Long Lực Thần Công. Cùng luôn cảm giác chỉ kém một đường liền có thể sinh ra thuế biến đạo ý. Thời gian 10 ngày bên trong, Tống Thư Hàng cảm giác mình thu hoạch không ít. Hắn rõ ràng hơn nhận rõ bản thân. Đây là loại rất thú vị cảm giác. Mặt khác, có lẽ là ngày đêm có suy nghĩ nho ra chính khí thối thân thiên nguyên nhân. Tống Thư Hàng trên người loại kia thư sinh khí chất càng rõ ràng. Cái này trong thế giới giả lập bạn cùng phòng cao mỗ mỗ, thổ ba. Dương Đức liền không chỉ một lần đậu đen rau muống hắn gần nhất 10 ngày biến hóa. 10 ngày kết thúc. Ngày 1 tháng 6, thứ bảy. Ba vị bạn cùng phòng đều là nửa học ngoại trú, cuối tuần sẽ về nhà nghỉ ngơi. Tống Thư Hàng trước kia liền rời giường, đơn giản rửa mặt,
sau đó hắn thật sớm liền chạy tới cái kia mấy đầu trong hẻm nhỏ nằm vùng. A Thập Lục, có thể hay không vào hôm nay hiện thân? Khéo léo đẹp đẽ A Thập Lục, tóc ngắn, trang điểm nhưng như cũ xinh đẹp dung mạo. Bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nguyên nhân, sở dĩ tổng cho người ta một loại nàng vẫn chỉ là học sinh cấp 3 ảo giác. Sẽ xuất hiện đâu, vẫn là sẽ không xuất hiện. Mặc dù toàn bộ Cửu Châu nhất hào quần cũng bị mất, trong trí nhớ quần bên trong các tiền bối dãy số đối ứng đều không phải là bản thân bọn họ. Nhưng cái này thế giới giả tưởng chân thật như vậy, một số thứ căn bản cũng không thể cải biến quá nhiều. Tống Thư Hàng tính toán, A Thập Lục xuất hiện tỷ lệ, hẳn là tại chia 5 năm tả hữu. Nếu là xuất hiện, cái kia nàng chính là phá cục thời cơ. Nếu như không biết xuất hiện, vậy cũng không cần thất lạc, phá cục thời cơ có lẽ ẩn tàng càng sâu, còn cần hắn hảo hảo đi tìm kiếm. Tống Thư Hàng tự nhận là đạo tâm kiên định, tỉnh táo lại hắn là thuộc về đặc biệt bình tĩnh loại hình. Ở trong lòng có chỗ chuẩn bị về sau, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều có thể tỉnh táo đi tiếp thu. Chờ đợi thời gian, tổng là dài dằng dặc. Nếu như gặp gỡ A Thập Lục, muốn làm sao cùng nàng tiếp xúc? Tống Thư Hàng suy tư. Dù sao ở cái thế giới này, A Thập Lục cùng hắn căn bản không biết. Đi lên Bích Đông nàng. Đó là cái ý kiến hay. Dù sao A Thập Lục tự mang bị Bích Đông thuộc tính đặc biệt. Bất quá, sẽ bị đánh cứt. Sở dĩ, dùng trang người quen phương pháp tiếp cận. Tỷ như nhìn thấy nàng về sau, mỉm cười, ngươi là A Thập Lục đi, bất chi bất giác đã lớn như vậy đây. Kỳ thật A, ta là Tô Thị A Thất hảo bằng hữu, ta gọi bá tống. A Thất có hay không cùng ngươi đề cập qua ta hà? Ân, loại này lôi kéo làm quen phương pháp, xác suất thành công tương đối cao. Thậm chí vì gia tăng có độ tin cậy, còn có thể đem A Thất tiền bối để A Thập Lục ủy nhiệm cho hắn đao độn bá vương cùng ngự đao nguyệt quang lôi ra đến linh lợi. Bất quá vấn đề là, Tô Thị A Thất tiền bối tại toàn bộ tu sĩ giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, tùy tiện báo tên của hắn muốn tiếp cận A Thập Lục, rất có thể sẽ gây nên nàng cảnh giác. Như vậy, như là trong trí nhớ mình như thế phát triển. Không ổn, lúc này, hoàn toàn không có tu luyện qua bản thân, sợ rằng sẽ trở thành người qua đường A, chết ở trong kịch tình đi. Đợi đã, Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Có lẽ, chết mất mới là phá cục thời cơ. Muốn hay không chết một lần nhìn xem. Cũng không phải lần thứ nhất chết rồi, không có gì lớn. Sau đó, một ngày cứ như vậy đi qua. Trên bầu trời không có kiếp lôi dị tượng. Tô Thị A Thập Lục cũng không có xuất hiện. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Thở dài về sau, hắn đứng dậy. Lúc trước hắn cảm giác mình có thể đặc biệt tỉnh táo tiếp nhận kết quả này, dù sao đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi Tô Thị A Thập Lục thật không có xuất hiện lúc, có loại khổng lồ cảm giác mất mát, hung hăng đánh chúng vào đầu gối của hắn. Tốt a, người rốt cục thắng ta một lần. Bổn chàng nội dung cốt truyện, Tống Thư Hàng trừ một phân, thế giới giả tưởng phân. Tống Thư Hàng đứng lên, duỗi lưng một cái hoạt động bên dưới gân cốt. Phá cục mấu chốt tựa hồ không thể dễ dàng như thế bị hắn tìm tới. Hắn đứng dậy, về hướng Giang Nam Đại học thành vị trí. Hừm, chờ lần này từ thế giới giả tưởng trở về. Sau đó từ Hắc Long thế giới về hiện thế về sau, liền đi đem công tử Hải tìm cho ra, tốt nhất có thể đem vị kia chính năng cũng tìm ra. Đem ba cái gói quà lớn gom góp, sau đó ước A Thập Lục đi ra gặp một lần. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu nói. Trong thế giới giả lập không có gặp gỡ Tô thì A Thập Lục cảm giác mất mát, hắn hoàn toàn có thể trở về hiện thế sau lại bù đắp lại. Ngu xuẩn thế giới giả tưởng, người căn bản là không có cách hiểu ta nội tâm. Ngày mùng 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi, không thể gặp gỡ Tô Thị A Thập Lục. Bất quá Tống Thư Hàng không hề từ bỏ, bởi vì theo sát ngày mùng 2 tháng 6 thời điểm, là trong trí nhớ Vũ Nhu Tử đuổi tới Giang Nam địa khu, sau đó chạy tới Giang Nam Đại học thành phụ cận cái kia La Tín quảng trường thời gian. Vũ Nhu Tử là Tống Thư Hàng trong đời vô cùng trọng yếu một cái chuyển hướng nhân vật. Cửu Châu nhất hào quần bên trong dược sư tấm kia đan phương, hấp dẫn Tống Thư Hàng chú ý. Mà Vũ Nhu Tử đưa lên dược liệu, mới hoàn toàn đem Tống Thư Hàng đẩy lên tu sĩ con đường. Không có Vũ Nhu Tử đi ngang qua Giang Nam địa khu, không có nàng tặng dược liệu, không có cùng nàng cùng đi bắt linh quỷ kinh lịch, có trời mới biết Tống Thư Hàng ngày tháng năm nào mới có thể phát hiện Cửu Châu nhất hào quần bên trong tất cả thành viên, đều là chân chính tu chân giả sự thật.
Nói không chừng chờ hắn dần dần già đi thời điểm, mới đột nhiên phát hiện Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong tất cả thành viên đều là phi thiên độn địa đại lão, nhưng lúc đó hắn cũng đã nhanh chết già rồi, đi đều đi không được rồi, căn bản không có cơ hội tu luyện. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể dưng dưng đem bản thân nói chuyện phiếm tài khoản kế thừa cho mình tuổi nhỏ cháu trai, để hắn thay thế mình hoàn thành tu sĩ chi mộng. Sau đó trước khi chết nhìn thấy kế thừa hắn nói chuyện phiếm tài khoản cháu trai, bước vào tu sĩ thế giới, trở thành tu sĩ bên trong thiên tài. Điều kiện tiên quyết là hắn đến có cái cháu trai. Ngày mùng 2 tháng 6, Chủ nhật. Tống Thư Hàng lại là sáng sớm rời giường, hắn không có vội vàng đi ra ngoài, mà là mở ra trước máy tính, đặt trước một chương tiến về sát vách Nam Hoa Hồ Thị Lâm Diêu thôn xe lửa phiếu. Nếu như cái này thế giới giả tưởng, thông qua các loại trùng hợp, để hắn tránh đi Tô Thị A Thập Lục, thậm chí để hắn hôm nay cũng vô pháp gặp phải Vũ Nhu Tử, cái kia Tống Thư Hàng cũng chỉ có tiến về Lâm Diêu thôn đi. Nơi đó, là Bạch Tiền Bối sắp xuất quan địa phương. Đúng, chính là Lâm Diêu thôn bên trong tiên quân miếu lấy Bạch Tiền Bối pho tượng. Tại đặt trước vé thời điểm, Tống Thư Hàng lại thuận tay tại trên mạng tra xét một chút. Hắn tra được, tại cái kia Lâm Diêu thôn bên trong, vừa vặn có một cái rất nổi danh tiên quân miếu, nghe nói khói hương rất thịnh vượng. Không sai, khẳng định là Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nheo mắt lại. Hắn đã đặt xong buổi tối hôm nay xuất phát vé xe, sau đó tắm rửa một phen, chạy chậm đến hướng La Tín quảng trường chạy tới. Chạy đến La Tín quảng trường thời điểm, hắn phát hiện mình lại có điểm thở hồng hộc. Loại này thở cảm giác, thật đúng là mộng cảnh đồng dạng cảm giác. Tống Thư Hàng ngừng lại, mua chai nước, ngồi ở La Tín quảng trường trên ghế, thoáng nghỉ ngơi một hồi. Trong trí nhớ, từ khi hắn trở thành tu sĩ tấn thăng nhị phẩm về sau, liền rốt cuộc không có bởi vì đơn thuần chạy mà thở hổn hển. Quả nhiên, có thể đi vào tu sĩ thế giới, thật tốt. Huấn luyện viên, ta quả nhiên còn muốn chơi bóng rổ. Ta quả nhiên còn muốn tu chân. Tống Thư Hàng dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn qua trời xanh. Cuộc sống của người bình thường, rất bình an, không có nguy hiểm. Không cần lo lắng tự bạo bỏ mình loại này kỳ hoa sự, không cần lo lắng có cửu gia lúc nửa đêm tìm tới cửa đến. Không cần lo lắng đột nhiên đụng tới thiên nhân, muốn đào ngươi kim đan, không cần lo lắng treo ở đỉnh đầu thiên kiếp, không cần ngày ngày nhớ phục sinh kim tệ thời gian CD đã tới chưa. Nhưng là, hắn quả nhiên vẫn là muốn tu chân. Ở cái này không cách nào tiếp xúc đến Cửu Châu Nhất Hào quần hư ảo thế giới, ở cái này không cách nào tu luyện kim cương cơ sở quyền pháp thế giới, hắn lại càng xác định điểm này. Hắn quả nhiên vẫn là muốn tu chân. Trở thành thiên đạo trở thành bất hủ cái mục tiêu này. Cảm giác có chút xa xôi. Vậy ít nhất, có thể trước lấy trường sinh giả làm mục tiêu. Thời gian là xuân tẫn hạ trí, La Tín quảng trường trên những cái kia thích trưng diện các muội tử sớm đã đổi lại thanh xuân hoa mắt trang phục. Bởi vì là tới gần đại học thành, quảng trường trên dạo phố lấy tuổi trẻ học sinh chiếm đa số. Tống Thư Hàng ngửa dựa vào ghế thời điểm, có thể nhìn thấy rực rỡ muôn màu các loại chân dài, bờ eo thon. Sau đó, hắn phát hiện mình quả nhiên vẫn là biến rất nhiều. Lúc trước hắn nhớ kỹ mình ngồi ở trên ghế lúc nghỉ ngơi, đầy đường đùi, hắn đều không chút đi chú ý. Bởi vì hắn căn bản là không tốt cái này một thanh chân thứ này, nam nhân bản thân cũng có cái gì đáng giá đẹp mắt. Hiện tại, có vẻ như còn rất hấp dẫn người. Hừm, ta thẩm mỹ quan cũng cải biến sao? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Lại nói, Vũ Nhu Tử là lúc nào đến Giang Nam Đại học thành La Tín nhai đạo. Tống Thư Hàng nhớ lại. Nhớ kỹ, bản thân cũng là chạy bộ sáng sớm hoàn tất, sau đó đến La Tín quảng trường mua chút ăn. Ước chừng 1-2 cái giờ tả hữu, tại La Tín quảng trường thấy được trong đám người vội vàng mà qua Vũ Nhu Tử. Sau đó, tại một nhà thịt bò cửa tiệm thời điểm, cùng nàng chính thức đụng mặt. Hắn cùng Vũ Nhu Tử ở giữa gặp nhau, ước chừng có thể dùng một câu hình dung. Bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại, ở nơi đèn tàn. Nói cách khác, ước chừng còn có một giờ đến thời gian 2 tiếng à. Tống Thư Hàng nói khẽ. Trước kia, không thể gặp gỡ Tô Thị A Thập Lục. Vậy hôm nay, hắn có thể gặp được Vũ Nhu Tử sao? Nếu như nói, cái này trong thế giới giả lập, Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối đều tồn tại, Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục cũng đều tồn tại. Cái kia trước kia Tô Thị A Thập Lục không có ở sát phách thị độ kiếp, cái kia Vũ Nhu Tử sẽ còn tại La Tín quảng trường hạ xuống sao?
không thể xác định a. Nếu như nói, trước kia nhìn thấy A Thập Lục tỷ lệ còn có 5 năm nắm chắc. Vậy hôm nay gặp gỡ Vũ Nhu Tử tỷ lệ, chỉ sợ cũng chỉ có 3, 7 tả hữu, thậm chí càng nhỏ hơn. Hừm, không thể ngồi lấy đợi chết. Tống Thư Hàng xoay người, từ trên ghế đứng lên. Hắn đi mua một phần bữa sáng, bổ sung hạ thể lực. Sau đó, hắn chủ động tại La Tín quảng trường tìm kiếm. Ôm cây đợi thỏ không thể được. Mặc dù cùng Vũ Nhu Tử gặp nhau thời điểm, còn có hơn một giờ, nhưng Vũ Nhu Tử lúc ấy hẳn là sớm đã tới La Tín quảng trường, cũng ở chỗ này tìm kiếm quỷ đang tự tìm thật lâu thời gian. Tống Thư Hàng tại La Tín quảng trường chuyển. Hắn lấy lúc ấy cùng Vũ Nhu Tử gặp nhau cái kia châu nhà thịt tiệm tạp hóa làm trung tâm, lấy một vòng tròn chậm rãi đi dạo tìm kiếm. Hắn trên điện thoại di động thiết lập một cái thời gian, nếu là ở thời gian này điểm trước không có tìm kiếm được Vũ Nhu Tử, vậy hắn liền trở về tới thịt bò cửa hàng phụ cận chờ đợi. Sau một tiếng rưỡi, Tống Thư Hàng cầm trong tay chứa quả xác túi đồ ăn vặt, ném tới trong thùng rác. Quả nhiên, không có tìm được Vũ Nhu Tử. Thời gian phương diện không sai biệt lắm, hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, sau đó hướng thịt bò tiệm tạp hóa bước đi. Bởi vì là ngày nghỉ, La Tín quảng trường trên người đi đường số lượng tương đối nhiều. Tống Thư Hàng thuận đám người, không chút hoang mang hướng về phía trước đi. Bên tai, truyền đến trong đám người các loại giao lưu thanh âm. Hắn phảng phất cũng dung nhập cái này dòng người hình thành cự long. Đột nhiên, Tống Thư Hàng có chút dừng lại. Khóe miệng, mỉm cười không khỏi nở rộ. Tại cách hắn mười mấy mét bên ngoài, một vị dáng người cao gầy nữ tử, lôi kéo một cái to lớn cái dương, tại trên đường phố đi lại. Mái tóc dài màu đen khoác vẩy mà xuống, theo nàng tiến lên bộ pháp theo gió có chút tung bay. Hai chân của nàng tỷ lệ rõ ràng so đám người chung quanh muốn mọc ra một đoạn, trong đám người lộ vẻ cực kỳ lóa mắt. Còn có cái kia thanh xuân tịnh lệ trang phục. Mặc dù chỉ là cái bối cảnh. Tìm tới ngươi, Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hàng tâm tình lập tức vui vẻ. Hắn chen qua đám người, bước nhanh hướng Vũ Nhu Tử vị trí bước đi. Mười mấy thước cự ly, Tống Thư Hàng đầu óc thật nhanh chuyển động. Như thế xem ra, Vũ Nhu Tử chính là phá cục thời cơ rồi. Vậy kế tiếp, chính là tại sao cùng Vũ Nhu Tử đáp lên quan hệ. Vũ Nhu Tử cô nương tư duy tương đối khiêu thoát, nhanh nhẹn, lần đầu gặp nhau lúc, ngươi sẽ cảm giác nàng hiểu lễ phép. Rất khả ái, tôn kính tiền bối. Nhưng ngươi nếu là một mực thuận suy nghĩ của nàng cùng nàng tiếp xúc xuống dưới, không biết lúc nào liền sẽ bị nàng đưa đến trong hố đi. Chính suy tư, Tống Thư Hàng đã tới gần Vũ Nhu Tử sau lưng. Nhưng là trong đầu, còn không có nghĩ đến tại sao cùng nàng đáp lời phương pháp. Mặc kệ, trước cùng nàng chào hỏi, nàng đã xuất hiện tại La Tín quảng trường. Như vậy, nàng hẳn là muốn tìm quỷ đăng tự mới đúng. Ta có tình báo nơi tay, bắt chuyện qua sau lại đáp lời tuyệt đối không có vấn đề. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn chen đến Vũ Nhu Tử bên cạnh. Hai, người tốt, ngươi là đang tìm cái gì địa phương à? A, không thích hợp. Vị này Vũ Nhu Tử mặt bên cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt a. Không tốt, nhận lầm người. Mái tóc đen dài thiếu nữ có chút xoay người lại, híp mắt nhìn qua Tống Thư Hàng. Nàng dáng người cao gầy, nhưng tướng mạo lại là điển hình giang nam mỹ nhân, như nước làm. Khóe miệng nàng dương lên, nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc dài của mình, nha. Ta nhớ được ngươi là, Tống Thư Hàng đúng không? Cuối tuần nhàn rỗi nhàm chán, đi ra bắt chuyện mỹ nữ. Không nghĩ tới ngươi ở phương diện này lại là chủ động xuất kích hình, trước kia ngược lại là không nhìn ra đây. Tống Thư Hàng che chán. Giờ khắc này, hắn rất muốn chết. Trước mắt nữ tử này, là tiệm sách bà chủ. Bà chủ cho tới nay đều yên lặng ngồi ở tiệm sách vị trí bên trên, bưng lấy quyển sách lẳng lặng nhìn lấy. Nàng tại tiệm sách lúc lại đem tóc dài cuộn tại sau đầu, lưu một lạc bên phải bả vai, lộ vẻ dịu dàng tài trí, điềm tĩnh thành thục. Tống Thư Hàng từ đến nàng tiệm sách đưa đến hiện tại, chưa từng thấy nàng đem tóc dài khoác rơi xuống dưới, thanh xuân bộ dáng. Mà lại, bà chủ chân của ngươi lúc nào biến dài như vậy rồi? Tốt a, Tống Thư Hàng cẩn thận hồi ức, tựa hồ bản thân mỗi lần đến thuê sách cửa hàng lúc, bà chủ cơ hồ đều là ngồi bộ dáng. Bà chủ, người hiểu lầm, Tống Thư Hàng chân thành nói, kỳ thật ta là nhận lầm người, ta nhưng thật ra là muốn chờ một vị cô nương, vừa rồi sai đem bối cảnh của ngươi nhận thành nàng.
tiêu chuẩn sách giáo khoa đáp án. Bà chủ mỉm cười, ta tại rất nhiều trên sách đều gặp tương tự trả lời. Tống Thư Hàng. Bà chủ ngừng lại, cười nói, không trêu ghẹo ngươi. Thiếu niên tiếp tục ủng hộ, là Tín Quảng Trường tuổi trẻ đối tượng không ít. Một lần thất bại không có nghĩa là vĩnh viễn thất bại, một lần nữa tỉnh lại, cơ hội sẽ chỉ đối mặt đi tranh thủ người. Thiếu niên ngươi đón thêm lại lực. Bà chủ câu trả lời của ngươi, cũng như sách giáo khoa tiêu chuẩn. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, loại này lời kịch bình thường đều dùng để an ủi thất tình người. Lão nương tấm mỉm cười, nàng buông ra cái dương, đem Tống Thư Hàng cổ áo lật tốt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ủng hộ. Sau đó, nàng phất phất tay, tiếp tục lôi kéo dương lớn dần dần từng bước đi đến. Tống Thư Hàng khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương. Tốt ở chỗ này là hư ảo thế giới. Hắn lại đứng dậy tại La Tín Quảng Trường tìm kiếm. Sắc trời dần tối. Tống Thư Hàng vẫn không có tìm tới Vũ Nhu Tử. Quả nhiên, hắn khe khẽ thở dài, nhanh chân bước ra La Hành Quảng Trường, kêu xe taxi, trực tiếp tiến về xe lửa trạm. Bởi vì có trước kia không có gặp gỡ Tô Thị A thập lục sự kiện đặt cơ sở, hôm nay Tống Thư Hàng nội tâm có càng nhiều chuẩn bị. Hôm nay không có gặp gỡ Vũ Nhu Tử, là hắn dự liệu bên trong. Nếu như có thể gặp gỡ Vũ Nhu Tử, cái kia chính là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tiểu ca, đi đâu? Sau khi lên xe, xe taxi sư phó hỏi. Tống Thư Hàng, mời hướng chạm xe lửa phương hướng đi. Tốt đi, xe taxi sư phụ cười nói, khoảng cách này vừa vặn, có thể gặp phải giao tiếp ban. Tống Thư Hàng lễ phép về lấy cười một tiếng, sau đó xa vào đến trong trầm tư. Nói trở lại, hắn vậy mà lại đem Vũ Nhu Tử nhận lầm. Đem tiệm sách bà chủ ngộ nhận là Vũ Nhu Tử là cái quỷ gì? Tống Thư Hàng xoa cằm, suy tư. Hắn cẩn thận nhớ lại hôm nay đem bà chủ hiểu lầm đấy một màn kia. Khi thấy cái bóng lưng kia thời điểm, sẽ không sai, đó là Vũ Nhu Tử bóng lưng. Điểm ấy tự tin Tống Thư Hàng vẫn phải có. Vũ Nhu Tử cô nương dáng người, kiểu tóc cùng bước đi tư thế, đều rất đặc biệt. Bởi vì linh điệp đảo công pháp, cước bộ của nàng nhẹ nhàng, bước ra một bước chính là người bình thường mấy bước. Có thể làm được điểm ấy, không chỉ có riêng là bởi vì nàng chân dài. Nhưng là, đường bóng lưng quay người đến bên mặt thời điểm, nhưng lại biến thành tiệm sách bà chủ dịu dàng bộ dáng. Cái này thần triển khai, thật đúng là vượt quá Thư Hàng dự kiến. Hoặc là nói, Vũ Nhu Tử nhân vật này, từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại, là ta tưởng tượng ra được nhân vật. Là tuổi dậy thì ta, mỗi lần tại thuê sách về sau, nhìn lấy giang nam nữ tử phong cách bà chủ, sau đó trong đầu bổ sung cấu tạo đi ra nhân vật. Có như thế một cái ý nghĩ, truyền lại đến Tống Thư Hàng trong đầu. Sau đó, giống quảng cáo mệt nhọc oanh tạc đồng dạng, không ngừng lặp đi lặp lại phát ra. Tẩy não thức tuần hoàn. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, tâm tình lập tức vui vẻ. Hiển nhiên, ý nghĩ này không phải chính hắn ý nghĩ, mà là thế giới giả tưởng cưỡng chế gửi đi tới được suy nghĩ. Sách, nói cách khác, ngoại trừ mệt nhọc thức oanh tạc bên ngoài, gia hỏa này liền không có cái khác thủ đoạn sao? Tống Thư Hàng nhếch miệng lên. Ý nghĩ thế này điên cuồng tại trong đầu hắn phát ra, tâm tình của hắn liền càng phát ra vui vẻ. Loại cảm giác này, hình dung như thế nào tốt đâu? Ân, ước chừng trên chính là lúc trước, nhìn thấy thông nương hành loại hình thái thời điểm, xông lên cua nhỏ yếu nắm đấm, đối bắp chân của hắn dùng sức công kích bộ dáng. Thông nương ra sức công kích, nắm đấm đều vung vẩy ra huyễn ảnh, thỉnh thoảng còn nhảy dựng lên đá hắn đầu gối. Nhưng là, cái này vẫn như cũ không cách nào cải biến lực công kích của nàng cực độ bần cùng, không có hiệu quả sự thật. Hiện tại cái này thế giới giả tưởng tựa như là thông nương, nó mệt nhọc công kích chính là thông nương nắm đấm, nhìn như vừa nhanh vừa độc, nhưng thực tế hiệu quả thực sự bần cùng, không hề có tác dụng. Thậm chí, hắn càng là như thế nhảy nhót, Tống Thư Hàng nội tâm liền càng vui vẻ. Loại này nhìn thấy đối thủ nghiến răng nghiến lợi liều mạng toàn lực, nhưng lại không làm gì được chính mình mảy may cảm giác, cũng là nhân sinh một loại thể nghiệm. Tài xế xe taxi đang nhìn phía bên phải xe taxi kiếm chiếu hậu thời điểm, đột nhiên thấy được Tống Thư Hàng cái kia quỷ dị vui vẻ tiếu dung, da đầu đều run lên. Nguyên bản nội tâm của hắn còn đang suy nghĩ lấy, thừa dịp giao tiếp ban còn có một chút thời gian, muốn hay không mang theo thiếu niên này quấn trên một vòng. Nhưng nhìn thấy cái này vui vẻ tiếu dung về sau, hắn ngay lập tức đem bản thân vừa rồi ý nghĩ đánh chết tại bụng thai bên trong.
hắn bằng nhanh nhất tốc độ đem Tống Thư Hàng đưa đạt trạm xe lửa, thu tiền về sau, lại vội vàng rời đi. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Ta lúc nào đắc tội vị này xe taxi sư phó rồi. Nhìn hắn bộ dáng, tựa như là tránh né tai nạn đồng dạng trốn tránh ta. Trong lòng của hắn nghi ngờ nói. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là phổ thông nhục thân, nhưng nhân sinh kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Thông qua vị này xe taxi sư phó trên mặt biểu lộ, liền có thể tùy tiện đoán ra tâm tư của hắn tới. Từ đầu tới đuôi, ta đều không làm cái gì sự a. Thậm chí ta cùng hắn đều không nhạt qua mấy câu. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, quay người hướng trạm xe lửa bước đi. Cũng không gấp, Tống Thư Hàng liền đi trước nhận phiếu, lại đi ăn chút gì nhét đầy cái bao tử. Người bình thường thân thể, thật sự là phiền phức, Tống Thư Hàng ám đạo. Tu sĩ đến tứ phẩm về sau, đồ ăn thu hút cũng không phải là rất trọng yếu. Ăn cơm chỉ là vì hưởng thụ, thực tiên yến loại kia tức hưởng thụ lại tăng mạnh công lực tiệc mới là tu sĩ truy cầu. Mà bởi vì bụng đói khát không thể không đi ăn cơm, cái này khá là phiền toái. Huấn luyện viên, quả nhiên ta vẫn là muốn tu chân. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Đúng, lại nói hắn tu chân kiếp sống, không có huấn luyện viên đây. Ngược lại là thu mấy cái đệ tử. Ân, lui một bước mà nói. Toàn bộ Cửu Châu nhất hào quần bên trong tiền bối, đều xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Xe lửa tiến về chính là Nam Hoa Hồ Thị một cái trấn nhỏ trạm điểm. Từ tiểu trấn sau khi xuống tới, tiến về Lâm Diêu thôn còn cách một đoạn. Tống Thư Hàng sờ lên ví tiền của mình, ngẩng đầu nhìn về phía sắc trời. Đi trước Lâm Diêu thôn nhìn tiên quân miếu, sau đó. Nếu như không kết quả lời nói, đêm nay được tại Lâm Diêu thôn phụ cận. Hắn ngáp một cái, thân thể hơi có chút mỏi mệt. Cái này có chút không chịu nổi. Quả nhiên. Thiếu khuyết rèn luyện, Tống Thư Hàng xuống trạm xe lửa, sau đó đánh chiếc xe, trực tiếp tiến về tiên quân miếu. A, tiểu ca, người cũng là tiến về tiên quân miếu tế bái sao? Nghe được Tống Thư Hàng mục đích về sau, lái xe lập tức liền nhiệt tình. Hừm, bởi vì gần nhất có rất nhiều phiền não, sở dĩ nghe được tiên quân miếu rất linh nghiệm về sau, liền muốn tới cầu lá phủ cái gì? Tống Thư Hàng cười trả lời. Người đây nhưng tìm đúng địa phương. Chúng ta Lâm Diêu thôn tiên quân miếu mặc dù nhỏ, nhưng là có thể linh nghiệm. Bất kể là cầu tử cầu nữ, bất kể là cầu học nghiệp thuận lợi vẫn là cầu lấy cái đối tượng, đều có rất lớn tỷ lệ đạt được tiên quân chúc phúc. Lái xe đại thúc cười ha hả. Tống Thư Hàng lễ phép mỉm cười gật đầu. Nói đến, hiện tại đám người cũng thật là kỳ quái. Ta lúc còn trẻ, đại gia đến tiên quân miếu đều là cầu con trai. Mỗi người đều hận không thể nhà mình con dâu sinh cái đàn ông đi ra. Nhưng mấy năm này, đến trong miếu cầu hài tử, tuyệt đại bộ phận đều cầu cái nữ nhi, hận không thể từng cái có thể sinh cái xinh đẹp nữ nhi đi ra. Người tuổi trẻ phương thức tư duy, ta thật không hiểu rõ. Lái xe đại thúc nói huyên thuyên. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, có lẽ là bởi vì nữ nhi tương đối có thể yêu. Lại hoặc là, bởi vì trước đây ít năm cầu nhi tử nhiều lắm, sở dĩ hiện tại cầu chút nữ nhi tới cân bằng một chút. Tiểu ca tổng kết tinh tích. Lái xe đại thúc giơ ngón tay cái lên. Tống Thư Hàng dựa vào cửa sổ xe, không khỏi nhớ tới Lý Âm Trúc. Sau đó hắn đột nhiên cảm giác mình tâm già thật rồi. Nhắc lên nữ nhi đề tài này về sau, thật sự sẽ hướng trên người nữ nhi nghĩ. Tiểu ca ngươi muốn đi tiên quân miếu cầu cái gì? Lái xe đại thúc hỏi. Hừm, kỳ thật cũng không có gì tốt cầu, chính là gần nhất các loại sự đều có chút không thuận lợi, cho nên muốn cầu cái bình an, cầu cái an tâm. Tống Thư Hàng trả lời. Lái xe đại thúc nhẹ gật đầu, tiểu ca tâm tính rất tốt, ta gần nhất cũng tiếp mấy cái giống như ngươi tuổi trẻ học sinh đi tiên quân miếu, bọn họ đều là cầu học nghiệp có thành tựu. Kỳ thật ta liền nói lời thành thật, đọc sách loại sự tình này, hơn phân nửa vẫn phải là dựa vào chính mình. Tiên quân coi như phù hộ ngươi, cũng chỉ có thể đưa đến 10% tả hữu hiệu quả. Chính ngươi không cố gắng, chỉ dựa vào tiên quân chúc phúc có thể có làm được cái gì. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, tiếu dung đều chân thành không ít. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giống như người tuổi trẻ câu nói này, hắn ưa thích, hắn rất thưởng thức. Tựa hồ đã cực kỳ lâu, không ai khích lệ hắn tuổi trẻ. Đúng rồi, sư phó, tiên quân miếu bên trong tiên quân, cụ thể là cái dạng gì? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Cái này muốn làm sao hình dung cho phải đây?
một lời khó nói hết, nhưng là, tiên quân phò tưởng tựa như là chân chính tiên nhân đồng dạng. Sư phó tán dương. Tống Thư Hàng mỉm cười gật đầu. Tiên nhân đồng dạng phò tưởng, lần này, có lẽ sẽ không còn tay không mà về. Bạch tiền bối, quả nhiên vĩnh viễn là đặc thù nhất một cái kia. Lần này phá cục thời cơ, xem ra chính là bạch tiền bối. Lâm Diêu Thôn, tiên quân miếu phụ cận. Lái xe dừng xe lại, nói, tiên quân miếu bên trên xe cũng chỉ có thể đậu ở chỗ này, đón lấy đến liền cần tiểu ca chính ngươi bước đi đi lên. Nhìn thấy cái kia phiến đèn đuốc không? Nơi đó chính là tiên quân miếu. Tống Thư Hàng ngắm nhìn nơi xa, cùng trong trí nhớ bạch tiền bối xuất quan cái kia miếu là một vị trí. Tạ ơn sư phó, Tống Thư Hàng nộp tiền xe xuống xe. Hắn bắt đầu thật nhanh hướng tiên quân miếu bước đi. Cách này tòa miếu càng gần, nội tâm của hắn thì có loại nhảy cẫng cảm giác. Không sai, là ngôi miếu này. Liền bộ dáng cũng cùng hắn trong trí nhớ đồng dạng, bố trí cũng tốt, quy cách cũng tốt, đều không biến. Chính là so trong trí nhớ muốn thoáng náo nhiệt một số. Trước miếu trên quảng trường đèn đuốc sáng trưng. Có không ít đến đây cầu nguyện đám người ra ra vào vào. Đi vào trước nhìn kỹ hãng nói. Tống Thư Hàng cố gắng duy trì bình tĩnh, đè nén bản thân nội tâm vui vẻ. Dù sao, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Sở dĩ, tại chính thức nhìn thấy tiên quân tượng trước đó, hắn nhất định phải tỉnh táo. Tống Thư Hàng từng bước một tiếp cận chùa miếu chạm xe. Đến đây cầu nguyện người, xếp thành hàng dài. Hắn tuân thủ kỷ luật, dựa theo trình tự, tiến vào trong đội ngũ. Vào cửa trước đó, lại thuận tay mua hai nén hương. Tiên quân miếu bên trong, hương hỏa quấn quanh. Phía trước vẫn như cũ sắp xếp một đội cầu nguyện nhân viên, nam nữ già trẻ, trong miệng đang nói lẩm bẩm. Tống Thư Hàng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía tòa kia tiên quân pho tượng. Sau một khắc, hắn rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra. Không sai, là tòa này tiên quân tượng. Chính là bạch tiền bối xuất quan trước tòa kia tượng thần. Tiên quân giống như là tóc dài cách ăn mặc, tay bấm đạo ấn, sinh động như thật. Chính là xảo đoạt thiên công chi tác. Tống Thư Hàng nhịp tim cũng không khỏi tăng nhanh mấy cái nhịp. Lần này, là thuần túy kích động. Rốt cuộc tìm được. Như vậy, lúc này bạch tiền bối, hẳn là còn ở trong pho tượng bế quan đúng không? Nếu như không có ngoại vật quấy nhiễu, bạch tiền bối hẳn là sẽ tại tháng này cuối tháng, ngày 30 tháng 6 thời điểm, chính thức xuất quan. Cầu nguyện đám người chậm rãi di chuyển về phía trước. Đến phiên Tống Thư Hàng. Hai tay của hắn vỗ tay, nói khẽ, bạch tiền bối, tìm tới người á. Sau đó, hắn muốn làm sao? Đang lúc bế quan bên trong bạch tiền bối, căn bản nghe không được ngoại giới thanh âm. Coi như đem hắn pho tượng dọn đi, cũng vô pháp cắt ngang hắn bế quan. Làm sao đem bạch tiền bối triệu hoán đi ra, là cái vấn đề lớn. Chẳng lẽ muốn đợi đến cuối tháng, bạch tiền bối phá quan mà ra? Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu ngắm nhìn pho tượng. Một lát sau, hắn lại hơi nhíu lên lông mày. Lúc trước, hắn lần thứ nhất nhìn bạch tiền bối pho tượng thời điểm, nhìn thấy pho tượng, trước mắt liền sẽ tự chủ hiển hiện bạch tiền bối chân thực thân ảnh, mắt như tinh thần, áo trắng như tuyết, tuấn mỹ như trích tiên. Lần này, nhưng không có loại cảm giác này. Pho tượng kia, sẽ không thật chỉ là pho tượng A. Nếu như bạch tiền bối chỉ là phổ thông pho tượng, liền đâm tâm. Có như vậy trong nháy mắt, Tống Thư Hàng đầu óc co lại, muốn đối pho tượng gọi một câu, tiểu bạch, đợi ngươi tóc dài. Tốt tại, lý trí tại thời khắc cuối cùng, đè lại tìm đường chết xúc động. Vạn năng bạch tiền bối, mời giúp ta một chút sức lực đi. Tống Thư Hàng cuối cùng chỉ là yên lặng cầu nguyện, sau đó quay người rời đi tiên quân miếu. Chờ cuối tháng thời điểm lại đến một chuyến đi, lúc kia hẳn là bạch tiền bối xuất quan thời điểm. Sau đó, một tháng này bên trong, hắn muốn làm chút gì mới tốt? Muốn đi quỷ đăng tự vị trí đi xem một chút sao? Ở nơi đó, hắn cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ đạt được nhân sinh cái thứ nhất linh quỷ, cũng là rất trọng yếu một cái địa điểm. Nói không chừng hiện tại, hai cái linh quỷ đều còn tại bên trong. Nhưng là, không có Vũ Nhu Tử, hắn coi như tìm được quỷ đăng tự cũng vô pháp tiếp xúc đến linh quỷ. Vậy nếu không, tại Lâm Diêu thôn phụ cận đi vòng vòng. Còn nhớ rõ lúc ấy bạch tiền bối sắp xuất quan thời điểm, hắn tự thân loại kia quỷ dị mị lực không cách nào khống chế, thoáng có chút tiết ra ngoài,
sau đó pho tượng liền bị người cướp đi. Nhớ kỹ là một vị công tử ca cướp đi pho tượng, đó cũng là một cái thời gian tiết điểm, khả năng cũng là phá cục mấu chốt. Đợi đã, thì ra là thế. Tống Thư Hàng vỗ vỗ đầu. Bây giờ cách Bạch Tiền Bối xuất quan còn có hơn 30 ngày, sở dĩ bế quan bên trong Bạch Tiền Bối loại kia chí mạng mị lực còn chưa có bắt đầu bộc lộ, sở dĩ mình tại nhìn lấy pho tượng thời điểm, không thể nhìn thấy Bạch Tiền Bối chân thân huyễn ảnh. Hẳn là dạng này không sai. Vậy mình thừa dịp thời gian một tháng, tới trước quỷ đăng tự vị trí dạo chơi, nếu như không có thu hoạch lời nói, một tháng sau trở lại. Bạch Tiền Bối, chúc ta hết thảy thuận lợi đi. Tống Thư Hàng nghĩ thông suốt mấu chốt. Hắn nhanh chân hướng ngoài miếu bước đi. Lúc này, tiên quân miếu bên ngoài truyền đến hỗn loạn lung tung tiếng vang. Bốn chiếc tiểu xe hàng chạy đến tiên quân ngoài miếu. Một vị trẻ tuổi công tử ca từ trên xe nhảy xuống tới. Sau lưng hắn là hơn 60 cái cao lớn vạm vỡ tráng hán. Lên, cho ta đem tiên quân tượng cho khuân ra. Chú ý, không muốn hư hại tiên quân tượng. Công tử ca lớn tiếng kêu lên. Giống như đã từng quen biết một màn. Tống Thư Hàng. Đợi đã, hôm nay không phải mới ngày mùng 2 tháng 6 sao. Cự ly Bạch Tiền Bối xuất quan thời gian còn thật lâu đi, một màn này làm sao lại đã phát sinh rồi. Chẳng lẽ, cái này thế giới giả lập đem tất cả sự kiện thời gian đều làm rối loạn. Nếu như mình chiếu vào ký ức, ngày 30 mới tới được lời nói, tiên quân tượng có thể hay không sớm đã bị đào đi. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, cái kia 60 đại hán đã mang theo công cụ xông vào đến tiên quân miếu bên trong, đỉnh lấy khách hành hương giận mắng cùng phản kháng, cưỡng ép đem tiên quân tượng cho đào lên. Một cỗ chồng cao xe nâng chuyển hàng hóa lái tới, nâng lên tiên quân giống, lưu loát ra bên ngoài bên cạnh một cỗ xe chuyển vận phóng đi. Toàn bộ hành động, như nước chảy mây trôi thông thuận. Đợi đã, Tống Thư Hàng chạy đi lên. Tiểu tử đừng tới quấy rối. Một tên tráng hán ngăn tại Tống Thư Hàng trước mặt, cường tráng cơ bắp từng khối hở ra. Hậu phương, cái kia công tử ca hét lớn, đừng lãng phí thời gian, mau bỏ đi đi. Tống Thư Hàng nhìn công tử này một chút. Ánh mắt của đối phương, cũng cùng Tống Thư Hàng đối lên. Tống Thư Hàng thở dài, ta nói. Đem tiểu gia hỏa này cũng cho ta mang lên, luôn cảm giác gia hỏa này đặc biệt thuận mắt. Cái kia công tử ca vung tay lên, nói. Tống Thư Hàng. Nhìn ta đặc biệt thuận mắt là mấy cái ý tứ a. Một lát sau, Tống Thư Hàng liền bị mấy cái đại hán bắt giữ, mang tới tiểu xe hàng. Hắn lúc đầu muốn phản kháng một chút. Nhưng quay đầu ngẫm lại, hắn vốn là đang suy tư như thế nào dựng vào vị này cố thiếu gia tuyến, bây giờ đối phương đột nhiên muốn bắt hắn đi, chính hợp tâm ý. Sở dĩ, Tống Thư Hàng rất phối hợp để mấy vị kia đại hán bắt giữ bị bắt đi. Tiểu xe hàng phi tốc chạy, rất nhanh đã tới Tống Thư Hàng quen thuộc tòa kia hào trạch trang viên bên trong. Cửa trang viên cái kia nặng nề cửa bằng thép, khiến cho Tống Thư Hàng không khỏi xa vào đến trong hồi ức nhớ năm đó, yếu gà hắn liền như thế một cái đại môn đều oanh không ra. Không tốt, cố ra, tiểu thư nàng ngồi ở cổng chờ lấy chúng ta, nhìn bộ dáng rất tức giận, tiểu thư khả năng biết chúng ta ra ngoài làm gì. Một cái đại hán kêu lên. A. Nàng làm sao lại biết chúng ta ra ngoài đào tượng thần? Là ai cáo mật, cố thiếu gia khí thế yếu đi một đoạn, không còn tại trước tiên quân miếu loại kia hăng hái, chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Chúng ta lần này ra ngoài hơn 60 người, động tính quá lớn, tiểu thư không có khả năng không biết. Đại hán cười khổ nói. Mau đem tiên quân tượng trước dùng vải che lại, cố thiếu gia kêu lên. Đại hán nhắc nhở, chúng ta lần này còn mang theo người thiếu niên trở về. Trước đem hắn cho làm mê muội đi qua, lại cho hắn mang mặt nạ cái gì, che giấu một chút. Cố thiếu gia vội la lên. Tống Thư Hàng, đợi đã, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng. Nhật ngươi. Không đợi hắn nói xong, liền cảm giác thân thể một trận như nhũn ra, ý thức bắt đầu mơ hồ. Trước khi hôn mê, Tống Thư Hàng nhìn thấy một cái đại hán móc ra một chương siêu nhân điện quang mặt nạ, đeo tại trên mặt hắn. Tống Thư Hàng. Khi Tống Thư Hàng khôi phục ý thức thời điểm, phát hiện mình bị đào chỉ còn một đầu quần cộc, nằm ở trên một chiếc bàn đá. Mà lại trên người truyền đến một trận lành lạnh, ngứa một chút cảm giác. Tống Thư Hàng. Đây là cái gì thần triển khai nội dung cốt truyện? Hắn vừa quay đầu, liền nhìn thấy một vị da thịt tái nhợt thiếu nữ, ngồi ở trên xe lăn.
Trong tay nàng bưng một cái bảng pha màu, tay phải dẫn theo thuốc màu bút, chính nghiêm túc ở trên người hắn vẽ lấy cái gì. Tống Thư Hàng đột nhiên muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện toàn thân không có một tia khí lực, động đậy không được. Đừng nhúc nhích, da thịt tái nhợt, thiếu nữ một mặt nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng thở dài nói, có thể nói cho ta biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Đang khi nói chuyện, hắn chú ý tới mình trên mặt còn mang theo cái mặt nạ kia. Mời trước hết để cho ta vẽ xong, ân nhân tiên sinh. Da thịt trắng bệch thiếu nữ, chân thành nói. Ân nhân tiên sinh. Tống Thư Hàng khóe miệng, rốt cục lộ ra tiếu dung phá cục mấu chốt, vậy mà tại cái này. Da thịt này trắng bệch, ngồi ở trên xe lăn thiếu niên, là vị kia cố thiếu gia muội muội. Nàng hiện tại trạng thái, rất cổ quái. Nhưng nàng cổ quái, chính là Tống Thư Hàng muốn. Xin yên tâm, ta đã trong mộng vẽ lên mấy chục lần, lần này nhất định có thể vẽ thành công. Thiếu nữ lên tiếng an ủi. Tống Thư Hàng. Từ khi 5 tháng trước, gặp được ân nhân về sau, thân thể của ta liền từng ngày bắt đầu khôi phục. Ước chừng nửa tháng sau, ta liền từ trên ghế xe lăn, có thể bản thân đi lại. Thiếu nữ một bên trên người Tống Thư Hàng nghiêm túc vẽ lấy, một bên chậm rãi lên tiếng nói. Tống Thư Hàng yên lặng dự thính. Trong đầu, nhớ lại một màn này ký ức. Lúc trước, hắn cùng Đậu Đậu tại mang về bạch tiền bối pho tượng thời điểm, trước khi đi, Đậu Đậu đột nhiên để hắn cho vị này ngồi ở trên xe lăn thiếu nữ phục dụng một giọt thối thể dịch, kết một thiện duyên. Phục dụng thối thể dịch lúc, đối thân thể kích thích rất lớn. Cho dù là huyết khí phương cương, thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi, phục dụng thối thể dịch lúc cũng cần chú ý cẩn thận. Lúc đó thiếu nữ này ngồi ở trên xe lăn, một bộ ốm yếu bộ dáng, khí huyết suy yếu, hoàn toàn không phải có thể tiếp nhận thối thể dịch dược hiệu bộ dáng. Nhưng Đậu Đậu cũng rất khẳng định muốn cầu Tống Thư Hàng đưa nàng một giọt thối thể dịch. Tống Thư Hàng lúc ấy đều đang hoài nghi, vị này thiếu nữ có thể hay không gọi Sở Sở. Đậu Đậu hình dung đây là thiên đại thiện duyên. Lúc đó Đậu Đậu, nhìn ra cái gì? Về sau, cách mỗi mấy ngày, ta liền sẽ làm một giấc mộng. Trong mộng, có người đang dạy ta trên cơ thể người bên trên, vẽ các loại hình xăm đồ án, mỗi lần vẽ hình xăm đồ án cũng khác nhau. Mỗi lần làm xong mộng về sau, ta sẽ cảm giác tinh thần rất mệt mỏi. Thiếu nữ tiếp tục nói. Thiếu nữ đây là mở ra học bá hệ thống, đạt được trong mộng truyền nghề. Khục, xem ra, hẳn là huyết mạch truyền thừa loại hình đồ vật. Cứ như vậy, liên tiếp vẽ lên hơn 2 tháng. Trước kia nằm mơ thời điểm, đều là ở một cái cổ lão tế đàn bên trên, cho người ta vẽ hình xăm. Hôm nay mộng tương đối kỳ quái, ta một nằm mơ. Phát hiện vẽ hình xăm đối tượng biến thành ân nhân. Ân, vẽ xong, thiếu nữ buông xuống bảng pha màu cùng vẽ cười, một mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng, người trên người ta vẽ lên cái gì? Đương nhiên là hình xăm A, ta án lấy trước kia trong mộng hình xăm đồ, bản thân cải tiến. Thiếu nữ híp mắt cười nói. Tống Thư Hàng. A, sư phụ ta gọi ta. Thiếu nữ đột nhiên nói. Tống Thư Hàng, A. Sư phụ ta là thất tu thánh quân hảo hiếu, cổ vu Elis nữ sĩ, Elis là cái phát âm, là nàng âm hào. Âm hào cùng đạo hiệu, pháp danh là một cái đạo lý. Ân nhân, ta cũng tiếp xúc đến cái thế giới này. Thiếu nữ nhếch miệng lên nói, một ngày kia, chờ ta xuất sư về sau, thì có cơ hội gặp gỡ ân nhân. Nói, nàng suy tư một lát, chậm rãi đưa tay muốn hái Tống Thư Hàng mặt nạ. Nhưng nửa đường, nàng lại dừng tay lại, hừm. Trong mộng tháo mặt nạ xuống nhìn thấy cũng là giả. Ân nhân chân thực diện mục, vẫn là chờ ta tại trong hiện thực, có cơ hội gặp lại đi. Trong mộng, nàng hiện tại, là đang nằm mơ. Đến mộng tỉnh thời điểm, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, thật hy vọng có thể cùng ân nhân tại trong hiện thực gặp nhau. Đáng tiếc, nếu là lúc trước ân nhân ngươi không mang lấy đồ chơi mặt nạ, để cho ta biết ngươi chân thực bộ dáng phải có bao nhiêu tốt. Dạng này cũng thuận tiện ta tìm tới ngươi. Hoàn lại ngay lúc đó thiếu ân tình, chấm dứt ta một cái tâm nguyện. Tống Thư Hàng, ta hẳn là may mắn lúc ấy không có cho ngươi gặp qua diện mục thật của ta, nếu không ân nhân cái này hình tượng cao lớn, chỉ sợ muốn tại trong lòng ngươi vỡ thành cặn bã. Trong lúc suy tư, thiếu nữ trước mắt đột nhiên ngửa đầu tựa ở xe lăn tử, ngủ thiếp đi. Mà Tống Thư Hàng cũng khôi phục năng lực hành động. Hắn chậm rãi từ trên bàn đá bỏ lên, nhìn về phía bốn phía. Nhìn qua, nơi này là một cái to lớn phòng vẽ tranh,
hẳn là thiếu nữ bình thường vẽ tranh địa phương. Y phục của hắn liền đặt ở bên cạnh. Bất quá, có một chiếc gương. Tống Thư Hàng nhặt lên quần áo của mình, đi vào trước gương, muốn nhìn một chút thiếu nữ trên người mình vẽ đồ án. Sau đó, hắn thấy được một chương to lớn, mã QR đồ án. Tống Thư Hàng dụi dụi con mắt. Là mã QR, không sai được. Giận quảng. Không phải đã nói là hình xăm sao? Tại sao là một chương mã QR đồ án? Một lát sau, Tống Thư Hàng móc ra điện thoại di động của mình, thử lướt qua chương này mã QR. Tống Thư Hàng cũng không có gặp phải mã QR liền muốn quét thói quen. Không giống cuồng đao tam lãng tiền bối như thế, liền thiên nhân cái chán mã QR đều không buông tha. Bất quá, lần này mã QR vẽ ở trên người hắn, không quét một chút làm sao chịu được. Tống Thư Hàng đối tấm gương, nâng cao thủ cơ điều chỉnh tốt góc độ, ba một chút, quét một lần. Tích! Điện thoại phát ra một tiếng thanh âm dễ nghe. Nhưng cũng chứng, căn bản không có quét ra thứ gì. Là ta thao tác có sai. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Nghĩ nghĩ về sau, hắn lui ra phía sau một bước, điều chỉnh tốt điện thoại góc độ, đưa điện thoại di động trực tiếp nhắm ngay thân thể của mình mã QR, lại quét một lần. Tích! Lần này, quét ra đồ vật tới. Tống Thư Hàng vượt qua điện thoại xem xét, là một chương hình ảnh. Hình ảnh, Tống Thư Hàng trừng to mắt. Thiếu nữ ở trên người hắn vẽ lên cả buổi, vẽ lên như thế một cái phức tạp mã QR, kết quả quét qua sau quét ra lại là một chương hình ảnh. Dạ dày đau quá, lá gan cũng đau nhức, thận cũng thế. Trên hình ảnh là một tòa phi thường to lớn tế đàn, phong cách rất nguyên thủy, thần bí. Chỗ bốn bề toàn núi bồn địa bên trong. Trên tế đàn vẽ đầy cổ vu văn tự, đây là so viễn cổ ngôn ngữ càng thêm xa xưa chữ viết, bây giờ hơn phân nửa đã thất truyền, liền hiểu những thứ này cổ vu văn tự người đều không có nhiều. Trên tế đàn, có một cái hố to, có ao nước nhỏ lớn nhỏ. Tại tế đàn hố to bên cạnh, có một đạo khuôn mặt thân ảnh mơ hồ đứng ở tế đàn cái hố chỗ, chính đưa tay mở ra cổ tay của mình, có kim sắc máu tươi từ trong vết thương chảy ra, rơi vào tế đàn hố to bên trong. Tế đàn trên không, trải rộng lít nha lít nhít địch quân thân ảnh, những địch nhân này đều đang dòm ngó lấy phía dưới tế đàn, chằm chằm vào bên rìa tế đàn trên cái này thân ảnh mơ hồ. Tống Thư Hàng. Chương này hình ảnh, là có ý gì? Chẳng lẽ là để cho ta tìm kiếm được cái này tế đàn? Nhưng là, đơn độc một tấm hình, ta đi đâu tìm cái tế đàn này? Quá làm khó người. Nếu là ta xem xét bí pháp vẫn còn, ngược lại là có thể thử xem xét một chút. Nhìn xem có thể hay không đạt được một số manh mối cùng tình báo tới. Tống Thư Hàng vuốt vuốt lông mày. Ánh mắt của hắn, cuối cùng rơi vào bên rìa tế đàn trên cái kia diện mục mơ hồ nam tử trên người. Nam tử trên người, vẽ lấy phức tạp hình xăm bất quá không phải Tống Thư Hàng trên người loại này mã QR, người ta là đứng đắn cổ vu hình xăm. Tống Thư Hàng tinh tế suy nghĩ những thứ này hình xăm. Có lẽ, bí mật giấu ở cái này hình xăm bên trong. Hắn đưa điện thoại di động trên hình ảnh phóng đại. Thấy một lát sau, hắn ngẩng đầu vọng thiên, thở dài. Tống, đối cổ vu văn nhất khiếu bất thông, Thư Hàng. Hoàn toàn không hiểu tình huống bên dưới, hắn có thể nghiên cứu ra đồ vật đến mới có vấn đề. Tống Thư Hàng lại đưa điện thoại hình ảnh thu nhỏ, xem xét tỉ mỉ hình ảnh toàn cục. A, đột nhiên, hắn khẽ gọi một tiếng. Là hoa mắt sao, có như vậy trong nháy mắt. Hắn cảm giác cái này khuôn mặt mơ hồ người, chính là mình. Tay kia cổ tay vết thương, phảng phất xuất hiện tại chính hắn trên cánh tay, đau rát. Lại phảng phất có máu tươi từ trong cơ thể mình liên tục không ngừng chảy ra, rơi vào cái này trong tế đàn. Một lát sau, lại có loại sinh động như thật mất máu cảm giác suy yếu dâng lên. Tống Thư Hàng cảm giác mình lạnh cả người, hô hấp khó khăn, mất dưỡng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mất máu quá nhiều còn có loại bệnh trạng này. Tống Thư Hàng hồi ức bản thân năm đó thi triển xem xét bí pháp ký ức. Thời điểm đó hắn, toàn thân máu tươi như suối phun đồng dạng tuôn ra, cả người đều bị phun thành người khô, nhưng ăn khỏa thuốc, đến một phát chỉ rũ thuật liền khôi phục như lúc ban đầu. Ông! Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy trong đầu của mình phát ra một trận vù vù tiếng. Phảng phất như là khổng lồ bầy ong ở trong đầu hắn bay múa. Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lung lay đầu. Sau một lúc lâu, cảm giác trong đầu vù vù tiếng sau khi biến mất, hắn một lần nữa mở to mắt.
vẫn như cũ là tại thiếu nữ phòng vẽ tranh bên trong. Nhưng là, sau lưng hắn, truyền đến một trận ấm áp xúc cảm. Ấm áp cảm giác, xua tán đi hắn lúc này thân thể hàn ý. Sau đó, một đôi kim sắc quang mang tạo thành hai tay, nhẹ nhàng đem hắn đỡ lấy, đem hắn ôm vào trong ngực. Là công đức xà mỹ nhân hai tay. Nàng tiến vào cái này hư ảo trong thế giới rồi. Nói cách khác, phá cục rồi. Lời hứa cùng chờ đợi thiên tử. Tống Thư Hàng trong lòng ấm áp, cảm động nói, người tới rồi. Đang khi nói chuyện, công đức xà mỹ nhân bên hông một đôi cánh nhỏ triển khai, nhẹ nhàng vỗ. Hai cánh mở rộng, hóa thành một đôi cánh lớn. Cánh khép lại, đem Tống Thư Hàng cùng công đức xà mỹ nhân đều bao phủ trong đó. Nhân gian đại pháo cấp một chuẩn bị, tiên tử trong miệng phát ra cổ quái tiếng kêu. Tống Thư Hàng. Trong lòng của hắn có loại dự cảm không ổn. Không đợi hắn suy nghĩ loại này không ổn dự cảm tồn tại. Công đức xà mỹ nhân ôm hắn, phóng lên tận trời, hung hăng vọt tới trần nhà. Đông. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy đầu của mình cùng trần nhà kịch liệt va chạm. Ánh mắt hắn tối đen, lần nữa sa vào đến trong hôn mê. Tống Thư Hàng là bị một trận kịch liệt đau nhức đánh tỉnh. Hắn mở mắt lần nữa, phát hiện mình còn tại cái kia đen thui trong không gian. Long lạc thế giới thiên kiếp, còn tại chăm chỉ không ngừng kịch liệt đau nhức giáng lâm đến trên người hắn, đả kích ý chí của hắn. Công đức xà mỹ nhân đã trở về hình dáng ban đầu, nàng đuôi rắn bản thành một đoàn, ngồi ở một bên. Bên hông một đôi cánh đã một lần nữa thu nhỏ, bao trùm ở bụng của nàng vị trí. Đôi cánh này có thể biến lớn. Tống Thư Hàng chằm chằm vào đôi cánh này, tiên tử, mỗi lần tiến hóa đều có thể mang cho người ta to lớn kinh hỉ. 3. Lúc này, lại là một trận đau khổ kịch liệt rơi trên người Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thân thể run một cái này đã không biết là thứ 100 linh mấy đợt kịch liệt đau nhức. Hắn phát hiện, mình đã có thể tiếp nhận loại này đẳng cấp thống khổ. Tống, đối thống khổ nhẫn nại nâng cao một bước. Loại trình độ này kịch liệt đau nhức đã trở thành một bữa ăn sáng. Thư Hàng. A, nhanh như vậy ta liền thích ứng. Tống Thư Hàng chính mình cũng hơi kinh ngạc. Rõ ràng trước đó thứ 101 đợt đau nhức thời điểm, gấp trăm lần tại trước đó thống khổ, không sai biệt lắm đạt đến cực hạn của hắn. Nhưng bây giờ, thiên kiếp thống khổ rơi xuống, đã không có cảm giác gì. Là long lạc thế giới thiên kiếp, rốt cục bất lực rồi. Vẫn là ta đối thống khổ sự nhẫn nại lại nâng cao một bước rồi. Lại hoặc là, chỉ có cái kia 101 đợt kịch liệt đau nhức, là đặc thù. Tống Thư Hàng suy đoán nói. Ba lại là một đợt kịch liệt đau nhức hạ xuống. Còn có mấy đợt, nếu không đừng kéo dài thời gian, một hơi toàn bộ đến. Tống Thư Hàng đối màu đen không gian đề nghị. Đại gia thời gian đều phi thường quý giá. Lãng phí ở loại này không có ý nghĩa, không đau không ngứa thiên kiếp thống khổ bên trên. Không có chút ý nghĩa nào. Theo Tống Thư Hàng tiếng nói rơi xuống, màu đen không gian. Bắt đầu sụp đổ. Long lạc thiên kiếp, biến mất. Tống Thư Hàng. Cái này long lạc thế giới thiên kiếp, tâm lý tố chất kém như vậy. Hắc long thế giới, đát ma rừng rậm, long huyết phân bộ lạc. Tống Thư Hàng ý thức trở về đến nhục thân bên trong. Hắn mở mắt. Ánh mặt trời chói mắt, chiếu rọi ở trên người hắn. Chuột hamster tà ma hai cái chân trước ôm ấp cây tam trường kiếm, ngồi dựa vào ban công trên hàng rào, một đầu sau chảo rủ xuống tại hàng rào dưới. Một loại giang hồ kiếm khách lãng hiệp tức thị cảm, đập vào mặt. Xoái manh, Lý Âm Trúc ngồi xổm ở Tống Thư Hàng bên cạnh, chớp mắt to màu bạc, chính đưa ngón tay hiếu kỳ đâm Tống Thư Hàng mặt. Nhìn thấy Tống Thư Hàng sau khi tỉnh lại, nàng nhoẻn miệng cười, a à Tống, ngươi tỉnh rồi. Ta lần này tu luyện bao lâu? Tống Thư Hàng thói quen hỏi. Hỏi ra câu nói này lúc, hắn cảm giác đặc biệt có tu sĩ nhân sinh cảm giác. Tu sĩ bế quan tu luyện, khép lại chính là mấy tháng, mấy năm. Hắn mặc dù không bế quan qua lâu như vậy, nhưng lần này là độ cấp 5 tấn cấp 6 long lạc thiên kiếp, chỉ ít hẳn là qua vài ngày a. Một đêm, Lý Âm Trúc nháy mắt, lông mi thật dài một cái, a à Tống ngươi sắt thép hóa thân mặt trời mới vừa vặn dâng lên. Tống Thư Hàng. Thời gian so với trong tưởng tượng muốn ngắn rất nhiều. Xích Tiêu kiếm tiền bối nhẹ nhàng tới, hiếu kỳ hỏi, người bế quan thời điểm, làm sao đột nhiên bắt đầu tấn cấp, từ long lạc cấp 5 trùng kích long lạc cấp 6.
ngươi không phải đem ma lực lưu lượng đều chuyển di cho tiểu âm trúc cùng tiểu chuột hamster sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, nói lên việc này, trong lòng của hắn liền nhét nhét, toàn bộ nhờ đồng đội cường lực phụ trợ. Xích Tiêu kiếm tiền bối nhoáng cái đã hiểu rõ, có người cho ngươi chuyển khoản một bút lưu lượng. Chẳng lẽ là, Long Huyết phân bộ Lạc lão tộc trưởng? À, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Không có việc gì, người đây không phải bình an độ kiếp trở về nha. Xích Tiêu kiếm tiền bối sử dụng kiếm chuôi nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, thậm chí ta cảm giác, đối với ngươi mà nói, đây là chuyện tốt. Ngươi nhìn, phục sinh CD không tới thời điểm, Tống Thư Hàng từ Long Lạc 5 tấn 6, một đêm thời gian liền phá kiếp mà ra. Nếu là phục sinh kim tệ CD làm lạnh kết thúc, Tống Thư Hàng độ kiếp không chết cái một lần, đều tựa hồ có lỗi với nhiều như vậy phục sinh pháp khí. Tấn cấp thành công, cảm giác có thay đổi gì không? Xích Tiêu kiếm tiền bối lại hỏi. Tống Thư Hàng nhắm mắt, thấy bên trong một chút trạng thái của mình, thần thức lại tăng một đoạn, tinh thần lực cường độ tăng lên còn nhiều gấp đôi. Nguyên bản tinh thần lực của hắn, thì có lục phẩm chân quân cấp bậc, tăng thêm thần thức cùng tiểu kim đan cổ U Long Phách ở giữa lẫn nhau liên thông về sau, tinh thần lực còn có thể tăng vọt gấp đôi, tương đương với gấp 2 phổ thông lục phẩm chân quân trình độ. Hiện tại, tinh thần lực của hắn cường độ lại lật gấp đôi. Sau đó, ta tiểu kim đan, Tống Thư Hàng đột nhiên lại lên tiếng kêu. Hắn 7 viên tiểu kim đan, ngoại trừ cổ vu thần huyết hạch tâm bên ngoài, còn lại đều hoàn thành kim đan cấu đồ. Mà bây giờ, hắn cổ vu thần huyết bên trên, cũng sản sinh biến hóa. Cổ vu thần huyết, hắn bản chất là một giọt ám kim sắc thần huyết. Trên đó hiện đầy lộn xộn, lặp lại bao trùm mã QA đồ án. Đó là kim sắc thần huyết hấp thu hơn 50 tôn ngũ phẩm thiên nhân về sau, hình thành đường vân. Mà lúc này, cổ vu thần huyết trên những cái kia tạp nhạp mã QA, bị sửa sang lại một lần, tổ hợp tạo thành một cái hoàn toàn mới mã QA. Tống Thư Hàng nhìn thấy cái này mã QA về sau, dừng một chút, hắn ý thức bao trùm tại giọt này cổ vu thần huyết bên trên. Cổ vu thần huyết bày ra, tạo thành bằng phẳng hình. Đem cái kia mã QA hoàn chỉnh hiện ra ở Tống Thư Hàng trước mắt. Tống Thư Hàng ý thức đảo qua cái này mã QA, muốn đem hắn sao chép được, lại dùng di động quét hình một chút nhìn xem. Hắn suy nghĩ như thế khẽ động thời điểm, cổ vu thần huyết trên soát một chút, xuất hiện một chương đồ án. Chính là tấm kia tế đàn đồ. Hôm nay rảnh rỗi qua Chi Điền ngó tí. Thấy con tác phong thần ừ lúc nào chẳng hay. Chắc là tác tử chi thần A. Tống Thư Hàng. Cái này không khoa học, cũng không tu chân. Kim đan cấu đồ không phải nói đại biểu cho tu sĩ cả đời kinh lịch, kết hợp trong lòng cảm ngộ cùng tự thân tu luyện công pháp, thuộc tính, thiên phú loại hình đặc sắc, trên kim đan diễn họa đồ án sao. Bị kết nối thế giới cùng vô hạn bích thủy các mặc dù không phải Tống Thư Hàng kinh lịch, nhưng đó là công đức xà mỹ nhân cùng linh quỷ vẽ, cả hai từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cùng Tống Thư Hàng là một thể. Sở dĩ các nàng cũng có thể đại biểu Tống Thư Hàng bản thân. Cái này hai bức kim đan cấu đồ miễn cưỡng cũng có thể nói là Tống Thư Hàng nhân sinh kinh lịch một trong. Mà còn lại kim đan cấu đồ vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành, cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm, đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm, sáng tạo cùng hủy diệt ngôi sao đều là Tống Thư Hàng bản thân một tay vẽ, không có tâm bệnh. Nhưng này tấm mã QA đồ án là xưng lên A. Cái này rõ ràng là lần này Hắc Long thế giới Long Lạc thí luyện huyễn cảnh lúc, vị kia thiện duyên thiếu nữ vẽ đồ vật. Cùng Tống Thư Hàng kinh nghiệm bản thân có thể nói là không có một tia quan hệ. Tức không khoa học, cũng không tu chân. Xảy ra chuyện gì, nhìn ngươi một mặt táo bón biểu lộ. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng, ta một viên cuối cùng tiểu kim đan cổ vu thần huyết trên kim đan cấu đồ, hoàn thành. Nhưng không phải chính ta vẽ. Cũng không phải lời hứa cùng chờ đợi tiên tử cùng ta linh quỷ vẽ. Ta ngó ngó, Xích Tiêu kiếm tiền bối hỏi. Lý Âm Trúc cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Tốt ha, các ngươi đem ý thức quăng tới, ta mang theo ý thức của các ngươi đến tiểu kim đan vị trí. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Xa xa chuột hamster hào ôm kiếm móng vuốt nhỏ hơi động một chút, nhưng rất nhanh hắn âm thầm cắn răng, đưa ánh mắt về phía hư không. Anh Tuấn kiếm khách vĩnh viễn sẽ không bị một điểm nhỏ dụ hoặc hấp dẫn. Xích Tiêu kiếm tiền bối cùng tiểu âm trúc tinh thần lực vùi đầu vào Tống Thư Hàng đan điền vị trí, ở nơi đó phi kình kim đan trầm xuống khẽ phồng,
không biết có phải hay không ảo giác, hắn phảng phất lại mập một vòng. Tiếp đó, Tống Thư Hàng mang theo Xích Tiêu kiếm tiền bối cùng Tiểu Âm Trúc tinh thần lực, một đường đi lên trên bước đi. Trên đường, đi qua Tiểu Kim Đan, Thất Thải Yêu Đan, Công Đức Kim Toản, Huyết Ma Hạch Tâm, Máy Móc Hạch Tâm lò phản ứng địa bàn, cuối cùng đến Cổ Vu Thần Huyết Hạch Tâm vị trí. Lúc này Cổ Vu Thần Huyết hòa tan ra, hóa thành mỏng như giấy bộ dáng. Phía trên nó, một cái mã QA sinh động như thật. Tiểu Âm Trúc mắt to con mắt, quy, QA mã. Xích Tiêu kiếm tiền bối. Quảng A. Ni mã, đạp mã nhà ai kim đan cấu đồ lại là mã QA. Người đây là cái gì kim đan cấu cấu đồ? Nhưng một lát sau, Xích Tiêu kiếm tiền bối lại nghĩ tới Tống Thư Hàng cái kia từng trương không giống bình thường kim đan cấu đồ, liền bình tĩnh lại. Chính phản đồ, bình thường kết cấu, động thái đồ, cross hiệu ứng đồ, bốn ô manga đồ, tuyến điểm đồ mạng lưới bản thiết kế. Tống Thư Hàng kim đan cấu đồ, mỗi tấm cách thức đều không mang theo tái diễn. Hiện tại tăng thêm một chương mã QA, tựa hồ cũng có thể tiếp nhận. Ta Xích Tiêu kiếm từ khi có kiếm linh, có ý thức của mình hàng ngàn hàng vạn năm, liền không có gặp qua nhiều như vậy kiểu dáng kim đan cấu đồ. Đến cùng lúc trước tu sĩ quá bảo thủ cứng nhắc, vẫn là Tống Thư Hàng quá nhẹ nhàng. Xích Tiêu kiếm tiền bối nội tâm phức tạp. Chương này mã QA đồ, có thể quét sao? Tiểu Âm Trúc ý thức lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, Nhưng là điện thoại di động của chúng ta không cách nào mang vào, cái kia muốn đem hình ảnh phỏng chế ra đi lại quét. Tiểu Âm Trúc lại hỏi. Không cần, Tống Thư Hàng dương dương đắc ý nói, Âm Trúc ngươi thử đem ý thức của mình bao trùm đến chương này mã QA bên trên, sau đó liền có thể xuất hiện quét mã hiệu quả. Đặc biệt có ý tứ. Xích Tiêu kiếm. Sở dĩ Thư Hàng, người đến cùng tại đắc ý cái gì kình a? Không được, từ khi đi theo Tống Thư Hàng phía sau người, hắn phát hiện mình mỗi ngày đều có thổ không song rãnh. Lý Âm Trúc thử đem ý thức của mình bao trùm tại chương này mã QA đồ án bên trên. Sau một khắc, nàng thật sự cảm thấy quét mã hiệu quả. Phảng phất có một tiếng tích thanh âm, từ ý thức của nàng bên trong vang lên. Sau đó, một cái kỳ quái hình ảnh xuất hiện tại nàng trước mắt. Phải chăng tăng thêm Tống Thư Hàng làm hảo hữu? Có, không. Lý Âm Trúc không chút do dự lựa chọn phải. Đồng thời lên tiếng nói, cái này mã QA, nguyên lai là tăng thêm A Tống hảo hữu mời mã nha. Tống Thư Hàng. Cái gì? Tăng thêm ta làm hảo hữu là cái gì ý tứ? Âm Trúc, người dùng tinh thần lực quét mã về sau, xuất hiện không phải một chương tế đàn hình ảnh sao? Tống Thư Hàng liền vội vàng hỏi. Không phải A, là một cái hảo hữu tăng thêm tuyển hạng, hỏi ta có phải hay không muốn tăng thêm A Tống ngươi làm hảo hữu, sau đó ta lựa chọn có. Lý Âm trả lời. Tống Thư Hàng, không gạch dưới không. Đợi đã, ta cùng Âm Trúc quét mã kết quả vì cái gì không giống nhau. Xích Tiêu kiếm tiền bối, người quét mã thử một chút. Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên. Đồng thời, hắn lại thật nhanh đối Lý Âm Trúc nói, Âm Trúc. Ý thức của ngươi trở về, sau đó nhìn xem trên người có biến hóa gì. Tăng thêm hảo hữu tuyển hạng về sau, có hay không đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng. Được rồi, A Tống. Lý Âm Trúc vui vẻ nói nàng cảm giác chơi rất vui. Xích Tiêu kiếm phối hợp với Tống Thư Hàng, dùng tinh thần lực của mình đảo qua Tống Thư Hàng cái này mã QA. Giống như Lý Âm Trúc, phảng phất có một tiếng thích thanh âm tại Xích Tiêu kiếm ý thức bên trong vang lên. Không cách nào tăng thêm Tống Thư Hàng làm hảo hữu, mời thăng cấp. Xích Tiêu kiếm. Thăng cấp. Ta Xích Tiêu kiếm nói thế nào cũng là trường sinh giả thần binh, lại tăng cấp đi xuống, cũng chỉ có trở thành thiên đạo đạo khí đi. Xích Tiêu kiếm tiền bối có kết quả gì? Tống Thư Hàng hỏi. Xích Tiêu kiếm, cái đồ chơi này nhắc nhở ta, để cho ta trước thăng cấp. Tống Thư Hàng. Xích Tiêu kiếm, nó có phải hay không có chủng tộc kỳ thị? Cho là ta không phải nhân loại, không cho ta thêm hảo hữu. Khẳng định không phải vấn đề này, nói thế nào cũng là ta kim đan hạch tâm, tính cách khẳng định theo ta. Coi như không phải chính ta vẽ kết cấu, nhưng quá trình vẫn là cùng ta có quan hệ, là ta thiện duyên. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Xích Tiêu kiếm, cái kia đem cái kia tiểu chuột hamster kéo qua thử một chút. Được, Tống Thư Hàng nói. Xích Tiêu kiếm tiền bối ý thức. Từ Tống Thư Hàng đan điền bên trong rời khỏi, trở về. Tống Thư Hàng trước nhìn về phía Tiểu Âm Trúc, Âm Trúc, có phát sinh biến hóa gì sao?
không có bất kỳ cái gì biến hóa, nếu quả như thật nói phải có biến hóa. Ta cảm giác A Tống ngươi nhìn càng thân thiết hơn, Lý Âm Trúc chân thành nói. Tóm lại, hẳn không phải là cái gì tật xấu. Chúng ta thử lại lần nữa. Chuột hamster hào, có cần phải tới nhìn xem ta kim đan cấu đồ. Lão thú vị, Tống Thư Hàng đối chuột hamster tà ma ngoác ngoác nói. Chuột hamster tà ma xoay đầu lại, khinh bỉ ngắm nhìn Tống Thư Hàng hắn đôi kia mắt nhỏ bên trong muốn lộ ra khinh bỉ ánh mắt, tương đương không dễ dàng. Dù sao hắn cả khuôn mặt đều là lệch manh hệ. 9/13 về lợi tức giảm một thành, biến 9/12 về như thế nào? Tống Thư Hàng mấp máy ngón tay. Chuột hamster hào một mặt xoắn suýt, sau một lúc lâu hắn cắn răng nói, thành giao. Kỳ thật, chủ yếu là hắn ở sâu trong nội tâm, cũng thật sự rất ngạc nhiên Tống Thư Hàng mới kim đan cấu đổ đến cùng là dạng gì. Còn có, Tống Thư Hàng một mực nói mình là thất tinh thất toàn thất hạch tâm, hắn rất sớm đã muốn tận mắt nhìn xem Tống Thư Hàng 7 cái hạch tâm đến tột cùng như thế nào. Chỉ là mất hết mặt mũi. Hiện tại có bậc thang cho hắn hạ, hắn đương nhiên là thuận thế xuống. Chuột hamster hào anh Tuấn đem trong tay cây tam trường kiếm ném ra, thân hình nhảy lên, đạp ở trên thân kiếm, siêu một chút, bay đến Tống Thư Hàng bên cạnh. Hắn đem tinh thần lực của mình vùi đầu vào Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Tống Thư Hàng đan điền bên trong, cái kia hình thể lớn đến khoa trương bản mệnh kình đan. Cái này kỳ hoa tạo hình, còn có cái này thể tích. Cái đồ chơi này, trực tiếp kéo ra ngoài nói là Nguyên Anh. Không rõ chân tướng quần chúng đều sẽ tin tưởng a. Đến, buông lỏng, ta dẫn dắt tinh thần lực của ngươi đi qua. Tống Thư Hàng bắt đầu dẫn dắt đến chuột hamster tà ma tinh thần lực, tiến về bản thân cổ vu thần huyết nơi trọng yếu. Trên đường đi, chuột hamster tà ma tinh thần lực, trải qua Tống Thư Hàng phía trước một chuỗi tiểu kim đan hạch tâm. Lại thật là một cái tiểu đan điền một cái tiểu kim đan hạch tâm. Chuột hamster hào nội tâm căn bản là không có cách bình tĩnh. Tai nghe đến cùng mắt thấy đến, hoàn toàn là hai loại khác biệt kinh ngạc cảm giác. Mà lại, Tống Thư Hàng những thứ này tiểu kim đan bên trên, lại nhưng toàn bộ đã vẽ đầy kim đan cấu đồ, đều là chỉ kém vẽ rồng điểm mắt chi bút tác phẩm. Vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành, cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm, đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm, vô hạn bích thủy các, sáng tạo cùng hủy diệt chi tinh. Mỗi một phó kim đan cấu đồ, đều là tinh phẩm. Khí thế khổng lồ, kết cấu phức tạp. Tùy tiện một chương kim đan cấu đổ phóng tới phổ thông tu sĩ trên thân, cũng có thể làm cho thực lực đối phương tăng gấp bội. Mỗi một tấm đồ trình độ phức tạp, đều là cửu long văn trở lên cấp độ. Chúng ta không giống nhau không giống nhau không giống nhau. Chúng ta phong cách vẽ, hoàn toàn không giống. Chuột hamster hào trong cảm giác tâm, nhận lấy nhất định đả kích. Tốt tại ta có ta chủ. Chuột hamster hào cũng là đạo tâm kiên định tổ thành viên, hắn lập tức cân bằng nội tâm của mình. Có thân là cửu u chúa tể chủ nhân tại, tương lai của nó đồng dạng vô hạn. Trong lúc suy tư, Tống Thư Hàng mang theo hắn, đi tới cổ vu thần huyết kim đan chỗ. Quy, kiều a mã, chuột hamster hào phản ứng, tự cùng tiểu âm trúc đồng dạng manh. Đúng, đây chính là ta mới kim đan cấu đồ, Tống Thư Hàng đắc ý nói. Ngươi chỉ cần đem tinh thần lực bao trùm ở phía trên, còn có thể đưa đến quét mã tác dụng. Có bệnh độc sao? Chuột hamster hào hỏi. Tống Thư Hàng, ngươi cảm giác ta là cái loại người này. Điều này cũng đúng, chuột hamster hào đáp, nếu như ngươi thật sự là loại kia dở cho ngươi, cũng sẽ không bị ta chủ như thế thưởng thức. Ta cảm thấy bạch tiền bối sẽ thưởng thức ta, hẳn là ta sẽ giảng trò cười. Tống Thư Hàng nói. Chuột hamster tà ma. Ha ha ha. Đây thật là hắn năm nay nghe được nhất trào phúng một chuyện cười. Hắn đem tinh thần lực của mình bao trùm đến Tống Thư Hàng mã QA bên trên. Tích. Phải chăng tăng thêm Tống Thư Hàng làm hảo hữu? Có, không. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là lựa chọn không á. Hắn cùng bá Tống hảo thế nhưng là quan hệ thù địch, làm sao có thể thêm hắn hảo hữu? Chuột hamster hào cười lạnh nói. Sau đó. Ngón tay của nó lại điểm vào có bên trên. Tay ta trượt, chuột hamster hào nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng. Người quét mã sau nhìn thấy chính là cái gì, là một chương tế đàn hình ảnh. Vẫn là thêm ta hảo hữu mời. Vẫn là nhắc nhở để ngươi thăng cấp tuyển hạng. Tống Thư Hàng hỏi. Chuột hamster hào. Lại còn có thể bắn ra nhiều như vậy tuyển hạng.
vì cái gì không sớm một chút nói cho nó biết. Sau một lúc lâu, chuột hamster hào, là bạn tốt mời tuyển hạng. Vậy ngươi khẳng định là lựa chọn không đi. Tống Thư Hàng cười ha ha nói, không liền không nha, đừng dùng tay trượt chuyện như vậy đương lấy cớ. Ta cũng sẽ không chú ý ngươi lựa chọn không loại này tuyển hạng, ta chính là muốn kéo ngươi tiến đến, nhìn xem mã QR sẽ bắn ra cái gì. Chuột hamster hào. Loại này nội tâm bắt cấp, biệt khuất cảm giác, rốt cuộc muốn dùng cái gì từ để hình dung. Tại tuyến chờ, thật gấp. Đột nhiên rất muốn chết. Mang biệt khuất vô cùng tâm tình, chuột hamster hào ý thức yên lặng thối lui ra khỏi Tống Thư Hàng đan điền. Tình huống như thế nào? Xích Tiêu Kiếm Tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, quả nhiên cùng chủng tộc không quan hệ, chuột hamster hào hắn quét mã về sau, cùng âm trúc giống nhau là thêm ta hảo hữu tuyển hạng. Vậy tại sao ta liền muốn thăng cấp? Xích Tiêu Kiếm Tiền bối không phục. Có lẽ, Xích Tiêu Kiếm Tiền bối là thiếu đi thứ gì? Chuột hamster hào cùng âm trúc có đồ vật, Xích Tiêu Kiếm Tiền bối ngươi nhưng không có đồ vật. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn Lý Âm Trúc cùng chuột hamster tà ma một chút. Hắn phát hiện mình cùng giữa hai bên, phảng phất nhiều hơn một loại như có như không liên hệ, song phương biến càng thêm thân thiết. A, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Hắn lại cẩn thận chằm chằm vào chuột hamster tà ma. Cái sau theo bản năng tránh né ánh mắt của hắn. Không sai, thật sự cảm giác chuột hamster tà ma biến thân thiết đi lên. Tống Thư Hàng vươn tay ra. Thử đi sờ một chút chuột hamster hào cái đầu nhỏ. Cái sau lần nữa theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng tránh né đến một nửa thời điểm, lại phảng phất đã quyết định đình chỉ tránh né động tác. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng tại hắn trên đầu sờ lên, ngoan. Chi chi chuột hamster tà ma híp mắt, phát ra thoải mái tiếng kêu. Manh cực kỳ. Sau một lúc lâu, em gái ngươi, đừng tùy tiện sờ đầu của ta. Chuột hamster tà ma cả giận nói. Hừm, em gái ta ước chừng 8, 9 tháng sau lại xuất sinh. Tống Thư Hàng cười ha hả nói, đương nhiên, cũng có thể là đệ đệ. Chuột hamster tà ma. Đơn giản không có cách nào câu thông. Hắn yên lặng ôm lấy phi kiếm của mình, thả người nhảy đến trên hàng rào, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trên người tràn đầy một loại cảm giác tang thương. Tiểu Âm Trúc tại bên cạnh nháy nháy mắt. Tống Thư Hàng đưa tay, đưa nàng ôm lấy. Đưa nàng cao cao quăng lên, tiếp được. Trước kia Tống Thư Hàng cùng biểu đệ, biểu muội nhóm chơi đùa lúc, thích nhất làm như thế. Hi 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 Tiểu Âm Trúc phát ra như chuông bạc êm tai tiếng cười. Tiểu Âm Trúc cùng tiểu chuột hamster đều có đồ vật, ta không có đồ vật. Xích Tiêu Kiếm Tiền bối lâm vào thật sâu trầm tư. Chủng tộc vấn đề đã bài trừ thêm Tống Thư Hàng hảo hữu cùng chủng tộc không quan hệ. Chẳng lẽ là huyết nhục chi khu? Hắn dù sao cũng là một thanh thần binh bảo kiếm, không có huyết nhục chi khu. Nhưng huyết nhục chi khu loại vật này cũng vô pháp dựa vào thăng cấp hoàn thành A. Sở dĩ, khả năng không phải cái này. Trừ phi, án lấy Tống Thư Hàng lần kia nhập mộng kinh lịch, thần binh tại dưỡng đao thuật bồi dưỡng bên dưới, cuối cùng cũng có một ngày nhân loại hóa. Nhưng Xích Tiêu Kiếm luôn cảm giác Tống Thư Hàng nhập mộng bên trong nhìn thấy vị kia đao nương hẳn là một cái hoang môn. Xích Tiêu Kiếm đời này gặp qua đại lượng trường sinh giả thần binh, liền không có gặp qua nhà ai trường sinh giả thần binh có thể biến thành nhân hình. Sở dĩ hắn phỏng đoán, đối phương cũng không phải là đao hóa người, mà là nguyên bản là cùng loại vô hình đao cổ dạng này đao yêu, khi tu luyện tới ngũ phẩm về sau, có được hóa người năng lực. Nếu như cùng chủng tộc, huyết nhục chi khu cũng không quan hệ, vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Xích Tiêu Kiếm tiền bối suy tư thời khắc. Tống Thư Hàng cửa phòng truyền ra ngoài tới tiếng đập cửa. Là Long Huyết phân bộ Lạc lão tộc trưởng cùng Côn Na nữ sĩ khí tức. Thư Hàng tiên sinh, rời giường sao? Lão tộc trưởng mỉm cười nói tối hôm qua, hắn thông qua thần điện phát cho Thư Hàng tiên sinh 200 vạn ma lực lưu lượng, hắn hẳn là nhận được a. Hắn hôm nay muốn đến xác nhận một chút, Thư Hàng tiên sinh có hài lòng hay không? Tống Thư Hàng nhẹ nhàng tiếp được Lý Âm Trúc, đưa nàng buông xuống. Sau đó hắn âm thầm nhếch lên một cái nha, tỉnh, mời đến. Lão tộc trưởng cùng Côn Na nữ sĩ đẩy cửa vào. Ha ha ha, Thư Hàng tiên sinh hôm nay khí sắc rất không tệ. Lão tộc trưởng cười nói. Tống Thư Hàng, nắm lão tộc trưởng phúc, ngày hôm qua 200 vạn ma lực lưu lượng trợ công tới kịp thời, ta tối hôm qua từ Long Lạc 5 tầng xâm nhập đến Long Lạc 6 tầng. Thì ra là thế,
Lão tộc trưởng mở thầm nghĩ, có thể giúp đỡ Thư Hàng tiên sinh, vậy thì thật là quá tốt rồi. Xem ra, Thư Hàng tiên sinh rất hài lòng hắn lễ vật. Lão tộc trưởng trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, cười gạt ra khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt. Kỳ thật đưa ra 200 vạn lưu lượng thời điểm, hắn vẫn có chút lo lắng bởi vì rất nhiều cao thủ, đặc biệt là tuổi trẻ cao thủ, vô cùng sĩ diện. Tặng quà cũng là một môn kỹ thuật, nếu như tặng quá trực tiếp, tuổi trẻ cao thủ cảm giác mất mặt, ngược lại sẽ náo chút khó chịu. Mà Thư Hàng tiên sinh, rất thẳng thắn biểu đạt hắn vui vẻ. Bản thân cái kia 200 vạn ma lực lưu lượng, có thể giúp đỡ Thư Hàng tiên sinh, thật sự là quá tán. Tống Thư Hàng khóe miệng có chút co lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài phòng mặt trời. Ngôn ngữ thật sự là một môn nghệ thuật, trong lòng của hắn nói. Xem ra, Hắc Long thế giới căn bản không có nói mát loại này ngôn ngữ phương thức, hắn nói mát, lão tộc trưởng hoàn toàn không nghe ra đến, ngược lại còn đem hắn nói mát trở thành hài lòng thái độ. Tâm hảo tắc. Bất quá, người ta lão tộc trưởng đưa lên 200 vạn ma lực lưu lượng trợ công, cũng là có ý tốt. Đối phương cũng là thật lòng muốn trợ giúp bản thân. Tống Thư Hàng còn có thể nói cái gì? Hắn đương nhiên sẽ không thật sự đi trách cứ lão tộc trưởng. Sở dĩ, lúc này, chỉ cần mỉm cười liền tốt. Tống Thư Hàng lộ ra một cái ấm áp nhân tâm mỉm cười thiếu dung chỗ sâu bao hàm rất nhiều phức tạp tâm tư. Côn Na nữ sĩ nháy nháy mắt, nghi ngờ nói, Thư Hàng tiên sinh làm sao vội vã như vậy? Đêm đó liền từ cấp 5 long lạc tiến vào cấp 6 long lạc rồi. Liền không lại chuẩn bị thêm một chút không? Ta vốn còn muốn hôm nay tới, dạy bảo Thư Hàng tiên sinh mấy loại thực dụng ma pháp, tại độ kiếp thời điểm có thể đủ bên trên. Tống Thư Hàng tiếp tục duy trì mỉm cười, thời gian không đợi ta, gió xuân thổi, chống trận lôi. Gió đông vừa đến, chỗ nào còn quản vạn sự có phải hay không đã sẵn sàng. Thư Hàng tiên sinh giảng thật phức tạp, Côn Na nữ sĩ một mặt mê mang. Ha 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 ha, tóm lại, ta thành công tiến vào cấp 6 long lạc, là kiện đại hỷ sự, đáng giá ăn mừng. Mặt khác, mặc dù đã thành công tiến vào cấp 6 long lạc, nhưng pháp thuật phương diện, ta vẫn còn muốn hướng Côn Na nữ sĩ học tập. Kỹ nhiều không ép thân, ta đích xác cần nắm giữ một số pháp thuật. Tống Thư Hàng chân thành nói. Pháp thuật trong tương lai hắn độ thiên kiếp lúc cũng có thể dùng tới, nhất định phải học. Đặc biệt là phòng ngự hệ pháp thuật, hoặc là có thể cường lực đối thiên kiếp hình pháp thuật, phụ trợ loại pháp thuật cũng rất trọng yếu. Một bên Xích Tiêu Kiếm nghe được Tống Thư Hàng nói kỹ nhiều không ép thân lúc, đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Người một cái ngũ phẩm còn cần cơ sở quyền pháp cùng người đối ra hỏa, ở đâu ra kỹ nhiều a? Tống Thư Hàng xoay đầu lại, u oán ngắm nhìn Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Chỉ cần Thư Hàng tiên sinh ngươi muốn học tập, tùy thời tới tìm ta. Côn Na nữ sĩ híp mắt cười nói, mặt khác, ta đối Thư Hàng tiên sinh một số đặc thù pháp thuật, cũng cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đây mới là người tu luyện cùng người tu luyện giao lưu lúc, hẳn là có phong cách vẽ nha. Đúng rồi, Thư Hàng. Xích Tiêu Kiếm tiền bối đột nhiên nghĩ đến một điểm, người để Côn Na nữ sĩ tinh thần lực tiến vào đan điền của ngươi, đi quét quét qua tấm kia mã QA. Xích Tiêu Kiếm tiền bối cảm giác mình có thể tìm được nguyên nhân. À, có thể làm sao? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại Côn Na tiên tử không phải tu sĩ, nàng có thể quét hình bản thân kim đan. Thử một chút. Ta có loại trực giác, chân tướng khả năng chính là chỗ này. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Côn Na nữ sĩ. Côn Na nữ sĩ, người có thể đem tinh thần lực của mình truyền lại đến bản thân bên ngoài cơ thể sao? Tu sĩ cùng Hắc Long thế giới pháp sư vẫn có khác biệt. Tống Thư Hàng cái này gà mờ không biết Côn Na nữ sĩ tinh thần lực có thể hay không giống tu sĩ như thế, tiến vào đan điền của hắn. Không có vấn đề, ta có thể làm được. Côn Na nữ sĩ trả lời. Vậy ngươi thử đem tinh thần lực phóng xuất ra, không cần nhiều, liền phóng thích một chút xíu, sau đó rơi xuống trên người của ta. Sau đó, ta dẫn dắt tinh thần lực của ngươi tiến vào đan điền của ta. Tống Thư Hàng nói. Đan điền, Côn Na nữ sĩ trên mặt nghi hoặc, nhưng trong mắt tản mát ra ánh sáng nóng bỏng mang tới. Học giả trực giác nói cho nàng, Thư Hàng tiên sinh đây là muốn hướng nàng bày ra rất đặc thù đồ vật. Nàng nhắm mắt lại, sau đó thử đem tinh thần lực của mình phân lưu đi ra, bám vào Tống Thư Hàng trên thân. Sau một khắc, nàng đột nhiên cảm giác đến Thư Hàng tiên sinh tinh thần lực, linh hoạt quấn lấy tinh thần lực của nàng,
nắm tinh thần lực của nàng hướng trong thân thể chui vào. Loại này tinh thần lực sử dụng phương pháp cùng Hắc Long thế giới có rất lớn khác nhau. Không cần khẩn trương, buông lỏng, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tu sĩ cùng Hắc Long thế giới pháp sư tu luyện đường khác biệt, đối tinh thần lực phương thức vận dụng cũng khác biệt. Tống Thư Hàng mang theo cô na nữ sĩ tinh thần lực, trước tiến nhập bản thân bản mệnh đan điền. Đan điền bên trong, to lớn phỉ kình kim đan ung dung chuyển động. Đây là cái gì? Cô na nữ sĩ hiếu kỳ nói. Thư Hàng tiên sinh trong thân thể, vì sao lại có một đầu như thế dài rộng quái ngư? Đây là kim đan, đến lúc đó chúng ta nghiên cứu thảo luận lúc, lại cùng ngươi giải thích. Ngươi trước đi theo ta, Tống Thư Hàng cười nói. Sau đó, hắn mang theo cô na nữ sĩ tinh thần lực, đi ngược dòng nước, đi qua từng mai tiểu kim đan hạch tâm, đến cổ vu thần huyết nơi trọng yếu. Cô na nữ sĩ chỉ cảm thấy bản thân phảng phất đã trải qua một tiếng mỹ diệu lữ hành đồng dạng. Mỗi một cái tiểu kim đan hạch tâm, đều phảng phất là một chỗ du lịch thắng địa. Học giả bản năng, để cho nàng hận không thể có thể lưu lại xuống tới, hảo hảo nghiên cứu. Đến, ta nghĩ để ngươi nhìn đồ vật là cái này, cô na nữ sĩ ngươi thử dùng tinh thần lực bao trùm hắn, nhìn xem có thay đổi gì. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Cô na nữ sĩ theo lời, dùng tinh thần lực của mình bao trùm mã QA. Tích, cô na nữ sĩ cảm giác mình tinh thần lực vô hạn khuếch tán ra đến, phân hóa, hóa thành một chương vô cùng lớn lưới. Lưới lớn lại cùng cái này mã QA nối liền cùng một chỗ. Phải chăng cùng Tống Thư Hàng trở thành minh hữu? Có, hay không? Cái này còn cần lựa chọn sao? Đương nhiên là lựa chọn có á. Cô na nữ sĩ căn bản không mang theo đại não suy nghĩ, điểm vào có cái này tuyển hạng bên trên. Thật không có ý tứ, đêm qua ta bị linh điệp đảo lưu kiếm nhất phụ thể A. Tuyệt đối không phải bệnh tam lãng tái phát. Cô na nữ sĩ nhớ tới trong đầu của mình liên quan tới cái kia viên ký ức, còn có vị kia tuấn mỹ cực hạn nam tử, còn có liên quan tới linh lực cái từ này. Thân là học giả, những thứ này không biết tri thức đối nàng có được sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Sở dĩ, trở thành đồng minh loại chuyện này, nàng vui lòng đến cực điểm. Cô na nữ sĩ, người tại quét mã về sau, nhìn thấy cái gì? Tống Thư Hằng hỏi, là một chương tế đàn đồ án. Vẫn là mời ngươi thêm hảo hữu tuyển hạng, vẫn là nhắc nhở ngươi cần thăng cấp tuyển hạng. À, chẳng lẽ mỗi người lấy được kết quả sẽ khác biệt sao? Cô na nữ sĩ hiếu kỳ hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng, đúng thế. Ta nhìn thấy chính là nhắc nhở ta muốn hay không cùng Thư Hàng tiên sinh kết làm đồng minh nhắc nhở, sau đó ta liền điểm có tuyển hạng. Cô na nữ sĩ hồi đáp. Đồng minh, không phải thêm hảo hữu mời. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Lại một loại lựa chọn mới. Bất quá, có phải hay không là Hắc Long thế giới ngôn ngữ nguyên nhân, tại phiên dịch đi qua sau, tạo thành một ít chữ trên mặt khác biệt. Đồng minh ý tứ cùng bằng hữu ý tứ kỳ thật rất gần. Ý tứ hẳn là không sai biệt lắm, đón lấy đến ta đem tinh thần lực của ngươi một lần nữa dẫn đạo ra ngoài, ngươi trầm tĩnh lại. Tống Thư Hàng nói. À, cái này đi ra, để cho ta ở lâu một hồi, ta nghĩ lại nhiều nghiên cứu một hồi. Cô na nữ sĩ nói. Tống Thư Hàng. Khục, chúng ta đón lấy đến có nhiều thời gian cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Đã kết làm đồng minh quan hệ, ta có rất nhiều sự tình cũng có thể cùng cô na nữ sĩ từ từ chia sẻ. Ngươi không cần vội vã như vậy, Tống Thư Hàng nói. Cũng đúng, cô na nữ sĩ lưu luyến không rời quét mắt Tống Thư Hàng tiểu đan điền. Sau đó, tinh thần lực của nàng thuận theo Tống Thư Hàng, bị dẫn đạo trở về. Vừa mở mắt. Tống Thư Hàng liền thấy Xích Tiêu kiếm tiền bối tung bay ở trước mặt hắn, dò hỏi, kết quả như thế nào? Hừm, cô na nữ sĩ quét mã sau kết quả cùng tiểu âm trúc, tiểu chuột hamster không sai biệt lắm, bất quá nàng lấy được là kết làm đồng minh tuyển hạng. Có lẽ là Hắc Long thế giới ngôn ngữ phiên dịch vấn đề. Tống Thư Hàng nói, quả nhiên, cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm. Xích Tiêu kiếm tiền bối cười nói. Tống Thư Hàng có chút suy tư một lát. Đồng dạng nghĩ đến đồng dạng thứ then chốt, long lạc. Đúng, chính là cái này. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tiểu chuột hamster cũng tốt, tiểu âm trúc cũng tốt, còn có vị này cô na nữ sĩ cũng giống vậy. Các nàng cùng chung điểm chính là đều có long lạc, cũng kích hoạt lên long lạc tài khoản. Sở dĩ, long lạc có lẽ mới là mấu chốt nhất đồ vật. Nếu như không phải long lạc, vậy cũng chỉ có huyết nhục chi khu yếu tố này. Cái kia,
Xích Tiêu kiếm tiền bối muốn hay không thử đi đăng ký cái Long Lạc tài khoản? Tống Thư Hàng dò hỏi. Xích Tiêu kiếm nói, đăng ký Long Lạc tài khoản, liền vì soát ngươi mã QR thêm ngươi hảo hữu sao? Ngươi gặp qua cái nào chuôi trường sinh giả thần binh có rảnh rỗi như vậy? Hắn muốn bảo trụ trường sinh giả thần binh uy nghiêm. Thân là trường sinh giả thần binh, vì soát một cái mã QR, sau đó thì điên đi gia nhập một cái Long Lạc hệ thống, tôn nghiêm ở đâu? Trong lúc đang suy tư, đột nhiên một đầu kim sắc tay nhỏ trống rỗng xuất hiện, đưa nó bắt lấy. Sau đó, tay nhỏ chủ nhân mở ra cái miệng nhỏ nhắn, một thanh đưa nó nuốt xuống. Sau một khắc, trong phòng tiếng vỗ tay như sấm. Tiểu Âm Trúc cùng không rõ chân tướng lão tộc trưởng, Côn Na nữ sĩ dùng sức vỗ tay vì công đức xà mỹ nhân nuốt kiếm biểu diễn lớn tiếng khen hay. Xích Tiêu kiếm. Có người cổ động, công đức xà mỹ nhân tựa hồ tâm tình thật tốt. Nàng đem Xích Tiêu kiếm một lần nữa phun ra, sáng lên một vòng, lại ngửa đầu đem Xích Tiêu kiếm nuốt xuống. Tốt, lão tộc trưởng lớn tiếng khen hay. Tiểu Âm Trúc cùng Côn Na nữ sĩ đại lực vỗ tay. Xích Tiêu kiếm tiền bối, sinh không thể luyến. Công đức xà mỹ nhân hướng đại gia đi cái thục nữ lễ, sau đó trở về Tống Thư Hàng thân thể cho tới bây giờ đến Hắc Long thế giới về sau. Xích Tiêu kiếm một mực đang bên ngoài thông khí, là thời điểm đưa nó mang về. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, nếu không trước đem Xích Tiêu kiếm tiền bối phóng xuất, chúng ta còn có chút sự tình không thảo luận xong. Không ra ngoài, người nói, ta nghe. Xích Tiêu kiếm tiền bối thanh âm tại Tống Thư Hàng trong bụng vang lên. Qua, lợi hại, Côn Na nữ sĩ tán thán nói, thuật nói bằng bụng. Lão tộc trưởng cùng Tiểu Âm Trúc dùng sức vỗ tay. Tống Thư Hàng. Hắn có chút lý giải Xích Tiêu kiếm tiền bối không chịu đi ra nguyên nhân. Khục, là như vậy. Nếu như nói, có thể hay không quét mã QR thật cùng Long Lạc có liên quan lời nói, nhưng có chút chi tiết chỗ giảng không thông a. Tống Thư Hàng nói. Bởi vì mã QR là tổ vu thần huyết kim đan cấu đồ, cùng Long Lạc ở giữa cũng không có liên hệ. Ta bảy viên tiểu trong kim đan, cùng Long Lạc có liên hệ hẳn là thứ bảy tiểu kim đan cổ U Long Phách, hắn mới là ta từ Long Lạc 4 tấn 5 lúc, ngưng tụ ra kim đan hạch tâm. Nó phía trên kim đan cấu đồ công đức mạng lưới cùng Long Lạc ở giữa độ phù hợp cũng tương đối cao mới đúng. Tiểu kim đan đều là ngươi kim đan hạch tâm, giữa bọn chúng vốn là hẳn là lẫn nhau kết nối cùng thông. Có lẽ người cổ U Long Phách làm ra kết nối Long Lạc tác dụng, tựa như là võng tuyến WF router công năng, mà tổ vu thần huyết hạch tâm trên mã QR, tựa như là đầu cuối, thông qua cổ U Long Phách vì kết nối, đưa đến lên mạng hiệu quả. Xích Tiêu kiếm tiền bối suy đoán nói. Có đạo lý, Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Tổng kết một chút, tình trạng của ngươi bây giờ, bảy viên tiểu kim đan đều đã trải qua vẽ xong kim đan cấu đồ. Tất cả đều ở vào kim đan đệ nhị cảnh từ kim đan tiểu cảnh giới. Chỉ kém sau cùng vẽ rồng điểm mắt chi bút, liền có thể khiến cái này tiểu kim đan toàn bộ hóa thành đệ tam cảnh lưu ly kim đan. Chỉ còn lại có đầu kia bản mệnh kình đan, vẫn còn kim đan đệ nhất cảnh thực kim đan cảnh giới. Người bây giờ liền suy tư làm sao đem bản mệnh trên kim đan diễn đồ cho vẽ ra tới đi. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Kim đan đệ nhất cảnh thực kim đan, chính là tứ phẩm tấn thăng ngũ phẩm lúc. Đem viên kia hư đan ngưng tụ thành hình cảnh giới. Bước kế tiếp chính là tại trên kim đan khắc họa trên kim đan diễn đồ, nhưng không khắc họa hoàn thành hoặc là chỉ kém cuối cùng vẽ rồng điểm mắt một bút từ kim đan cảnh giới. Một bước cuối cùng, một khi kim đan diễn đồ vẽ rồng điểm mắt hoàn thành, vậy liền sẽ để cho kim đan lột xác thành đệ tam cảnh lưu ly kim đan. Đến lưu ly kim đan cảnh giới về sau, tu sĩ liền phải bắt đầu chủ bị độ kiếp đại trận, đan dược. Rèn luyện pháp khí, chuẩn bị tiến vào độ kiếp giai đoạn. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, càng có thể độ cái kia ngũ phẩm thiên kiếp, tấn thăng lục phẩm cảnh giới. Bất quá, có rất nhiều cảm giác mình còn chưa chuẩn bị xong ngũ phẩm tu sĩ, đang thương mình kim đan rèn luyện đến lưu ly kim đan về sau, còn không có độ kiếp thành công nắm chắc. Bọn hắn liền sẽ thông qua các loại thủ đoạn, thử nghiệm trì hoãn bản thân độ kiếp thời kỳ. Trong đó tương đối nổi tiếng. Chính là danh xưng một ánh mắt liền có thể truyền cả năm công lực, nắm cái tay liền có thể truyền 10 năm công lực thiên niên đệ tứ thánh thiên nhai tử đạo trưởng. Nói cách khác, tại kim đan cấu đồ cuối cùng một bút còn không có điểm trên thời điểm, là không cần lo lắng 5 tấn 6 thiên kiếp tùy thời giáng lâm nhưng không có tu sĩ sẽ cố ý đem bản thân kẹt tại một bước này. Vẽ rồng điểm mắt cái kia một bút, là trọng yếu nhất một bút.
muốn điểm xuống cái này một bút, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, các loại nhân tố khá phức tạp. Có đôi khi, thậm chí là trong lòng đột nhiên một trận đốn ngộ, liền thành vẽ rồng điểm mắt thời cơ. Đốn ngộ loại vật này cũng không phải rau cải trắng, đốn ngộ tới thời điểm, nếu là bỏ lần này vẽ rồng điểm mắt cơ hội, cái kia lần sau lúc nào lại đến, liền không nhất định. Sở dĩ, dù là còn không có độ kiếp nắm chắc, nhưng chỉ cần có vẽ rồng điểm mắt cơ duyên, đương nhiên là trước đem cuối cùng này một bút cho điểm bên trên. Sau đó, sẽ ở lưu ly kim đan giai đoạn, nghĩ biện pháp tận lực kéo dài là được. Thật muốn kéo bất quá, vậy cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn. Kỳ thật, liên quan tới bản mệnh kình đan trên muốn vẽ cái gì, ta có cái đại khái ý nghĩ. Tống Thư Hàng nói, bản mệnh trên kim đan, đương nhiên muốn vẽ trên hắn tu sĩ kiếp sống bên trong thứ trọng yếu nhất, cũng chính là cửu châu nhất hào quần cùng quần bên trong tiền bối. Hắn muốn đem quần bên trong tiền bối cùng cửu châu nhất hào quần, dùng phương thức đặc thù, tiến hành nghệ thuật gia công, sau đó hoạch định bản thân bản mệnh trên kim đan. Suy nghĩ bước đầu là đem cửu châu nhất hào quần tiền bối, còn có một số đối với ta rất trọng yếu tiền bối, kết hợp viễn cổ thiên đình kết cấu kết hợp với chính ta tu luyện kinh lịch, cho vẽ ra tới. Tỷ như xích tiêu tử tiền bối cùng xích tiêu kiếm tiền bối, ta đến lúc đó cũng phải đem bọn ngươi hoạch định bản mệnh kim đan bên trên đi. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, vừa vặn viễn cổ thiên đình kết cấu còn không có hoạch định trên tiểu kim đan, vừa vặn có thể đem ra cải tạo. Xích tiêu kiếm. Tống Thư Hàng ý nghĩ thật là tốt, loại suy nghĩ này chứng minh hắn là cái trọng cảm tình người. Nhưng là bình thường tới nói, tu sĩ vẽ kim đan cấu đồ lúc, lại ở phía trên vẽ pháp khí, bình thường đều là bản thân bản mệnh vũ khí. Nếu như vậy, bản mệnh kim đan bên trên kim đan cấu đồ cùng bản mệnh pháp khí ở giữa, sẽ sinh ra cộng minh, từ đó để bản mệnh pháp khí cùng tự thân càng thêm thân mật. Mà Tống Thư Hàng muốn đem hắn vẽ lên đi. Sẽ có hay không có loại hắn trở thành Tống Thư Hàng vũ khí ảo giác. Mặc dù sẽ cùng hắn tiền nhiệm chủ nhân xích tiêu tử cùng một chỗ vẽ lên đi, nhưng cảm giác rất vi diệu a. Đúng rồi, a Tống, ta có một vấn đề. Lúc này, Tiểu Âm Trúc đột nhiên nhấc tay nói. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười ôn nhu, Âm Trúc đến lúc đó đương nhiên cũng sẽ hoạch định ta bản mệnh kim đan bên trên. Không, a Tống, ta nghĩ nói không phải vấn đề này. Lý Âm Trúc nói. Ta nghĩ nói đúng lắm, trước đó ta tại tiếp xúc người cổ vu kim đan hạch tâm mã QA lúc, cảm giác người cái kia mã QA kim đan cấu đồ tựa hồ đã là hoàn chỉnh kim đan cấu đồ A. Ta không phát hiện có thiếu vẽ rồng điểm mắt dáng vẻ. Vậy dạng này, nó có phải hay không đã bắt đầu hướng lưu ly kim đan cảnh giới tấn thăng rồi? Tống Thư Hàng, xích tiêu kiếm, ngọa thảo, trước đó ta cũng không chú ý. Người cái kia tổ vu thần huyết hạch tâm cùng phổ thông kim đan trạng thái khác biệt. Ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Đợi đã, ta lại đi nhìn xem. Tống Thư Hàng thật nhanh nhắm mắt lại, tiến nhập nội thị trạng thái. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta tích nương đấy, ta bây giờ còn chưa có muốn tấn thăng lục phẩm A. Thư Hàng tiên sinh xảy ra vấn đề gì sao? Côn Na nữ sĩ hiếu kỳ nói. Hừm, có thể là A Tống hắn lại phải thăng cái cấp. Lý Âm Trúc nháy nháy mắt, trả lời. Cái này thiện duyên muốn hay không khuếch đại như vậy. Đưa một chương kim đan cấu đồ liền đã rất làm cho người khác kinh ngạc. Cái này nếu là còn mua một tặng một, đưa một cái vẽ rồng điểm mắt, sẽ chết người đấy được không? Loại này mua một tặng một, chúng ta không hẹn. Tống Thư Hàng ý thức tiến nhập nội thị trạng thái, thật nhanh quan sát bản thân cổ vu thần huyết hạch tâm trên kim đan cấu đồ. Một cái hoàn chỉnh mã QA. Trái xem phải xem. Cũng nhìn không ra hắn đến cùng thiếu khuyết cái gì. Trên lý luận tới nói, hắn đã là một cái hoàn chỉnh kim đan cấu đồ, không thiếu sót kim đan diễn đồ thành phẩm. Cái này một đồ đè lên, kim đan liền sẽ từ đệ nhị cảnh từ kim đan cảnh giới trực tiếp tiến vào lưu ly kim đan cấp độ. Xuống lần nữa một bước, liền phải chuẩn bị độ kiếp chi pháp, chuẩn bị ngoan ngoãn độ kiếp rồi. Đã nói xong vẽ rồng điểm mắt là ngũ phẩm kim đan cảnh giới lúc, khó khăn nhất. Trọng yếu nhất một cái khâu đâu. Đã nói xong có rất nhiều tu sĩ, bị kẹt tại cuối cùng một bút trên mấy chục năm đâu. Nói xong vẽ rồng điểm mắt cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa đâu. Tống, trong lòng chợt lạnh, siêu tuyệt vọng, Thư Hàng. Ta phục sinh CD còn chưa tới a. Không, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Ta bản mệnh kim đan còn chưa bắt đầu kết cấu được không? Nếu như viên này cổ vu thần huyết dẫn hạ thiên kiếp,
vậy ta vượt qua thiên kiếp về sau, cảnh giới muốn làm sao tính? Đến lúc đó ta là tính ngũ phẩm vẫn là tính lục phẩm? Nếu như viên này tiểu kim đan thật sự biến thành lưu ly kim đan, vậy ta muốn làm sao? Chẳng lẽ ta muốn học tập thiên nhai tử đạo trưởng, không ngừng tìm người truyền công? Tống Thư Hàng xoa cằm rơi vào trầm tư. Trên thực tế, nếu như Tống Thư Hàng muốn truyền công, thật không có thiên nhai tử đạo trưởng phiền toái như vậy. Bởi vì, hắn cho rất nhiều người đóng qua thánh ấn. Bao quát rất nhiều cửu châu nhất hào quần bên trong tiền bối môn phái các đệ tử. Đừng quên thánh ấn có viễn trình truyền công công năng, mặc dù trong lúc đó sẽ xem khoảng cách xa gần, tiêu hao đại lượng linh lực, nhưng nó truyền công năng lực hoàn toàn không có vấn đề. Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện một cái hình ảnh. Ngày nào đó, hắn lưu ly kim đan công lực tăng vọt, mang gần độ kiếp. Sau đó hắn lập tức mở ra bản thân bá tống thánh ấn viễn trình truyền công năng lực, cho đóng thánh ấn đạo hữu mỗi người truyền cái một ngày tả hữu công lực. Dù sao cũng không thể truyền ra quá nhiều. Không muốn, ta thà rằng đi đỗi thiên kiếp, cũng không cần trở thành thiên nhai tử số 2. Tống Thư Hàng dùng sức lắc đầu. Thiên kiếp cũng không phải không vượt qua, cách mỗi một tháng liền muốn cùng thiên kiếp đại lão gặp một lần, đại gia lẫn nhau ở giữa đều rất quen thuộc, cùng lắm thì liền gặp lại thiên kiếp đại lão một mặt nha. Chờ đại gia quen đi nữa một điểm về sau, nói không chừng lần sau độ thiên kiếp lúc, thiên kiếp đại lão có thể cho hắn đánh cá chiết khấu cái gì. Ai nặng nề thở dài, Tống Thư Hàng ý thức tại cổ vu thần huyết trên nhẹ nhàng điểm một cái. Nguyên bản mỏng như giấy trạng thái cổ vu thần huyết lại khôi phục vì tròn vo trạng thái. Mã QA bao trùm cả viên cổ vu thần huyết, lần nữa xác định không có bất kỳ cái gì có thể hạ bút địa phương. Còn có thể cứu sao? Lúc này, Xích Tiêu kiếm tiền bối thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng, không cứu nổi. Cái kia, chuẩn bị độ kiếp đi, ra đi, chúng ta thương lượng một chút độ kiếp chi pháp. Sau đó tranh thủ để ngươi ở vào tuyệt đối một mình độ kiếp trạng thái. Đừng cho bất luận kẻ nào chen chân thiên kiếp của ngươi. Nếu như vậy, coi như thiên kiếp giáng lâm, cũng chỉ là 5 tấn 6 thiên kiếp. Nếu như thiên kiếp không biến dị, ngươi hoàn toàn có thể chính diện cứng rắn làm thiên kiếp. Xích Tiêu kiếm tiền bối an ủi. Tống Thư Hàng trầm mặc một lát, nói, ta cảm giác tại ngắn ngủi một câu bên trong, tiền bối ngươi liền vì ta đâm mấy diện cờ xí. Ảo giác, đây là tiền bối ta đối với ngươi chúc phúc. Ta đây là đang an ủi ngươi a, đồ đần, Xích Tiêu kiếm nói. Tống Thư Hàng cười nói, tạ ơn tiền bối. Trải qua Xích Tiêu kiếm tiền bối một nhắc nhở như vậy, Tống Thư Hàng phát hiện. Nếu như chỉ là đơn thuần 5 tấn 6 thiên kiếp, hắn tựa hồ thật sự không đạo lý sợ hãi. Không nói những cái khác, chỉ là công đức xà mỹ nhân chống lên công đức điện hình chiếu, là hắn có thể nằm qua phổ thông 5 tấn 6 thiên kiếp. Tống Thư Hàng trong lòng đại định. Sau đó, ý thức của hắn thể chuẩn bị rút lui tiểu đan điền. Trước lúc rời đi, ý thức của hắn thể duỗi ra ngón tay, lần nữa nhẹ nhàng tiếp xúc một chút viên này cổ vu thần huyết hạch tâm. Xoát! Sau một khắc, cả viên cổ vu thần huyết sáng lên. Sau đó, Tống Thư Hàng tiến vào kim đan cấu đồ trong trạng thái. Tống Thư Hàng! Kim đan cấu đồ trạng thái! Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta bị kéo vào đến bản mệnh kình đan kim đan cấu đổ thế giới, muốn cho bản mệnh kình đan vẽ rồi. Đây là ép ta một hơi hoàn thành bản mệnh kim đan diễn đồ, sau đó đem tất cả tiểu kim đan cuối cùng một bút đều điểm trên tiết tấu. Đang lúc Tống Thư Hàng như thế suy tư thời điểm, to lớn cổ vu thần huyết xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên đó cái kia mã QA đồ án, lập lòe tỏa sáng. Trở thành kim đan cấu đổ thuốc nhuộm đồng dạng tồn tại. Đợi đã, chẳng lẽ nói, Tống Thư Hàng thầm nghĩ đến một cái khả năng. Ta cổ vu thần huyết kỳ thật còn không có tiến hành kim đan cấu đồ. Trước đó xuất hiện tại ta kim đan cấu đồ trên mã QA kỳ thật cũng không tính số, cái này kim đan cấu đồ vẫn là cần ta bản thân vẽ tiếp một lần. Cái này giảng thông A, Tống Thư Hàng trong lòng hiểu ra tới. Khó trách, mặc dù cổ vu kim đan cấu đồ đã hoàn thành. Nhưng hắn đối chương này kim đan cấu đổ nhưng không có quá lớn cảm giác. Mà lại, từ đầu tới đuôi, tên kim đan cấu đổ, vậy mà đều không có hiện lên ở trong lòng của hắn. Nguyên lai, còn cần chính ta vẽ tiếp một lần. Tống, nguyên địa đầy máu phục sinh, Thư Hàng. Hắn vươn tay ra, điểm tại cổ vu thần huyết bên trên, bắt đầu dọc theo mã QA đồ án, bắt đầu cấu vẽ.
không cần sửa chữa, không cần biến động. Hắn đối chương này mã QA kim đan cấu đồ kỳ thật rất hài lòng. Mà lại cái kia gia tăng hảo hữu công năng cùng ẩn tàng trong đó cổ vu tế đàn đồ án, hắn cũng cảm giác rất không tệ, cùng cổ vu thần huyết rất xứng đôi. Lần này kim đan cấu đồ, Tống Thư Hàng chỉ cần bôi đen là được. Đây là hắn tất cả kim đan cấu đồ bên trong, thứ ba nhẹ nhõm một chương, vẽ thời điểm đều không cần khổ sở suy nghĩ. Thoải mái nhất đương nhiên là công đức xà mỹ nhân cùng linh quỷ thay thế hắn vẽ cái kia hai tấm. Bôi đen kim đan cấu đồ quá trình là rất nhẹ nhàng. Tống Thư Hàng tốc độ rất nhanh. Dù sao dọc theo nguyên đồ dấu, toàn bộ lại bôi một lần liền tốt. Không bao lâu, cả chương mã QA kim đan cấu đồ đã chuẩn bị kết thúc. Còn thừa lại chính là sau cùng một bút. Cái này một bút, cũng chính là khó khăn nhất một bút, vẽ rồng điểm mắt một bút. Dù cho chỉ là bôi đen liền có thể, nhưng Tống Thư Hàng trong lòng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này một bút tầm quan trọng. Trong lòng của hắn có một loại tình cảm. Cái này một bút, tại tấm kia cổ vu tế đàn đồ án bên trong, đại biểu là từ vị kia đứng ở bên rìa tế đàn trên nam tử cổ tay trung lưu hạ kim sắc thần huyết. Là cả chương đồ hạch tâm, tinh hoa nhất một điểm. Hoạch định nơi này thời điểm, là có thể. Tống Thư Hàng nói khẽ. Cứ như vậy, hắn bảy cái tiểu kim đan, toàn bộ ở vào chỉ kém cuối cùng một bút trạng thái. Chỉnh chỉnh tề tề, cảnh đẹp ý vui. Sau đó, chờ ta bản mệnh kình đan cũng cấu vẽ lên kim đan cấu đồ về sau, ta lại một hơi đem tất cả kim đan cấu đồ cuối cùng một bút cho điểm lên. Tống Thư Hàng nói. Chỉnh chỉnh tề tề điểm trên tất cả kim đan cấu đồ cuối cùng một bút, ngẫm lại cũng làm người ta vui vẻ. Mà lại, ta có thể cảm giác đến, vẽ rồng điểm mắt cơ duyên còn chưa tới. Tống Thư Hàng nói, vẽ rồng điểm mắt, cần thiên địa, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Cơ duyên không tới, không thể cưỡng cầu. Tựa như hắn thứ ba kết cấu đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm, biết rất rõ ràng một điểm cuối cùng là giảng pháp thánh nhân mắt phải. Thậm chí hắn lúc ấy cảm giác mình lĩnh ngộ, linh lực đều rất sung túc, hoàn toàn có năng lực vì thánh nhân điểm trên mắt phải. Nhưng cơ duyên không tới tình huống bên dưới, cái này mắt phải hắn chính là điểm không đi lên. Hiện tại, trước mắt mã QA kim đan cấu đồ cũng cho hắn cảm giác giống nhau. Tống Thư Hàng đưa tay, vẽ hướng cuối cùng một bút, tựa như dạng này, coi như ta cưỡng ép muốn chút cuối cùng một bút, cũng sẽ phát sinh các loại biến hóa. Để cho ta không cách nào đem vẽ rồng điểm mắt một bút điểm xuống đi. Trong lòng của hắn chính là có cảm giác như vậy. Điểm. Tống Thư Hàng ngón tay, ấn ở mã QA kết cấu bên trên. Sau đó, cuối cùng một bút, bị bôi đen. Tống Thư Hàng. Tại vẽ rồng điểm mắt cuối cùng một bút điểm trên thời điểm, cả chương mã QA kim đan cấu đồ phảng phất sống lại đồng dạng. Đồng thời, chương này tên kim đan cấu đồ cũng tràn vào đến Tống Thư Hàng trong lòng. Ẩn tàng tại trong lịch sử vu pháp tế đàn. Rất chuẩn xác kim đan cấu đồ danh tự. Bởi vì tòa này vu pháp tế đàn, ẩn tàng tại mã QA bên trong. Đợi đã, Tống Thư Hàng cảm giác mình thận đều trận trận co rút đau đớn. Vì cái gì cuối cùng một bút bị ta điểm lên? Rõ ràng trong nội tâm của ta có một loại cảm giác mãnh liệt, ta cảm giác mình vô luận như thế nào, cũng vô pháp điểm trên cuối cùng này một bút. Ta cảm giác mình cơ duyên còn chưa tới. Vì cái gì điểm lên? Cái này không khoa học. Ám kim sắc cổ vu thần huyết đã bắt đầu lột xác. Hắn đầu tiên là từ thực kim đan cảnh giới, diễn hóa đến tử kim đan cảnh giới, mặc dù hắn không phải kim đan, nhưng trở thành trong kim đan hạch về sau, hắn có rồi kim đan một số đặc thù. Ám kim sắc thần huyết biến thành tử kim sắc. Ngay sau đó, hắn lại từ tử kim đan trạng thái cường thế tiến giai đến lưu ly kim đan trạng thái. Thần huyết từ tử kim sắc, lại chuyển hóa làm màu lưu ly. Toàn thân như lưu ly thấu triệt, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Sau một khắc, viên này lưu ly kim đan bắt đầu phản hồi Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thể chất trên phạm vi lớn tăng cường. Tống Thư Hàng linh lực biến càng thâm hậu. Tống Thư Hàng thần thức khuếch trương. Hắn chỉnh thể trên nho nhỏ thoát thai hoán cốt một lần. Thánh viên long lực thần công cùng nho ra kim cương thân tự động vận chuyển. 32 con viễn cổ thánh viên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, trong tay bưng lấy 32 bản nho ra kinh văn. Lần này trận hình lại biến hóa một lần. Cái kia to lớn thánh viên như trước đang ở giữa, sau đó, 10 con thánh viên hóa thành một cái vòng tròn,
21 con thánh viên tạo thành một vòng tròn lớn, đem Tống Thư Hàng cùng lớn thánh viên vây quanh trong đó. Tống Thư Hàng ý thức từ tiểu đan điền bên trong rời khỏi. Hắn ngẩng đầu vọng thiên, một mặt sinh không thể luyến. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Xích Tiêu kiếm tiền bối hỏi vì cái gì cảm giác Tống Thư Hàng lại mạnh lên rồi. Tiện tay là loại bệnh, muốn trị. Tống Thư Hàng bình tĩnh hồi phục. Nhanh mồm nhanh miệng, không chỉ có tâm thẳng mặt cũng thẳng, thỉnh thoảng sẽ còn tự bạo một chút, sợ độ cao còn sợ nhanh, trong lòng hí lại nhiều, hiện tại lại nhiều tiện tay mau bệnh, người bệnh không nhẹ. Xích Tiêu kiếm tiền bối bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, ta cảm giác mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Không cứu nổi, chờ chết đi, cáo từ. Xích Tiêu kiếm tiền bối nhanh chóng trả lời. Tống Thư Hàng. Lúc này, tại sau lưng của hắn, công đức xà mỹ nhân đầu chẳng biết lúc nào lặng lẽ toát ra. Nàng đang nghe Xích Tiêu kiếm câu nói này thời điểm, nhãn tình sáng lên. Lời kịch kho lại một lần càng mới. Mà lại cùng cái khác lời kịch khác biệt, câu này lời kịch sử dụng phạm vi rộng hơn, nhiều khi đều có thể dùng tới. Lý Âm Trúc leo đến Tống Thư Hàng trong ngực, ngẩng đầu hỏi, cái kia A Tống, ngươi còn chưa nói kết quả đây. Ngươi tiểu trên kim đan, vẽ rồng điểm mắt một bút hoàn thành sao? Tống Thư Hàng sờ lên Lý Âm Trúc đầu, một mặt bi thống nói, a, hoàn thành, vừa hoàn thành. Lý Âm Trúc trừng to mắt. Nơi xa trên hàng rào chuột hamster tà ma xoay đầu lại, nói cách khác, người đã đem kim đan tiến hóa đến lưu ly kim đan cấp độ rồi. Vậy người đón lấy đến liền muốn chuẩn bị độ kiếp rồi. Dưới tình huống bình thường, hẳn là còn có một chút thời gian chuẩn bị. Lưu ly kim đan về sau, tu sĩ đều có một đoạn thời gian tương đối dài, đến chuẩn bị độ kiếp trận pháp cùng đan dược loại hình, điểm ấy ta khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Tống Thư Hàng nói. Mặt khác, tại Hắc Long thế giới, thiên kiếp sẽ giáng lâm sao? Tống Thư Hàng từ thánh nhân chi nhãn nhìn thấy cái kia cổ u trong thế giới, các đại lão nhao nhao cắm mắt hình ảnh đến phỏng đoán, cổ u thế giới cùng Hắc Long thế giới là rất đặc thù tồn tại, đối ứng hiện thế cùng cửu u. Nhưng là, thiên phạt lại có thể trực tiếp ảnh hưởng Hắc Long thế giới. Như thế xem ra, thiên kiếp cũng có rất hơn ngay thẳng tiếp giáng lâm đến Hắc Long thế giới bên trong. Chuột hamster tà ma nghiêm túc suy tư một lát sau, hắn đột nhiên đứng dậy, đối Tống Thư Hàng ôm quyền nói, cáo từ. Tống Thư Hàng. Chuột hamster hào ngươi đây là ý gì, là cho là ta lần này độ kiếp hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Rõ ràng chúng ta vừa tăng thêm hảo hữu, ngươi dạng này liền quá không đủ bằng hữu. Ta cũng ở vào sắp độ kiếp giai đoạn, chỉ là dựa vào ta chủ phong ấn, một mực trì hoãn độ kiếp thời gian. Chuột hamster tà ma tế lên cây tăm bảo kiếm, nhảy lên, sở dĩ, gần đây bên trong ta muốn cách ngươi xa một chút, miễn cho cuốn vào thiên kiếp của ngươi bên trong, phá hủy ta chủ đại kế. Chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời, chuột hamster tà ma cũng không quay đầu lại, siêu một chút, hướng nơi xa vọt tới. Y như dĩ vãng tiêu sái, kiếm khách chân chính từ trước tới giờ không lưu luyến phía sau. Tống Thư Hàng. Cử chỉ sáng suốt. Xích Tiêu kiếm tiền bối bình luận, hai cái đều nhanh muốn độ kiếp người cùng tiến tới, liền quá nguy hiểm. Chẳng khác gì là hai cái không định giờ tạc đạn tụ tập cùng một chỗ, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn bạo. Thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hỏa táng tràng. Tiền bối đừng nói đề tài này, ta có bóng ma tâm lý. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Hắn nhớ tới lúc trước, bản thân lần thứ nhất thành đoàn khi độ kiếp hình ảnh đó là một năm hình thiên kiếp. Toàn bộ độ kiếp quá trình kích thích vô cùng, cửu tử nhất sinh, toàn bộ đoàn đội thành viên nhiều lần trực diện tử vong, bây giờ trở về nhớ tới còn lá gan rung động. Nếu không phải công đức xà mỹ nhân, khôi lỗi tiên tử, cái gì đều có thể bán đại lão nhao nhao đăng tràng tương trợ, Tống Thư Hàng đã nguội hơn mấy tháng. Mỗi khi nhớ tới lần kia thiên kiếp, cuối cùng cái kia một phát thể thích siêu khoa trương thiên kiếp vũ khí hạt nhân muốn bạo tạc tràng diện, Tống Thư Hàng sẽ còn tim đập rộn lên. Thậm chí cái kia một phát vũ khí hạt nhân, tại vài ngày sau thời gian bên trong, đều thành Tống Thư Hàng làm ác mộng lúc, tất nhiên sẽ đăng tràng nhân vật chính. Cái này bóng ma tâm lý, ít nhất là 4 thất ba sảnh 2 xí cấp bậc còn không tính hắn cùng thất sinh phù chủ, thiên nhai tử đạo trưởng, thường viễn tử đạo hữu ba người bày chung diện tích. Tống Thư Hàng trong ngực, Lý Âm Trúc cau mày suy tư một lát, sau đó nàng từ Tống Thư Hàng trong ngực chui ra ngoài. Thế nào? Tống Thư Hàng hỏi. Lý Âm Trúc học chuột hamster tà ma tư thế, đối Tống Thư Hàng mấy người ôm quyền, nãi thanh nãi khí nói, cáo từ.
khả ái. Mái tóc dài màu bạc đâm thành đuôi ngựa, đồng dạng màu bạc lông mi dài còn một cái một cái. Tiểu Âm Trúc, ngươi cũng phải độ kiếp rồi. Tống Thư Hàng lập tức minh ngộ tới. Hừm, kỳ thật nguyên bản đã ở vào tứ phẩm cảnh giới đỉnh cao, sau đó trước kia có Hắc Long thế giới long lạc tăng thêm, ta cũng bước vào đến tấn cấp biên giới. Bất quá, chỉ cần không cuốn vào người khác thiên kiếp, cái kia khoảng cách ta độ kiếp còn cần chút thời gian. Tiểu Âm Trúc gật đầu, chân thành nói. Dứt lời, nàng tế ra bản thân cái viên kia kiếm hoàn. Kiếm hoàn huyễn hóa thành một đạo độn quang. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, đạp đến độn quang trên, sau này còn gặp lại. Sau đó, nàng học chuột hamster hào bộ dáng, siêu một chút liền bay ra ngoài. Nói cách khác, nàng hiện tại là tùy thời có thể lấy bạo tạc không định giờ tạc đạn số 3. Tống Thư Hàng, a, à, đợi đã Tiểu Âm Trúc, người muốn đi đâu? Vừa dứt lời, siêu Lý Âm Trúc lại thật nhanh bay trở về. Nàng chính ngồi quỳ chân tại độn quang bên trên, một tay xoa cằm, trầm tư trạng, đó là cái vấn đề, ta cũng không biết đi nơi nào tốt. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Lúc này, nếu là hạch tâm thế giới có thể mở ra liền tốt, hắn có thể đem Lý Âm Trúc trước chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong đi. Cùng chuột hamster tà ma khác biệt. Chuột hamster hào sinh ra ở ác liệt nhất cửu u thế giới, thứ gì không biết đến. Hắn có được ngoan cường người sinh tồn năng lực, vô luận tại cái gì trong hoàn cảnh, đều có thể thật tốt sống sót. Mà Lý Âm Trúc, mặc dù cũng có tứ phẩm cảnh giới đỉnh cao, nhưng nàng người sinh tồn năng lực hoàn toàn không được. Dù sao nàng từ xuất sinh liền người mang lạnh chứng, phần lớn thời điểm đều ở vào lạnh bệnh phát tác trạng thái, hậu kỳ càng là lâu dài ở vào băng quan phong ấn trạng thái. Nói thật, nàng có thể tấn thăng đến tứ phẩm, đều đã là kiện rất chuyện bất khả tư nghị. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều ở vào Lý Thiên Tố đạo trưởng bảo hộ bên trong, cơ hồ rất ít tiếp xúc ngoại vật. Thậm chí nàng bây giờ tâm tính, đều cùng hài đồng không khác. Đưa nàng một cái người thả ra ngoài giới, Tống Thư Hàng làm sao có thể yên tâm. Đã như vậy, cái kia để ta tới chiếu cố Tiểu Âm Trúc đi. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối lên tiếng nói, Thư Hàng ngươi như độ kiếp, ta dù sao cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Ngươi cho Tiểu Âm Trúc chuẩn bị một số đan dược, trong khoảng thời gian này ta phụ trách chiếu cố nàng. Chờ ngươi độ xong kiếp sau, ta lại mang nàng trở về. Cũng chỉ đành như thế, Tống Thư Hàng bắt đầu ở không gian của mình trang bị bên trong móc các loại đan dược. Ta sẽ dẫn lấy Tiểu Âm Trúc tại Long Huyết Bộ Lạc phụ cần tu luyện, sau đó thay nàng chủ bị độ kiếp chuẩn bị. Mặt khác, Thư Hàng ngươi để vị kia cô na nữ sĩ mấy ngày gần đây có rảnh rỗi, liền bớt thời gian tìm đến Âm Trúc, chỉ đạo nàng học tập Hắc Long thế giới pháp thuật. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối thanh âm từ Tống Thư Hàng trong bụng vang lên. Hắc Long thế giới pháp thuật, có thể tồn trữ đến ma lực xung chỉ cơ bên trong, đến lúc đó độ kiếp là một sự giúp đỡ lớn. Ta đã biết, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối ngươi đến lúc đó đem tọa độ truyền lại cho ta. Tống Thư Hàng nói, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, đem Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối thả ra đi. Công đức xà Mỹ nhân thân hình từ Tống Thư Hàng sau lưng chui ra, nàng há mồm phun một cái, đem Xích Tiêu Kiếm một lần nữa phun ra. Xích Tiêu Kiếm rơi vào Lý Âm Trúc bên người, nhẹ nhàng vẩy một cái đưa nàng chọn đến trên thân kiếm của chính mình, cáo từ. Nói xong, hắn siêu một chút, liền bay mất. Trong phòng, chỉ còn lại có cô na nữ sĩ, lão tộc trưởng, còn có biểu lộ phức tạp Tống Thư Hàng. Nhìn thấy chuột hamster hào cùng Lý Âm Trúc cùng Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nhau nhau rời đi, Tống Thư Hàng trong lòng không hiểu thấu sinh ra một loại lưu thủ mẹ quá con côi lão nhân ảo giác. Mời yêu mến lưu thủ mẹ quá con côi lão nhân Tống Thư Hàng. Thư Hàng tiên sinh, Âm Trúc cùng chuôi này biết nói chuyện ma pháp kiếm, còn có ngài ma sủng con chuột nhỏ, vì cái gì cũng bay đi rồi. Lão tộc trưởng nghi hoặc hỏi. Tống Thư Hàng mấy người giao lưu lúc, dùng chính là tiếng Trung chuột hamster hào cùng Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối sẽ không Hắc Long thế giới ngôn ngữ. Sở dĩ, lão tộc trưởng cùng côn na tiên tử nghe không hiểu mấy người ở giữa giao lưu. Bọn hắn có việc, đi ra một chuyến, qua mấy ngày hẳn là liền sẽ trở về. Tống Thư Hàng lộ ra một cái tịch mịch mỉm cười. Sau đó, hắn đang ngồi, nhìn qua côn na nữ sĩ, côn na nữ sĩ, thời gian là cái quý giá đồ vật, chúng ta không thể uổng phí hết hắn. Sở dĩ, chúng ta không bây giờ trời liền bắt đầu học tập pháp thuật như thế nào. Vốn đang chuẩn bị cùng côn na nữ sĩ khác ước thời gian, sau đó giữa hai người hảo hảo nghiên cứu thảo luận tu sĩ hệ thống cùng Hắc Long thế giới pháp sư hệ thống.
nhưng bây giờ, cổ vu thần huyết đã hóa thành lưu ly kim đan, có trời mới biết hắn lúc nào sẽ dẫn bên dưới thiên kiếp. Tống Thư Hàng trên người lại không chuẩn bị 5 tấn 6 độ kiếp trận pháp. Trước mắt, hắn duy nhất có thể nhanh chóng tăng cường bản thân độ kiếp tỷ lệ thủ đoạn, cũng chỉ còn lại Hắc Long thế giới pháp thuật. Thư Hàng tiên sinh muốn học, vậy chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu giao lưu. Côn Na nữ sĩ vui vẻ nói. Đối với nàng loại này học giả loại hình người đến nói, tri thức là thế gian tốt đẹp nhất đồ vật. Nàng đã bách không kịp chờ muốn cùng Tống Thư Hàng nghiên cứu thảo luận liên quan tới linh lực tri thức. Làm bình đẳng giao lưu, nàng cũng sẽ đem tự mình biết Hắc Long thế giới pháp thuật tri thức xốc túi tương thụ. Một chương bàn vuông dọn xong. Thư Hàng, lão tộc trưởng, Côn Na tiên tử ba người đều chiếm một bên. Phía dưới, là rất nhiều Long huyết tộc tuổi trẻ chiến đấu pháp sư, ngồi hàng hàng, tựa như là nghe giảng bài học sinh liền bộ lạc trùng kiến công trình đều trước bỏ qua một bên. Côn Na nữ sĩ tại Hắc Long thế giới danh khí rất lớn, xem như danh sư chi lưu. Nàng giảng bài, không ai nguyện ý bỏ lỡ. Đầu tiên, đối với pháp thuật, ma lực xung chỉ cơ, Long là cái này ba loại kiến thức căn bản, Thư Hàng tiên sinh hẳn là hiểu rõ đi. Côn Na nữ sĩ nói, đây là kiến thức căn bản. Đúng thế, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Từ Hắc Đồng thập tam thế nhập mộng kinh lịch bên trong, hắn nắm giữ những thứ này Hắc Long thế giới cơ sở nhất tri thức. Như vậy, Thư Hàng tiên sinh ngươi nhị phẩm lúc, chuyển chức chính là nghề nghiệp gì? Là trì dũ giả, chiến đấu pháp sư, chiến lược ma pháp sĩ, vẫn là còn lại mấy loại nghề nghiệp, Côn Na nữ sĩ hỏi. Tống Thư Hàng, nhị phẩm liền chuyển chức. Vậy tại sao ta khi tiến vào Long Lạc hai tầng thời điểm, hoàn toàn không có thu đến chuyển chức nhắc nhở? Ta không có chuyển chức, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Làm sao có thể, Côn Na nữ sĩ trừng to mắt. Không chuyển chức gia hỏa này là thế nào xông vào đến 6 tầng Long Lạc? Không chuyển chức nghiệp, người làm sao tiến vào Long Lạc tầng tiếp theo? Côn Na nữ sĩ một mặt không nghĩ ra biểu lộ. Tống Thư Hàng trả lời thành thật, cứ như vậy tiến vào, tinh thần lực cùng ma lực lưu lượng đều đầy đủ, sau đó đại biểu cho ta Long Lạc tài khoản liền một hơi từ cấp 2 xâm nhập cấp 3, xong từ cấp 3 xâm nhập cấp 4. Long huyết tộc lão tộc trưởng. Côn Na nữ sĩ nhíu mày, nghĩ nghĩ về sau. Nàng đối Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng tiên sinh, người có thể hướng ta bày ra bên dưới ngươi Long Lạc tài khoản sao? Sau đó, ta thay người kiểm tra một chút. Đương nhiên không có vấn đề. Tống Thư Hàng móc ra bản thân ma lực xung chỉ cơ, bắt đầu kết nối Long Lạc. Quá trình này hắn ngược lại là rất nhuần nhuyễn. Trên thực tế, hắn hiện tại không cần thông qua ma lực xung chỉ cơ, chỉ cần thông qua thứ 7 tiểu kim đan cổ U Long Phách cũng có thể tùy thời liền lên Long Lạc. Bất quá bây giờ vì phối hợp Côn Na nữ sĩ, hắn vẫn là thông qua ma lực xung chỉ cơ, hoàn thành kết nối Long Lạc quá trình. Trong hư không, cái kia ở khắp mọi nơi Hắc Long thế giới Long Lạc xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mắt, che kín thế giới mỗi một hẻo lánh. Lại nói, Côn Na trước đó quét mã QR lúc cùng hắn kết làm minh hữu, hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì a. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chờ Tống Thư Hàng kết nối Long Lạc về sau. Côn Na nữ sĩ móc ra bản thân ma lực xung chỉ cơ, đồng dạng kết nối vào Long Lạc. Tiếp lấy nàng một tay nắm lấy nạp tiền cơ, một cái tay khác tiếp xúc đến Tống Thư Hàng trên cánh tay. Thông qua tiếp xúc, nàng từ Long Lạc thế giới cảm ứng được Tống Thư Hàng tài khoản. Bá Long cái này tài khoản, lúc này ngồi ngay ngắn Long Lạc tầng thứ 6 lần, cao cao tại thượng. Mà đại biểu cho chính nàng Côn Na tài khoản, thì ở vào Long Lạc tầng thứ 4, yếu đi Tống Thư Hàng hai cái đại giai tầng. Lại thật không có chuyển chức, Côn Na nữ sĩ cả kinh nói. Chuyển chức qua đi Long Lạc tài khoản bên trên, sẽ hiển hiện nghề nghiệp tiêu ký. Tỷ như nàng, chuyển chức chính là tương đối thiên môn nghề nghiệp hiền giả, liền sẽ bổ sung một cái lông vũ tiêu ký. Mà đại biểu cho Tống Thư Hàng bá Long tài khoản bên trên, một mảnh trống không, không có thứ gì. Côn Na nữ sĩ. Loại tình huống này, liền xem như lý luận tri thức vô cùng phong phú nàng, cũng vô pháp lý giải. Tống Thư Hàng, Côn Na nữ sĩ, ta loại tình huống này, có thể học được pháp thuật sao? Kỳ thật ta một cái pháp thuật cũng không nắm giữ, sở dĩ, chỉ cần ta có thể học được pháp thuật liền tốt. Chuyển chức hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có thể học được pháp thuật liền tốt. Có thể là có thể, chỉ cần cùng Long là có kết nối, liền nhất định có thể học được pháp thuật. Côn Na nữ sĩ khẳng định nói. Tống Thư Hàng cười nói,
vậy chúng ta liền mặc kệ chuyển chức vấn đề, chỉ cần có thể học được pháp thuật, nghề nghiệp cái gì đều không trọng yếu. Nhưng là, không chuyển chức, trên lý luận ngươi có thể học được, cũng chỉ có cấp 1 thấp nhất 10 cái pháp thuật. Conna nữ sĩ giải thích nói. Cái này 10 cái pháp thuật, là không chuyển chức trước tất cả mọi người có thể thi triển ra cơ sở pháp thuật. Đại biểu cho số 1 tiểu long diễm, pháp thuật này Tống Thư Hàng tại nhập mộng hắc đồng thập tam thế thời điểm liên tiếp xúc qua, là cơ sở pháp thuật một trong. Còn có đại biểu cho không vết thương nhỏ khép lại, đại biểu cho 2 xét đánh chỉ, đại biểu cho 3 tạo thủy thuật. 4 ký hiệu là hất bụi, sau đó là 5 lên cao khí lưu. 6 cái số này ký hiệu đối ứng năng lượng phóng thích. Tiếp theo là 7 thiểm quang thuật cùng 8 hắc ám vi thống. Cuối cùng chính là 9 đại biểu phòng ngự tăng cường. 10 cái cơ sở nhất pháp thuật, mỗi cái tiếp vào đến long lạc người đều có thể sử dụng, căn cứ tự thân thuộc tính khác biệt, phóng thích pháp thuật uy lực cũng sẽ có điều khác biệt. Mà cấp 2 căn cứ tự thân thuộc tính tiến hành chuyển chức về sau, liền sẽ chuyên công nghề nghiệp của mình pháp thuật kỹ năng. Conna nữ sĩ đem trở lên 10 cái pháp thuật đều cùng Tống Thư Hàng giới thiệu một lần. Tống Thư Hàng, cái này 10 cái pháp thuật, trên cơ bản không có gì dùng. Tiểu Long Diễm hắn tại nhập mộng thời điểm liền nhìn qua, loại kia tiểu hỏa diễm hắn một ngón tay liền có thể nghiền nát. Cái khác 9 cái pháp thuật đã cùng Tiểu Long Diễm là cùng một đẳng cấp, cái kia trên cơ bản cũng kém không nhiều. Ngoại trừ cái này 10 cái pháp thuật bên ngoài, không chuyển chức liền không thể học tập bất kỳ pháp thuật. Tống Thư Hàng hỏi. Bên cạnh, lão tộc trưởng nặng nề nhẹ gật đầu, đúng vậy, trên cơ bản liền không cách nào học tập đến tiếp sau pháp thuật. Vậy ta hiện tại chuyển chức còn tới kịp không? Tống Thư Hàng dò hỏi. Cấp 2 chuyển chức, cấp 5 nghề nghiệp tiến giai. Thư Hàng tiên sinh ngài hiện tại cũng cấp 6, ta cũng không biết ngươi còn có thể hay không tiến hành chuyển chức. Conna nữ sĩ nhíu mày nói, vậy liền theo chương trình từng bước một đến, Thư Hàng tiên sinh ngươi trước đem 10 cái pháp thuật ma pháp danh cho nhớ một chút. Sau đó thử nghiệm đưa chúng nó đều phóng thích một lần, nhìn xem cái nào hệ pháp thuật cùng ngươi thuộc tính nhất xứng đôi. Sau đó ta lại thay ngươi chủ trì chuyển chức nghi thức thử một chút. Tộc trưởng, Long Huyết Bộ Lạc có nghi thức tế đàn sao? Cấp 2 chuyển chức, cần đến thần điện đi tiến hành. Bất quá giống Long Huyết phân bộ lạc dạng này địa phương đặc thù, đều sẽ có thuộc về mình chuyển chức tế đàn. Lại phối hợp giống Conna nữ sĩ loại này hiền giả hoặc là tế tự dạng này nghề nghiệp pháp hệ nghề nghiệp, liền có thể vì đó hắn pháp sư tiến hành chuyển chức nghi thức. Bất quá đến 4 tấn 5 nghề nghiệp tiến giai, liền nhất định phải đến thần điện đi tiến hành. Tại Conna nữ sĩ kỹ càng giới thiệu, Tống Thư Hàng đem 10 cái cơ sở pháp thuật tên một mực nhớ kỹ, thi pháp trình tự cũng thuộc nằm lòng. Nếu như theo thuộc tính tới nói, ta tại tu sĩ hệ là lôi, hỏa thể chất. Cái kia chuyển hóa tới, hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lại nói, bằng vào ta mạnh đạt cấp 6 tinh thần lực, tăng thêm trong số tài khoản dư thừa ma lực lưu lượng, thi triển loại này cấp 1 pháp thuật lúc, có thể hay không đánh ra bạo kích hiệu quả. Nghĩ như vậy thời điểm, Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại ma lực xung chỉ cơ đại biểu cho không phù văn bên trên. Trưởng theo phù văn, tinh thần lực cùng Long Lạc phối hợp, đồng bộ. Long Lạc rút ra tinh thần lực, cũng tiêu hao một đơn vị ma lực trị, tạo ra một cái cơ sở pháp thuật. Vết thương nhỏ chỉ rũ thuật, Tống Thư Hàng kêu gọi ma pháp danh, đưa tay vạch một cái. Ma pháp thuận lợi hình thành. Thuận tiện mau lẹ, xả qua thức thao tác, Long Lạc thế giới pháp thuật chính là đơn giản như vậy. Chữa trị pháp thuật rơi vào Tống Thư Hàng phần eo của mình. Ở nơi đó, còn có một cái bị cổ u hỗn độn ý chí chọc ra họng súng, đến bây giờ đều không khôi phục, thỉnh thoảng cho Tống Thư Hàng đưa lên từng lớp cảm giác đau thể nghiệm. Chữa trị pháp thuật rơi vào phần eo. Tống Thư Hàng cơ hồ không có cảm giác đã có cái gì chữa trị hiệu quả. Cũng đúng, liền nghịch kình võ sĩ quyền sáo trên bổ sung chỉ rũ thuật đều không hiệu quả, loại này vết thương nhỏ chỉ rũ thuật thì càng đừng nói nữa. Thành công, Tống Thư Hàng nói khẽ. Nhưng là, trong tưởng tượng pháp thuật bạo kích hiệu quả hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Tiếp lấy, Tống Thư Hàng lại thi triển tiểu long diễm, lôi kích chỉ, tạo thủy thuật các loại mấy cái pháp thuật. Tiểu long diễm cùng lôi kích chỉ xác thực tương đối phù sự hắn tự thân thể chất thuộc tính, đang thi triển thời điểm rõ ràng cảm giác thi pháp quá trình càng thông thuật, càng lưu loát. Tạo thủy thuật lại chỉ có thể chế tạo ra một chén nước tả hữu thanh thủy. Đại giới là tiêu hao một điểm ma lực lưu lượng. Mà một điểm ma lực lưu lượng xuất ra đi,
đều đầy đủ mua một thùng thanh thủy. Về sau hất bụi thuật cùng lên cao khí lưu, liền càng thêm không dùng được. Một cái là sinh ra một mảnh cho bụi che đậy địch nhân ánh mắt, nhưng ô nhiễm hoàn cảnh. Một cái khác pháp thuật, là chế tạo một đạo hướng lên thổi gió, kỹ năng này đến cùng muốn làm gì? Tống Thư Hàng sâu kín thở dài. Danh hiệu 6 pháp thuật, năng lượng phóng thích, hắn án lấy phía trên trình tự, tiếp tục thi pháp. Khi này cái pháp thuật thi triển ra sát na, Tống Thư Hàng liền lập tức cảm thấy không đúng. Đồng dạng là tiêu hao tinh thần lực cũng rút ra một điểm ma lực lưu lượng, cũng tại Tống Thư Hàng bên người hình thành một vòng ma lực bộc phát hiệu quả. Nhưng ở ma lực bộc phát đồng thời, Tống Thư Hàng bản mệnh kình đan 7 viên tiểu kim đan, toàn bộ bị kích thích. Tốt tại Tống Thư Hàng phản ứng cấp tốc, tại linh lực bộc phát trong nháy mắt, vội vàng phanh lại, đem 9 thành trở lên linh lực thu liễm trở về. Nhưng còn có 0.1 thành linh lực, theo năng lượng phóng thích pháp thuật, hướng ra phía ngoài đẩy đi. Linh lực khổng lồ oanh một chút, hướng 4 phương 8 hướng nổ tung lên, tạo thành một vòng sóng xung kích, lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm, như máy ủi đất đồng dạng, đem hắn bên người tất cả mọi thứ ra bên ngoài cưỡng ép xông mở. Đứng ở hắn thân cái này Côn Na tiên tử, lão tộc trưởng. Còn có một đám đánh xì dầu đứng ngoài quan sát Long huyết tộc thành viên, toàn bộ bị bạo bay ra ngoài. Giữa không trung, một mảnh quỷ khóc thần hào. Lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm, bán kính 20 mét bên trong, không có vật gì. Tất cả mọi thứ đều bị đẩy ra, cả mặt đất đều bị phát nổ khoảng một tấc. Côn Na nữ sĩ ở giữa không trung liền thi hai cái pháp thuật, mới vững vàng rơi xuống đất. Cái kia, ta không phải cố ý, Tống Thư Hàng nói. Không đạo lý a, năng lượng phóng thích pháp thuật, làm sao có thể tạo thành lớn như vậy hiệu quả. Côn Na nữ sĩ cau mày, nàng đối với mình bị bạo bay sự tình, không chút nào để ý. Thân là học giả, nàng càng để ý pháp thuật này vì sao lại uy lực bạo tăng. Thư Hàng tiên sinh, người tiếp tục thử một chút phía dưới pháp thuật, nhìn xem kết quả. Nói không chừng, người cùng thứ 6 pháp thuật năng lượng phóng thích đặc biệt phù hợp. Côn Na tiên tử nói. Tống Thư Hàng, vậy ta tiếp tục à nha? Mời một mực tiếp tục, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Côn Na nữ sĩ nói. Dứt lời, nàng lại lui về phía sau hơn 10 mét. Lão tộc trưởng cùng Long huyết tộc thành viên, cũng đều ăn ý cùng ở sau lưng nàng. Tống Thư Hàng bắt đầu nếm thử thi triển thứ 7 pháp thuật thiểm quang thuật. Một bộ thi pháp quá trình sau khi kết thúc, hắn mặc niệm thiểm quang thuật ma pháp danh. Sau một khắc, trên ngón tay của hắn nổ lên một trận quang mang chói mắt Côn Na tiên tử, lão tộc trưởng cùng Long huyết tộc thành viên, phảng phất thấy được cái thứ 2 mặt trời. Tống Thư Hàng. Cái này thiểm quang thuật kích hoạt lên hắn công đức ngón tay trên thiên phú thái dương chỉ lóe mù hợp kim titan hai mắt chi thuật. Mù. Ta cái gì đều nhìn không thấy. Trên bầu trời húc nhật rớt xuống chúng ta bộ lạc sao. Nhìn thấy một đám tạm thời mù lòa đồng dạng tìm tòi Long huyết bộ lạc thành viên, Tống Thư Hàng trong lòng tràn đầy áy náy. Tốt tại, phía sau hắc ám vi thống cùng phòng ngự tăng cường không có sai lầm. Xem ra, Thư Hàng tiên sinh cùng cái này năng lượng phóng thích cùng thiểm quang thuật độ phù hợp cực cao. Trong lòng ta nắm chắc, tiếp đó, chúng ta tiến hành chuyển chức nghi thức đi. Có lẽ, có một cái nghề nghiệp sẽ rất thích hợp Thư Hàng tiên sinh. Côn Na nữ sĩ khép lại một bản bút ký. Thích hợp ta chuyển chức nghề nghiệp, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, là nghề nghiệp gì? Cùng hai loại pháp thuật độ phù hợp cao nhất, hẳn là vi khắc mạn pháp sư cái nghề nghiệp này. Côn Na nữ sĩ lên tiếng nói. Phía trước, Long huyết bộ lạc tộc trưởng, mang theo Tống Thư Hàng cùng Côn Na nữ sĩ tiến về chuyển chức nghi thức tế đàn. Vi khắc mạn, Tống Thư Hàng trong đầu đem cái này từ phiên dịch một chút. Cái từ này, là hắc long thế giới đặc biệt từ ngữ. Nếu như phiên dịch thành tiếng Trung, hẳn là thần thánh, trắng noãn còn có khôi giáp hoặc chiến bào loại hình ý tứ. Sở dĩ phụ đề tổ công việc, thật sự không là ai cũng có thể làm. Có chút từ bao hàm ý tứ thật sự là nhiều lắm, đơn thuần phiên dịch rất khó đưa chúng nó nguyên ý hoàn toàn giải đọc ra tới. Ta có thể chuyển chức thành công sao? Tống Thư Hàng nói. Côn Na nữ sĩ mỉm cười, trước án lấy quá trình đi một lần, mặc kệ có thể thành công hay không, thử trước một chút lại nói. Nếu như không thể chuyển chức, ta lại nghĩ những biện pháp khác. Côn Na nữ sĩ đang nói câu nói này lúc, tràn đầy tự tin.
Loại này tự tin là xây dựng ở nàng phong phú tri thức bên trên. Cùng sau lưng nàng cái kia một đám cùng nàng thú vị tương đắc, tại Hắc Long thế giới có chút danh tiếng hiền giả đoàn đồng bạn phía trên. Nếu như Tống Thư Hàng không cách nào chuyển chức, cái kia nàng tự cùng đồng bạn cùng một chỗ thảo luận nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không sáng tác bước phát triển mới pháp thuật, chuyên môn vì giống Thư Hàng tiên sinh dạng này không có chuyển chức thành viên cung cấp pháp thuật. Tự tin lúc cô na nữ sĩ, tương đương có mị lực, vừa trên lão tộc trưởng cũng không khỏi nhìn nhiều nàng mấy mắt, không ngừng khẽ gật đầu, thưởng thức không thôi. Long huyết bộ lạc chuyển chức tế đàn. Cái tế đàn này cùng Tống Thư Hàng nhập mộng Hắc Đồng thập tam thế nhân sinh lúc, tại thần điện nhìn thấy cái kia tế đàn cơ bản giống nhau. Lão tộc trưởng đưa tay lấy ra từng khối chỉ có to bằng móng tay Hắc Long linh thạch, đưa chúng nó vẩy vào tế đàn bên bờ, dọc theo trận pháp trải tốt. Sau đó, Tống Thư Hàng dựa theo cô na nữ sĩ phân phó bước vào đến tế đàn chính giữa. Cô na nữ sĩ bắt đầu tiến vào chuyển chức nghi thức. Nghi thức cũng không phức tạp. Giống như Hắc Long thế giới thần điện phong cách vẽ, không phô trương lãng phí, không làm bệnh hình thức, thực tình vì mọi người phục vụ. Cô na nữ sĩ cầu nguyện hoàn tất về sau, lấy ra bản thân ma lực xung chỉ cơ, nhẹ nhàng điểm một cái, bắt đầu chuyển chức nghi thức. Đồng thời, nàng dự đoán đem phù hợp Tống Thư Hàng mấy loại nghề nghiệp sắp xếp tại phía trước. Dạng này có thể càng nhanh sàng chọn ra thích hợp Tống Thư Hàng chuyển chức mấy loại pháp thuật nghề nghiệp, lấy giảm nhỏ chuyển chức lúc tiêu hao. Ở trong mắt Tống Thư Hàng, cái kia tràn đầy Hắc Long thế giới các ngõ ngách long lạc lần nữa hiển hiện. Sau một khắc, Tống Thư Hàng tinh thần lực cùng ý thức, chịu đến long lạc dẫn dắt, dọc theo long lạc lực lượng dẫn đạo, cuối cùng đến một cái không gian ý thức bên trong. Có điểm giống là Hắc Long thế giới độ kiếp không gian, nhưng cái không gian này tương đối tường hòa, tràn đầy quang minh. Tống Thư Hàng ý thức xuất hiện thời điểm, đối diện với hắn cô na nữ sĩ ý thức thể cùng một thời gian xuất hiện. Nàng lúc này, giơ trong tay một cây to lớn pháp trượng, xa xa điểm hướng Tống Thư Hàng. Trên pháp trượng, có từng cái khác biệt tiêu ký đang xoay tròn lấy. Mỗi một cái tiêu ký đều đại biểu cho một loại cùng Tống Thư Hàng xứng đôi chuyển chức nghề nghiệp. Nhìn qua tình cảnh này, Tống Thư Hàng đột nhiên não đại động mở. Long lạc thế giới, có thể làm được một bước này. Lúc đó thế công đức mạng lưới có phải hay không cũng có thể làm được những chuyện tương tự. Nếu như có thể, trong truyền thuyết giả lập hiện thực trò chơi có phải hay không có thể bị khai phát đi ra? Không nên, tập trung tinh thần lực. Chính chuyển chức đâu, đang miên man suy nghĩ cái gì à? Tại Cửu Châu Nhất Hào quần ngốc lâu về sau, tư duy quá nhảy vọt, căn bản không chỗ chê. Tống Thư Hàng tập trung tinh thần. Cô na nữ sĩ pháp thuật bên trên, từng cái tiêu ký hạ xuống tới, cùng hắn tiến hành tiếp xúc. Nhưng là mỗi cái tiêu ký cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị bắn bay ra ngoài. Cô na nữ sĩ khẽ nhíu mày. Nàng chọn lựa ra, thích hợp nhất Tống Thư Hàng 6 cái nghề nghiệp phù văn, không một cái có thể làm cho Tống Thư Hàng chuyển chức. Cũng không phải là không thích hợp, mà là căn bản là không có cách để Tống Thư Hàng tiến hành chuyển chức. Quả nhiên vẫn là không được sao, cô na nữ sĩ thầm nghĩ trong lòng. Nghi thức vẫn còn tiếp tục. Đằng sau lại có hơn 10 cái nghề nghiệp phù văn, từ trên thân Tống Thư Hàng thổi qua. Nhưng Tống Thư Hàng thân thể liền phảng phất có phản đam năng lực, tất cả phù văn đều bị đánh đi. Không được, thất bại, cô na nữ sĩ lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, không có việc gì, chúng ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thất bại là mẹ thành công, chúng ta không sợ thất bại. Quả nhiên, người thi pháp loại này anh Tuấn nghề nghiệp, cùng hắn không có gì duyên phận. Pháp thuật cái gì, có cái thiểm quang thuật trưởng tâm lôi nạp điện thuật, như vậy đủ rồi. Thư Hàng tiên sinh ngươi nói chuyện tổng là xinh đẹp như vậy. Cô na nữ sĩ cười nói, nàng chậm rãi thu hồi pháp trưởng, cũng đúng, lúc đầu chúng ta thì có chuẩn bị tâm lý, vậy chúng ta bây giờ, từ nơi này trong không gian rời đi đi. Dứt lời, thân ảnh của nàng, chậm rãi biến mất ở cái này chuyển chức không gian. Ước chừng 20 cái hô hấp sau. Tống Thư Hàng. Uy, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta không có biến mất? Cô na nữ sĩ, ngươi không phải là quên đem ta mang đi ra ngoài đi. Không mang theo dạng này hố đồng đội đó à, cô na nữ sĩ. Tống, cần quan tâm, Thư Hàng. Hắn ngẩng đầu nhìn cái này to lớn chuyển chức không gian, cảm giác mình phần eo truyền đến từng đợt co rút đau đớn khẳng định là bị trước đó cổ u hỗn độn ý chí đâm một thương kia đang tác quái.
Tống Thư Hàng thật sâu thở dài. Như vậy vấn đề tới, ta lúc nào mới có thể biến mất? Muốn chờ tế đàn nghi thức năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Vẫn là chờ mơ hồ cô na nữ sĩ một lần nữa tiến đến, đem hắn mang đi. Thư Hàng tâm thật mệt mỏi, rất muốn về hưu. Lại qua mấy phút sau, Tống Thư Hàng ôm đầu gối ngồi ở chuyển chức không gian xó xỉnh bên trong. Cô na nữ sĩ, còn không nhớ tới hắn. Vẫn là nói, mỗi lần tiến vào chuyển chức không gian đều là khác biệt, sở dĩ cô na nữ sĩ quên đem hắn mang đi ra ngoài sau. Hắn liền bị vây ở cái này chuyển chức trong không gian không cách nào đi ra. Hôm nay vẫn là như thế bất hạnh a. Tống Thư Hàng đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm rời đi cái không gian này biện pháp. Một mực chờ đợi không phải biện pháp, người không thể tổng dựa vào người khác, nhất định phải học được tự cứu. Triệu hoán lời hứa cùng chờ đợi thiên tử, Tống Thư Hàng nói. Trước đó tại Hắc Long thế giới thiên kiếp trong không gian, đều có thể đem công đức xà mỹ nhân triệu hoán đi ra, cái kia ở cái này chuyển chức trong không gian đâu. Nếu như có thể triệu hồi ra công đức xà mỹ nhân, vậy liền có thể cho nàng mang ý thức của mình trở về. Lại hoặc là để cho nàng trở về thông chi cô na tiên tử, để cho nàng kết thúc cái này chuyển chức tế đàn nghi thức. Sau một lúc lâu, công đức xà mỹ nhân cũng không có đáp lại hắn triệu hoán. Cùng tiên tử ở giữa cảm ứng bị bình phong sao, Tống Thư Hàng khổ não nói. Cũng đúng, chuyển chức không gian là không thể chịu ảnh hưởng địa phương, một khi bị quấy dày, chuyển sai rồi nghề nghiệp sẽ ảnh hưởng cả đời, sở dĩ có được che đậy ngoại giới cảm ứng công năng có thể lý giải. Ngoại trừ công đức xà mỹ nhân bên ngoài, có hay không những biện pháp khác có thể liên lạc với cô na nữ sĩ, tỉ như cho nàng phát cái định vị cái gì? Tống Thư Hàng suy tư. Sau đó, hắn lập tức liền nghĩ đến cái kia mã QR cùng Minh Hữu quan hệ. Có lẽ có thể thông qua thứ này, liên hệ với cô na nữ sĩ. Nhưng không biết mình ý thức thể, còn có thể dẫn đạo ra tiểu kim đan lực lượng sao? Dù sao cái không gian này tựa hồ bị cường lực che đậy. Tống Thư Hàng thử một lần. Hắn cùng cổ vu thần huyết ở giữa liên hệ cũng nhận hạn chế. Bất quá, mai lập lòe tỏa sáng mã QR hình chiếu, phù hiện ở trước mặt hắn. Đúng là hắn kim đan cấu đồ mã QR. Tống Thư Hàng. Ngưng tụ ra cái này mã QR hình chiếu đi ra có cái gì dùng.